Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 70. Chiến hồn thánh thành chính là thành trì to lớn nhất huyền vực, thế lực cường đại nhất nơi này không phải chiến thần điện mà là chiến hồn điện. Chiến hồn điện mặc dù lệ thuộc vào chiến thần điện, nhưng ở chiến hồn thánh thành, chiến hồn điện nói chuyện là nhất, dù là chiến thần điện cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Một ngày này, chiến hồn thánh thành náo nhiệt như thường ngày, ngựa xe như nước, phồn hoa như gấm, dù là vô song thánh thành đều có chút không bằng. Trên đường phố, năm đạo thân ảnh kỳ dị chẳng có mục tiêu đi tới, con người hiếu kỳ nhìn hết đông tới nhìn tây, phía trước là một nam một nữ, tựa như một đôi tình lữ. Sau lưng hai người là một đầu hoàng kim sư tử khoảng một trượng, bộ lông màu vàng óng mềm mại sáng chói, giống như từng đầu tiểu long du tẩu. Mặt khác, còn có một tiểu hài 6-7 tuổi, tiểu hài hết nhìn đông tới nhìn tây, con mắt tặc lưu đánh giá bốn phía, ở trên vai hắn ngồi một thạch nhân nhỏ chừng bàn tay. Người đá nhỏ hiếu kỳ đánh giá thế gian phồn hoa rực rỡ, thân ảnh nó rất nhanh, thỉnh thoảng biến mất ở trên bờ vai tiểu nam hài, đồng thời, xung quanh truyền đến một chút thanh âm tu sĩ giận mắng. Ai trộm hồn giới của ta? Ai trộm đi linh dược của ta? Tu sĩ nào có thể bắt được thân ảnh người đá nhỏ, cái gì hồn giới đều mất trắng. Chỉ thấy bên trên 10 ngón tay người đá nhỏ đã mang đầy giới chỉ, thậm chí, liền trên ngón tay tiểu nam hài kia cũng mang cả đống. Thạch thánh, ngươi nhìn cái kia, đây chính là chiến đế cảnh trung kỳ, hồn giới nhất định có không ít đồ tốt. Tiểu nam hài chỉ một thanh niên tu sĩ mặc chiến bào màu vàng óng cách đó không xa nói. Vừa dứt lời, một cái ngón tay đập vào trên trán hắn, ra hỏa oa oa trực khóc, trong hốc mắt có nước mắt đảo quanh. Các ngươi tốt nhất an tĩnh chút cho ta, mở miệng nói chuyện là phía trước hắc bào thanh niên, không cần nghĩ cũng biết người này là Tiêu Phàm. Vì sao ngươi chỉ đánh ta mà không đánh Thạch Thánh? Sở Phiền có chút không phục. Bởi vì là ngươi dạy hư hắn. Tiêu Phàm tức giận chừng Sở Phiền một cái, sau đó trong lòng lại bổ sung một câu, tảng đá kia vô cùng cứng rắn, đánh nó đau tay ta. Sở Phiền khóc không ra nước mắt, hắn rất muốn nói Thạch Thánh tiểu tử này một bụng nghĩ xấu so với ta còn muốn hỏng hơn, bất quá hắn vẫn không định đắc tội Thạch Thánh, ai kêu Thạch Thánh là chiến thánh đỉnh phong đây. Huynh đệ, con rối thạch đầu người bán thế nào? Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, chỉ thấy thanh niên chiến bào màu vàng óng vừa bị Sở Phiền đánh chú ý lên nhìn Thạch Thánh trên vai Sở Phiền nói. Sau lưng thanh niên mặc kim bào còn có hai thanh niên 25-26 tuổi, hiển nhiên đều là chó săn. Vị huynh đài này thật đúng là hảo nhãn lực, cái này không phải con rối thạch đầu đơn giản, hắn là hồn điêu cực kỳ lợi hại đấy, 1000 vạn cực phẩm hồn thạch thế nào? Tiêu Phàm cười ha hả nhìn thanh niên mặc kim bào nói. 1000 vạn cực phẩm hồn thạch, người xác định, thanh niên mặc kim bào nhíu lông mày lại, thiếu chút nữa thì bộc phát ra, cỗ phẫn nộ kia bị hắn cưỡng ép xuống dưới. Trong lòng hắn giận mắng không thôi, 1000 vạn cực phẩm hồn thạch, người khác gì ăn cướp chứ? Sau đó ngưng tiếng nói, vị huynh đài này, các ngươi là mới tới chiến hồn thánh thành đi, bản nhân Diệp Hải. Tại hạ mặc dù bất tài nhưng ở chiến hồn thánh thành còn có thể nói đến, 1000 vạn cực phẩm hồn thạch cũng quá mắc, giá tổng cộng 10 vạn, như thế nào? Các ngươi nếu có gì cần ta hỗ trợ, ca ca nhất định giúp các ngươi. Không thể không nói, Diệp Hải thật đúng là hung ác, một câu liền chặt đến 10 vạn, chỉ còn lại 1%. 10 vạn, Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Thạch Thánh nhìn Diệp Hải giống như nhìn thằng ngốc, nói, 10 vạn liền muốn mua tiểu gia. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cút, đừng để tiểu gia gặp lại ngươi, bằng không quất chết ngươi. Cũng khó trách Thạch Thánh tức giận như vậy, hắn đường đường là thánh linh, thiên tài thạch nhân tộc, cường giả cửu giai tối đỉnh, 1000 vạn cực phẩm hồn thạch cũng không mua được nó, Diệp Hải vậy mà chỉ xuất 10 vạn, cái này khiến nó như thế nào không giận. Ngươi muốn quất chết ta? Diệp Hải hiển nhiên cũng tức giận, vỗ bộ ngực nói, không sợ nói cho ngươi biết. Ở chiến hồn thánh thành thật đúng là không mấy ai dám quất ta, ngươi có biết gia gia của ta là ai không? Gia gia ngươi là ai? Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc nói, thực lực Diệp Hải cũng chỉ là chiến đế cảnh trung kỳ mà thôi, xem xét liền biết không phải là nhân vật lớn gì. Bằng không, lấy thực lực chiến hồn điện Diệp gia mua sắm 1-2 khỏa cửu chuyển chiến hồn đan vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, nắm giữ cửu chuyển chiến hồn đan, thiên phú hắn khẳng định có thể đại đại đề cao. Các ngươi nghe kỹ,
gia gia của ta là chiến thần điện bản bộ bát trưởng lão Diệp Phong, người hiện tại biết chưa? Diệp Hải cao ngạo nói, một đôi con mắt tựa như sinh trưởng ở đỉnh đầu. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, Diệp Phong, cái tên này làm sao quen như vậy chứ? Người trẻ tuổi, hiện tại biết sợ rồi. Đáng tiếc vô dụng, Diệp Hải ta cũng không khi dễ ngươi, con rối tảng đá kia ta trả 10 vạn cực phẩm hồn thạch mua. Diệp Hải nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm, còn tưởng rằng Tiêu Phàm đang sợ hãi. Diệp Hải cố ý nâng thanh âm, xung quanh hấp dẫn không ít tu sĩ vây xem, rất nhiều người nhìn thấy Diệp Hải sớm đã lẩn mất xa xa, tựa như rất sợ đắc tội hắn. Tiểu tử này lại bị Diệp Hải ức hiếp, lần này thảm rồi. Đúng vậy, thực lực Diệp Hải không được tốt lắm, nhưng ra ra hắn là bát trưởng lão chiến hồn điện, ở chiến hồn thánh thành cũng coi như nhân vật số một. Ai nói không phải, hơn nữa ta nghe nói thực lực Diệp Phong trưởng lão lại đột phá, có vẻ như đã đạt tới chiến thánh cảnh trung kỳ. Đám người khe khẽ bàn luận lấy, một mặt đồng tình nhìn Tiêu Phàm bọn hắn. Nếu là trước kia, nói chiến hồn điện bản bộ trưởng lão Tiêu Phàm có lẽ thật đúng là sẽ sợ hãi, nhưng hiện tại Tiêu Phàm không để trong lòng. Chiến hồn điện bản bộ, mạnh nhất không phải cũng chỉ là chiến thánh cảnh trung hậu kỳ, cường giả Diệp gia chân chính khẳng định đều ở bên trong cổ thành Diệp gia. Huống chi, Diệp Phong cũng không phải là ai khác mà là kẻ trước đó tiến về vô song thánh thành, trước mặt Diệp Thệ Thủy diễu võ dương oai mà thôi. Liền Diệp Thệ Thủy đều không đem hắn đặt vào trong mắt, Tiêu Phàm làm sao có thể sợ hắn đây, phải biết, Diệp Phong đã bị Tiêu Phàm khống chế tư tưởng a. Về sau bởi vì Tiêu Phàm bị Bác lão đưa vào bên trong bạo loạn chi hải, Diệp Phong đi theo Bác lão trở lại Nam vực, về sau liền không biết tung tích, không nghĩ tới đã trở lại chiến hồn thánh thành. Nguyên bản Tiêu Phàm còn chuẩn bị từ từ suy nghĩ biện pháp tiến vào chiến hồn điện, nhưng hiện tại nha, trong lòng Tiêu Phàm đã thay đổi chủ ý. Ngươi xác định ra ra ngươi là Diệp Phong, Tiêu Phàm không có tiếp tục đùa với hắn, thập phần nghiêm túc hỏi. Chẳng lẽ ta còn lừa ngươi hay sao? Diệp Hải cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, thập phần ngạo nghễ nói, xem các ngươi mới tới chiến hồn thánh thành ta cũng không làm khó các ngươi, đây là 10 vạn cực phẩm hồn thạch, con rối tảng đá kia thuộc về ta. Ra ra ngươi rất lợi hại phải không? Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì cười, năm đó là hắn đem Diệp Phong đùa giỡn trong bàn tay, huống chi là hiện tại. 3. Diệp Hải vừa chuẩn bị nói chuyện liền bị Thạch Thánh một bàn tay quất bay, ra hỏa này một câu con rối thạch đầu, Thạch Thánh rốt cục chịu đựng không nổi. Hoàng Mao tiểu nhi, ưa thích khoa trương có đúng không? Tiểu gia thực quất chết ngươi, Thạch Thánh nổi giận mắng. Diệp Hải cùng tu sĩ chung quanh đều bị Thạch Thánh một tát này rút mắt trợn tròn, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới người đá nhỏ vậy mà lợi hại như thế, liền chiến đế cảnh Diệp Hải đều không phải là đối thủ. Bọn hắn lá gan cũng thực không phải lớn bình thường, dám ở chiến hồn thánh thành ẩu đả tôn tử bát trưởng lão chiến hồn điện. Diệp Hải đập ầm ầm trên mặt đất, trong miệng phun ra mấy đạo máu tươi, còn có cái răng, trượt ra hơn 10 trượng mới dừng lại. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, phẫn nộ chỉ Tiêu Phàm mấy người, sát khí nặng nề nói, các ngươi lại dám đánh ta. Gia gia của ta là Diệp Phong, hắn sẽ không buông tha các ngươi. Vừa dứt lời. Thân hình Thạch Thánh lóe lên, một cước đạp trên lưng ngực Diệp Hải, lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Nếu như không phải Tiêu Phàm âm thầm mở miệng để Thạch Thánh đừng giết chết hắn, Thạch Thánh một cước này tuyệt đối có thể đem Diệp Hải băm thành thịt nát. Còn không đi giúp tiểu chủ tử các ngươi đi tìm ra ra hắn. Đột nhiên, Tiêu Phàm nhìn hai thủ hạ của Diệp Hải đã thất thần nói, trên mặt lộ ra vẻ sán lạn. Hai hạ nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên run một cái. Lộn nhào hướng về nơi xa chạy đi, Diệp Hải trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ phẫn nộ, hai người vậy mà thực chạy. Mặc dù hắn biết rõ hai hạ nhân lưu lại không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng nhiều người vẫn có thể tăng thêm lòng dũng cảm. Đám người cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này thật đúng là phách lối, lại còn để tay chân Diệp Hải đi tìm Diệp Phong, chờ Diệp Phong đến, qua một lúc các ngươi chết chắc. Còn nói, bọn hắn thực không sợ trưởng lão chiến hồn điện. Tu sĩ bốn phía càng ngày càng nhiều, đám người rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai dám tại chiến hồn thánh thành ẩu đả tôn tử trưởng lão chiến hồn điện. Lúc bọn hắn nhìn thấy một nhóm Tiêu Phàm cách ăn mặc quái dị, rất nhiều người lộ ra vẻ kỳ dị. Chờ ra ra đến, khẳng định đánh các ngươi răng rơi đầy đất. Trong mắt Diệp Hải đều là vẻ hung lệ,
đến bây giờ còn đang uy hiếp Tiêu Phàm. Hắn không biết nếu như không phải hắn báo ra danh tự Diệp Phong, bản thân hắn đã sớm chết. Tiêu Phàm chỉ là xem trên mặt mũi Diệp Phong tha cho Diệp Hải một cái mạng mà thôi, dù sao, lấy tâm tính hắn hiện tại, diệt sát một chiến đế cảnh trung kỳ cũng không có bao nhiêu cảm giác thành tựu. Nghe thấy Diệp Hải nói, Tiêu Phàm làm như căn bản không nghe được, Diệp Hải kêu càng vui mừng, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi. Nói thêm câu nữa, ngươi có tin ta đánh miệng ngươi rụng đầy răng không? Tiêu Phàm lạnh lùng chừng Diệp Hải một cái, Diệp Hải lời nói ác độc, hắn nghe đến phiền. Kém một chút hắn nhịn không được tát một cái qua, một tát này thật muốn đánh xuống, Diệp Hải đoán chừng không chết cũng tàn phế. Cảm nhận được sát ý trên người Tiêu Phàm nở rộ lạnh lẽo, toàn thân Diệp Hải run lẩy bẩy, lời nói vừa đến miệng liền mạnh mẽ nuốt vào. Nhìn con người Tiêu Phàm đen kịt, hắn cảm giác thần hồn bản thân đều hút vào trong đó, cả người lạnh vô cùng. Diệp Hải rốt cục an tĩnh lại, tu sĩ bốn phía cũng không có tán đi, đi tới chỗ nào đều không thiếu người hiểu chuyện, bọn hắn đang xem kịch vui. Tiêu Phàm đối với điểm này cũng thập phần im lặng, có lẽ đây chính là tính người chung, cho dù là chiến thánh cũng thoát không được một chút thói hư tật xấu, cho dù là thần, nói đến cùng hắn vẫn là người. Ai dám làm tổn thương tôn nhi ta? Sau nửa ngày, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, như là lôi âm cuốn tới, hư không mãnh liệt lay động. Bát trưởng lão đến, đám người khẽ run lên, không tự giác hướng phía sau thối lui, uy thế, kia làm rất nhiều người không thở nổi. Hô một tiếng, một đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa sân, con người sắc bén lạnh lùng liếc nhìn bốn phía, cuối cùng rơi vào trên người Thạch Thánh dẫm lên Diệp Hải. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Diệp Phong, hắn cũng không nghĩ đến Diệp Phong vậy mà thực sự là Diệp Phong ở Vô Song Thánh Thành, hơn nữa còn trở thành chiến hồn điện bản bộ trưởng lão. Nghiệt xúc, dám ở chỗ này đả thương người. Bất quá Diệp Phong cũng không nhìn thấy Tiêu Phàm, bởi vì Tiêu Phàm đứng ở cách đó hơn mấy trượng. Thạch Thánh nghe vậy kém chút giận dữ giết Diệp Phong, nó đường đường là thánh linh, có thể nào để cho người ta xưng là nghiệt xúc. Bất quá lại bị Tiêu Phàm một cái ánh mắt ngăn lại. Cuối cùng nó đành phải một cước đá vào trên người Diệp Hải, Diệp Hải thống khổ kêu thảm, thân thể hướng về vị trí Diệp Phong kích xạ đi. Nghiệt xúc, còn dám trước mặt bản trưởng lão đả thương người. Diệp Phong nổi giận quát, sau đó lách mình ôm lấy thân thể Diệp Hải, khi tiếp xúc thân thể Diệp Hải, hắn cảm giác một cỗ lực lượng to lớn chấn động đến lục phủ ngũ tạng hắn bốc lên không thôi. Bỗng nhiên, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Thánh, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Đối phương tại phương diện lực lượng vận dụng không biết so với hắn cường đại hơn bao nhiêu. Ra ra, ngài cần phải thay tôn nhi báo thù a. Diệp Hải thống khổ cầu khẩn, một cước vừa nãy thể nội hắn lại đoạn mấy cái xương sườn. Bây giờ nhìn thấy Diệp Phong đến, lực lượng hắn lại sung túc lên, bất quá lực lượng Diệp Phong lại không thế nào đủ. Nhưng hắn thân làm chiến hồn điện bản bộ bát trưởng lão, làm sao có thể trơ mắt nhìn tôn nhi mình bị người khi dễ. Hiển nhiên không thể, hắn vịn thân thể Diệp Hải chậm rãi đứng lên, con người băng lãnh nhìn Thạch Thánh, hắn thấy Thạch Thánh chỉ là một đầu hồn thú đặc thù mà thôi. Nhìn thấy Diệp Phong chuẩn bị tiến lên, trên mặt Diệp Hải hiện lên vẻ lạnh như băng. Chiến hồn điện bát trưởng lão, thật đúng là uy phong nha. Lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên từ trong đám người vang lên. Nghe được thanh âm này, Diệp Phong bỗng nhiên lạnh run, trợn to hai mắt. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau, thanh âm này hắn thực sự quá quen thuộc, đã sớm in vào chỗ sâu nhất đầu óc hắn. Dù đã qua mấy năm, hắn vẫn không dám quên mất. Khi con người hắn nhìn về phía sau, trong nháy mắt rơi trên người một người trong đó, trong mắt đều là vẻ khó tin, người kia trừ Tiêu Phàm, còn có thể là ai? Chủ! Diệp Phong run rẩy mở miệng, thiếu chút nữa thì kêu đi ra, bất quá lại bị một đạo thân ảnh cắt ngang. Ra ra, hắn cùng xúc sinh kia là một đám, muốn giết liền đem bọn hắn giết sạch. Diệp Hải phẫn nộ kêu lên, hắn một tay bụng mặt, một tay khác ôm bụng, thân thể hơi hơi run rẩy. Nếu như hắn không phải tu sĩ chiến đế cảnh đoán chừng đã sớm đứng không vững. Giết hết bọn hắn, nghe nói như thế, Diệp Phong kém chút bị dọa ngất đi qua, vị trước mắt này chính là Tu La Điện Chủ, hắn có thể giết sao? Nhìn thấy thân thể Diệp Phong hơi hơi run rẩy. Diệp Hải còn tưởng rằng ra ra hắn phẫn nộ, lập tức nhìn Tiêu Phàm bọn hắn cười lạnh nói, các ngươi, có một người tính một người, hôm nay ai cũng đừng hòng.
Ba, lời còn chưa nói hết, một tiếng vang giòn truyền ra, Diệp Hải trong nháy mắt che mặt lại, cảm giác nóng bỏng đau, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn Gia Gia mình. Gia Gia, Diệp Hải kinh hãi nhìn Diệp Phong, hắn bị một tát này đánh ngất xỉu, hoàn toàn không thể tin được bản thân lại bị Gia Gia bình thường sủng ái nhất đánh một bàn tay. Đám người cũng kinh ngạc không thôi, biến hóa bất thình lình làm tất cả mọi người xem không hiểu. Chẳng lẽ tiểu tử kia là con riêng Diệp Phong hay sao, bằng không mà nói, hắn như thế nào lại đánh cháu trai ruột bản thân. Nhưng mà Diệp Phong không nghĩ như vậy, hắn biết Tiêu Phàm làm người, nếu như Tiêu Phàm thực động sát ý, đừng nói Diệp Hải chết, chính là hắn cũng phải chết. Chủ! Diệp Phong hít sâu một cái, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, ngẫm lại cung kính nói, Tiêu công tử, ngài làm sao tới Chiến Hồn Thánh Thành? Tiêu công tử, đám người nghe vậy, tất cả đều mắt trợn tròn, Diệp Phong vậy mà xưng hắn là công tử, chẳng lẽ tiểu tử này có lai lịch lớn? Có thể làm cho Diệp Phong coi trọng như vậy đoán chừng cũng chỉ có cổ tộc Diệp gia đi, nhưng Diệp Phong tại sao lại gọi hắn là Tiêu công tử đây? Rất rõ ràng, công tử không phải cổ tộc Diệp gia, đám người hoàn toàn nghĩ không ra Diệp Phong vì sao sẽ sợ hãi như vậy. Gia gia, Diệp Hải hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, hắn biết rõ bản thân lần này đá trúng thiết bản. Liền Gia Gia hắn đều cung kính đối đãi đối phương như thế, địa vị đối phương khẳng định rất lớn, như thế nào hắn có thể đắc tội. Còn không xin lỗi Tiêu công tử, Diệp Phong lạnh lùng trừng Diệp Hải một cái, quát lên. Tiêu Phàm không có để ý tới Diệp Phong, ngược lại ý vị thâm trường nhìn Diệp Hải nói, Gia Gia ngươi rất lợi hại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Gia Gia ngươi rất lợi hại, Tiêu Phàm nói, Diệp Hải ngậm miệng không nói gì, hắn rất muốn nói Gia Gia của ta là rất lợi hại a, nhưng câu nói này hắn vô luận như thế nào đều nói không ra. Gia Gia bản thân lợi hại, không phải là đối với người khác tất cung tất kính. Tiêu Phàm không có để ý tới Diệp Hải, mà nhìn về phía Diệp Phong nói, tìm nơi nói chuyện. Tiêu công tử, mời ngài. Diệp Phong gật gật đầu nói, trong đôi mắt đều là vẻ cung kính, chỉ là trước mặt người khác không biểu hiện quá mức rõ ràng mà thôi. Tiêu Phàm gật đầu, mang theo Tiêu Linh Nhi, Tiểu Kim đi theo Diệp Phong. Tu sĩ vây xem một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết vì sao Diệp Phong không đến báo thù thay Tôn Nhi Diệp Hải, ngược lại đánh Tôn Nhi một bạt tay. Bọn hắn rất muốn biết rõ ràng duyên cớ trong đó, kỳ thật đừng nói bọn hắn, chính là Diệp Hải làm sao không phải như thế. Hiện tại bọn hắn không nhận ra Tiêu Phàm, nhưng mấy ngày nữa bọn hắn liền có thể nhận ra, thời điểm sự tình Chiến Thần Điện truyền đến Chiến Hồn Thánh Thành, tất cả mọi người đều sẽ chấn động vô cùng. Bọn hắn lúc này mới biết, đó chính là Tu La Điện Chủ trong truyền thuyết. Đương nhiên đây chỉ là sau này, Tiêu Phàm đi theo Diệp Phong rất nhanh đi tới trước một tòa phủ đệ cổ phác. Tiêu công tử, đây là Hàn Xá, còn mời ngài thông cảm một chút. Diệp Phong nịnh nọt nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Linh Nhi bọn hắn cũng kinh ngạc không thôi, tại sao người này nhìn thấy Tiêu Phàm sẽ cung kính như thế, nơi này chính là huyền vực Chiến Hồn Thánh Thành, Tiêu Phàm làm sao lại biết người ở đây. Những nghi hoặc này bọn hắn chỉ có thể đặt ở trong lòng, Tiêu Phàm không nói, bọn hắn cũng không biết mở miệng hỏi thăm như thế nào. Tiêu Phàm không có nói thêm cái gì, đi theo Diệp Phong đi vào phủ đệ Diệp gia, hắn chỉ như khách qua đường mà thôi. Xong xuôi sự tình liền sẽ rời đi. Diệp Phong mang theo Tiêu Phàm một nhóm đi tới phòng nghị sự, hạ nhân sớm đã chuẩn bị kỹ càng nước trà, Diệp Phong liếc nhìn hạ nhân một cái, nhàn nhạt khoát tay một cái nói, đều đi xuống đi. Chờ một đám hạ nhân Diệp ra rời đi, chỉ có Diệp Hải lưu lại, Diệp Phong đột nhiên hướng về Tiêu Phàm cung kính một xá nói, Diệp Phong, bái kiến thiếu chủ. Thiếu chủ, nghe được hai chữ này, Tiêu Linh Nhi, Diệp Hải đám người tất cả đều mắt trợn tròn, Tiêu Linh Nhi tựa như minh bạch cái gì, nhưng Diệp Hải lại không biết làm sao. Hắn rốt cục biết rõ Diệp Phong vì sao sẽ tát tay hắn, đây chính là thiếu chủ Gia Gia hắn, bản thân vậy mà muốn giết người ta. Tát hắn đã coi như là bảo vệ hắn, bằng không mà nói, chính là trực tiếp động thủ giết hắn. Đứng lên đi. Thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, trực tiếp ngồi xuống, Diệp Hải đúng không? Nhiệt xúc. Còn không quỳ xuống, không đợi Diệp Hải phản ứng, Diệp Phong gầm lên một tiếng, làm Diệp Hải bị dọa cho phát sợ, Diệp Hải quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, chờ đợi Tiêu Phàm thẩm phán. Diệp Hải,
hãn ngươi trong vòng 3 ngày triệu hồi tất cả mọi người gia tộc của ngươi, ngươi không có vấn đề gì chứ? Tiêu Phàm cũng không có trừng phạt Diệp Hải, ngược lại cười cười. Diệp Phong không biết vì sao, Diệp Hải cũng mờ mịt nhìn Diệp Phong. Hôm nay nhiều con mắt như vậy nhìn thấy ta tới nơi này, mấy ngày nữa đoán chừng chiến hồn điện liền muốn xuất thủ đối với các ngươi, không muốn mạch các ngươi bị diệt, hãy đi theo ta đi. Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh nói ra. Hắn rất rõ ràng, mấy ngày nữa sự tình chiến thần điện sẽ chuyển đến nơi này, thân phận Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ bại lộ, đến thời điểm mạch Diệp Phong bọn hắn khả năng liền không may. Diệp Phong biết rõ thân phận Tiêu Phàm, nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, trong lòng mãnh kinh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chẳng lẽ thân phận thiếu chủ? Tiêu Phàm gật gật đầu nói, lần này tới, ta có chút sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Diệp Hải, người thông chi xuống dưới, trong vòng 2 ngày tất cả mọi người cần phải chạy về gia tộc, không chạy về được liền vĩnh viễn không nên quay lại. Diệp Phong bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Hải, thần sắc vô cùng ngưng trọng nói ra. Vâng, ra ra, Diệp Hải mặc dù không biết thân phận Tiêu Phàm, nhưng nghe ra tính nghiêm trọng sự tình có lẽ thực sẽ nguy hiểm cho tồn vong gia tộc bọn họ. Nhìn thấy Diệp Hải rời đi, Diệp Phong lúc này mới nhìn về phía Tiêu Phàm nói, thiếu chủ cần thuộc hạ làm cái gì, thuộc hạ nhất định ta tận hết khả năng. Việc này đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Thực rất đơn giản sao? Diệp Phong không cho là như thế, hắn hiện tại là hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm, liền sự tình Tu La Điện chủ đều làm không được. Hắn lại làm sao có thể tùy tiện làm được? Ta muốn đi chiến hồn điện thức tỉnh chiến hồn một chuyến. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Ách, Diệp Phong trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Rất khó sao? Không khó. Diệp Phong lắc đầu, thiếu chủ chỉ là muốn tiến vào chiến hồn không gian mà nói hoàn toàn có thể tại bất luận một tòa chiến hồn điện tiến vào mà, mỗi một tòa thành thị chiến hồn đại lục đều có. Tiêu Linh Nhi cũng không hiểu nhìn Tiêu Phàm. Nàng một mực không biết Tiêu Phàm đến nơi này làm cái gì, nếu như chỉ là thức tỉnh chiến hồn mà nói, cổ thành sở ra cũng có thể a. Ngươi cảm thấy những thông đạo truyền tống chiến hồn điện thành thị khác có thể chịu được lực lượng ta sao? Tiêu Phàm không nhanh không chậm hỏi. Lần trước tiến về vô song thánh thành hắn từng tiến vào chiến hồn điện một lần, lúc kia chỉ là chiến hoàng cảnh mà thôi, miễn cưỡng có thể chịu được khí tức hồn lực hắn, nhưng hiện tại hắn là chiến thánh cảnh hậu kỳ. Lực lượng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Truyền tống trận bên trong chiến hồn điện tiểu thành thị khác là tiếp nhận không nổi uy áp hắn, đây cũng là nguyên nhân hắn đến nơi này. Là thuộc hạ vô tri. Diệp Phong cũng lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm hiện tại liền hắn đều nhìn không thấu, lại làm sao có thể từ chiến hồn điện truyền tống trận khác tiến vào đây. Huống chi, vì đề phòng có người cố ý tiến vào chiến hồn điện quấy rối, truyền tống thông đạo tiếp nhận không được khí lực chiến thánh cảnh. Người như vậy một khi tiến vào thông đạo truyền tống liền sẽ lập tức bị hủy diệt. Thiếu chủ, xin cho ta một ngày, ta lập tức an bài. Diệp Phong cũng không do dự, thập phần quyết đoán nói. Mặc dù hắn không biết Tiêu Phàm tiến vào chiến hồn điện muốn làm cái gì, nhưng nhất định là sẽ kinh động toàn bộ chiến hồn điện, đến thời điểm gia tộc của hắn nhất định sẽ không may. Nhưng mà Tiêu Phàm đã sớm nói cho hắn biết để hắn triệu hồi người gia tộc. Đây cũng là bảo hộ gia tộc của hắn, trong lòng Diệp Phong thập phần cảm kích. Lấy hắn hiểu biết đối với lịch đại Tu La Điện chủ, đó cũng đều là người lãnh khốc vô tình, nếu như Tiêu Phàm thật muốn ép buộc hắn làm cái gì, hắn cũng căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Một ngày đối với Tiêu Phàm mà nói cũng không tính là gì, làm Tiêu Phàm ngoài ý muốn là Diệp Phong vẻn vẹn tốn nửa ngày liền đem sự tình hoàn thành. Bàn giao một chút sự tình, Tiêu Phàm liền cùng Diệp Phong rời đi. Tiêu Linh Nhi, Tiểu Kim, Sở Phiền cùng Thạch Thánh lưu tại phủ đệ Diệp gia. Mặt khác, Tiêu Phàm cố ý bàn giao, bên trong phòng của hắn có hắn lưu lại, bất luận kẻ nào không thể đi vào quấy rầy, đồng thời để Tiểu Kim tự mình thủ hộ ở bên ngoài. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của Diệp Phong, Tiêu Phàm đi tới một tòa cung điện cổ phác chiến hồn điện bản bộ. Mặt ngoài đại điện cùng những thành trì chiến hồn điện khác không có quá nhiều khác biệt, chỉ là nhìn qua lớn hơn nhiều. Hơn nữa lộ ra cực kỳ cổ lão, mơ hồ trong đó còn chứng kiến rất nhiều đường vân tỉ mỉ. Tiêu Phàm biết rõ đó là hồn văn, điều này cũng làm cho hắn xác định, chiến hồn điện thức tỉnh chiến hồn, có quan hệ cùng hồn văn. Dưới sự hướng dẫn của Diệp Phong, Tiêu Phàm ngược lại cũng thông suốt, rất nhanh liền đi tới trước cửa chiến hồn điện,
cửa điện đóng chặt, phía trước có mấy người thủ hộ. Bát trưởng lão, đây chính là tôn nhi ngài thức tỉnh muộn. Đều 20 tuổi rồi, lại còn không thức tỉnh chiến hồn. Trong đó một người tướng sĩ mặc có chút đặc thù nói đùa. Đúng vậy, không để hắn từ nơi này tiến vào chiến hồn không gian thử xem, có lẽ tỷ lệ lớn một chút, còn mời lục đội trưởng giúp một chút. Diệp Phong đã sớm suy nghĩ xong lý do, cười cười nói. Bát trưởng lão quá khách khí, vị tiểu huynh đệ này, mời đi. Thủ vệ đội trưởng cười cười, ra hiệu mấy tướng sĩ mở cánh cửa đại điện. Đa tạ. Tiêu Phàm gật đầu, hướng về cửa ra vào đi qua, trong lòng hơi hơi vui vẻ, không nghĩ tới sự tình vậy mà thuận lợi như thế, rất hiển nhiên cùng Diệp Phong vận hành có quan hệ. Chờ đã, nhưng mà đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, trong lòng Tiêu Phàm bỗng nhiên một cái lộp bộp. Nghe được đạo thanh âm kia, Tiêu Phàm bỗng ngừng bước chân, sau đó chậm rãi quay người nhìn về phía sau lưng, lại nhìn thấy một lão giả mặc trường bào màu vàng óng đi tới, trên mặt đều là vẻ đăm chiêu. Cửu trưởng lão, ngài làm sao tới? Trước tiên mở miệng nói chuyện là thủ vệ đội trưởng, sắc mặt hắn không phải rất tốt. Những người chiến hồn điện bọn hắn đều rất rõ, bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão là rất bất thường, hai người tranh đấu cả một đời. Lúc này đối phương đến nơi này nhất định là không có chuyện gì tốt. Mấu chốt nhất là mở ra chiến hồn điện cần điện chủ đại nhân tự mình mở miệng, hiện tại bọn hắn tự tiện mở chiến hồn điện ra đã là phá hư quy củ. Đương nhiên, bình thường mở chiến hồn điện ra cũng không phải đặc biệt gì, rất nhiều đời trưởng lão đều là từ nơi này tiến vào chiến hồn không gian thức tỉnh chiến hồn, đây đã trở thành bí mật phúc lợi của trưởng lão. Những thủ vệ chiến hồn điện cũng minh bạch điểm này. Cho nên bình thường thu chút chỗ tốt, liền sẽ thay bọn hắn mở ra chiến hồn điện. Nếu là bình thường, việc này là một việc không có ý nghĩa gì, dù là điện chủ chiến hồn điện thấy cũng sẽ trợn một con mắt đóng một con mắt. Nhưng nếu như việc này để cửu trưởng lão dùng làm mưu đồ, giá trị có thể cũng không giống nhau, đây cũng là thứ bọn hắn lo lắng. Ta làm sao không thể tới? Nếu như không đến, chẳng phải là không nhìn thấy các ngươi tự tiện mở chiến hồn điện ra ư? Kim bào lão giả cười lạnh nói, bát trưởng lão, ngươi là lấy việc công làm việc tư. Sắc mặt Diệp Phong cũng không tốt, nếu như việc này hỏng, Tiêu Phàm sẽ hết sức thất vọng đối với hắn, trong lòng cảm giác nặng nề, lạnh giọng nói, Diệp Lâm, ta để cho tôn nhi ta tiến vào chiến hồn điện thì làm sao? Ngươi có tin từ nay về sau ta liền một mực trấn thủ ở chỗ này, không cho phép hậu nhân ngươi tiến vào không? Ngươi đùa cùng ta, lão tử cũng không phải đồ nhu nhược. Đây là suy nghĩ trong lòng Diệp Phong, huống chi lão tử từ hôm nay về sau sẽ là người tu la điện, còn sợ ngươi một cái cửu trưởng lão chiến hồn điện ư. Ngươi, cửu trưởng lão Diệp Lâm nhất thời im lặng, Diệp Phong nếu quả thật muốn vỏ đã mẻ không sợ rơi mà nói, hắn cũng không làm gì được. Dù sao, đầu quy tắc này sớm đã trở thành quy tắc ngầm giữa các đại trưởng lão, Diệp Lâm hắn còn không dám là địch cùng tất cả trưởng lão chiến hồn điện. Tiêu Phàm nhàn nhạt quét Diệp Lâm một cái. Liền đi đến chiến hồn điện. Ngay từ đầu thật đúng là làm hắn giật mình, hắn tưởng rằng đại nhân vật gì đến đây, không nghĩ tới chỉ là một trưởng lão nho nhỏ, địa vị còn không bằng Diệp Phong. Nhìn thấy Tiêu Phàm đều coi thường mình, Diệp Lâm giận tím mặt, bất quá Diệp Phong tay mắt lanh lẹ, lách mình ngăn ở trước mặt hắn, nói, Diệp Lâm, tôn nhi ta đây nếu có bất luận tổn thương gì, ta liều mạng với ngươi. Diệp Lâm bị lời nói Diệp Phong dọa cho phát sợ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Phàm tiến vào chiến hồn điện, sắc mặt thủ vệ đội trưởng cũng khôi phục bình tĩnh. Bọn hắn biết rõ Diệp Lâm vẫn là không dám đem việc này làm lớn chuyện, dù sao sự tình có lẽ chỉ nhỏ như hạt cát. Diệp Lâm, người có thể đi đến điện chủ cáo ta, mặt khác, về sau ta liền thủ ở chỗ này, hậu bối người đừng hòng tiến vào chiến hồn điện, người có tin không? Diệp Phong một bộ chơi xỏ lá, trực tiếp xếp bằng ở cửa đại điện. Hắn kỳ thật cũng không phải là đang uy hiếp Diệp Lâm, mà là vì Tiêu Phàm hộ pháp mà thôi, nếu như có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể trước tiên xử lý. Diệp Phong, xem như ngươi lợi hại. Diệp Lâm để lại một câu nói, liền quay người rời đi. Bất quá mới vừa đi mấy bước, trong lòng hắn liền phát hiện có chút không thích hợp, Diệp Phong bình thường mặc dù khắp nơi đối địch với ta nhưng cũng không có cường ngạnh như hôm nay, hơn nữa, người kia rõ ràng không còn là thiếu niên. Coi như tiến vào chiến hồn không gian lại có thể làm gì. Nghĩ vậy,
Trong lòng Diệp Lâm càng ngày càng nổi lên nghi ngờ, trong lòng ngưng tiếng nói, trong này khẳng định có mờ ám, điều tra thêm người kia cùng Diệp Lâm đến cùng có quan hệ như thế nào, ta chưa nghe nói qua hắn còn có tôn tử lớn như vậy. Tiêu Phàm đi vào chiến hồn điện cũng cảm giác một cỗ lực lượng cường đại trói buộc hắn, Tiêu Phàm tận lực áp chế tu vi bản thân, thu liễm khí thế bản thân. Nhưng mà lực lượng cường đại vẫn đè xuống, bất quá còn trong giới hạn Tiêu Phàm chịu đựng, dù sao hắn là tu la thần thể, còn lĩnh ngộ bất hủ chi lực. Thậm chí, hắn có thể tránh thoát cỗ lực lượng khổng lồ đè ép trói buộc này, nhưng Tiêu Phàm bất phi sở động, mặc cho cỗ lực lượng kia mang theo hắn hành tẩu khắp nơi bên trong thông đạo truyền tống. Hồn lực chậm rãi thẩm thấu ra, làm hắn kinh ngạc là số lượng thông đạo truyền tống thông hướng nơi khác rất nhiều. Dù là Tiêu Phàm đều hãi hùng khiếp vía một trận. Hắn không cách nào tưởng tượng được tạo nghệ hồn văn lúc trước người tạo ra chiến hồn điện đạt tới cảnh giới gì, chí ít không phải hắn có thể làm đến. Hơn nữa, hắn còn cảm ứng được một cỗ lực lượng huyền diệu đang dẫn dắt hắn, u linh chiến hồn thể nội cũng bắt đầu dao động trên mặt Tiêu Phàm rốt cục hiện ra ý cười, cỗ chi lực dẫn dắt kia khẳng định chính là đến từ trái tim thí thần thú, cũng là mục tiêu cuối cùng hắn đến nơi này. Lần trước trái tim u linh chiến hồn thôn phệ không ít máu tươi, cuối cùng lại bị một bàn chân hắc sắc khổng lồ đá ra khỏi vùng không gian kia. Bây giờ nhìn đến, chiến hồn điện cùng chiến thần điện đã sớm làm tốt phòng bị, ta phải nghĩ biện pháp mới được. Tiêu Phàm thì âm thầm cân nhắc. Lần này, hắn đến đem trái tim thí thần thú mang đi, nếu như thất bại lần này, lần tiếp theo chiến thần điện cùng chiến hồn điện tăng phòng bị, nhất định sẽ thêm khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm trước đó tại sao hủy truyền tống trận chiến thần điện, bởi vì hắn muốn tranh thủ đủ thời gian. Về phần chiến hồn điện, chỉ cần cổ tộc Diệp gia chưa từng tham dự, hắn liền không sợ hãi, chân chính quản lý chiến hồn điện vẫn là chiến thần điện, cũng không phải là cổ tộc Diệp gia. Hiện tại, địch nhân duy nhất chính là bàn chân màu đen khổng lồ, càng nghĩ Tiêu Phàm càng không tìm ra biện pháp. Bàn chân màu đen khổng lồ nên cũng không phải là bản tôn. Chỉ là một đạo ý niệm hình thành mà thôi, bằng không mà nói, lúc trước ta chỉ là tuyệt thế chiến hoàng, bị một cước này đạp đã sớm chết. Tiêu Phàm nghĩ thầm, nếu như bàn chân khổng lồ kia chỉ là thực lực như thế, hắn liền có thể tùy tiện giải quyết. Ngay lúc này, cỗ chi lực to lớn trói buộc quanh thân Tiêu Phàm kia biến mất không thấy gì nữa, xung quanh hắn là một mảnh thế giới hắc ám đen kịt vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón. Nơi này nhìn không đến bất luận quang mang gì. Tĩnh mịch tới cực điểm, hồn lực Tiêu Phàm tràn ngập khắp nơi, rất nhanh liền phát hiện huyết sắc trái tim, u linh chiến hồn bỗng nhiên hiển hiện, hóa thành một thiên mạc to lớn hướng về huyết sắc trái tim bao phủ tới. Ngay lúc đó, hồn lực Tiêu Phàm quét sạch ra, đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía, sợ xuất hiện bất kỳ thứ gì ngoài ý muốn, đồng thời hắn nhanh chóng phá vỡ hồn văn bao phủ huyết sắc trái tim. Lần này, u linh chiến hồn không còn thôn phệ huyết dịch trái tim thí thần thú. Mà là muốn đem cả trái tim trực tiếp thôn phệ, lúc trước u linh chiến hồn quá yếu, căn bản không làm được. Nhưng hiện tại, u linh chiến hồn cũng đến gần vô hạn thần phẩm chiến hồn, nó xác thực có năng lực này. Hô hô, cũng đúng lúc này, từng đạo bóng đen xuất hiện trong phạm vi hồn lực Tiêu Phàm, một cỗ khí tức đáng sợ cuốn tới. Sau một khắc, vô số hắc sắc đường vân đột nhiên tựa như sống lại, lan tràn hướng tứ phương. Không gian tối tăm lần nữa biến thành màu đỏ tươi như máu. Xung quanh hắn liền tựa như một mảnh huyết sắc, vô số bóng đen quỷ dị trôi nổi trong biển máu, kinh khủng dị thường. Xem ra ta nghĩ sai, đáng sợ nhất cũng không phải là hư ảnh bàn chân khổng lồ màu đen, mà là hồn văn chung quanh trái tim. Tiêu Phàm híp hai mắt, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Lần trước gặp được bóng đen cũng không có cường đại như thế, nhưng lần này... Những bóng đen này vậy mà đều là chiến thánh cảnh, không phải do hắn không coi trọng. Trong không gian huyết sắc, bóng đen càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, đem Tiêu Phàm vây quanh ở trong, khí tức đáng sợ ép không gian đều biến vặn vẹo. Dù là thực lực Tiêu Phàm bây giờ có thể xưng vô địch dưới chiến thần cảnh nhưng nhiều bóng đen như vậy áp chế xuống, lưng cũng trở nên có chút cong. Đều là chiến thánh cảnh, trong con người Tiêu Phàm tràn đầy tơ máu. Vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Một hai chiến thánh cảnh hắn tự nhiên không để trong lòng, nhưng nơi này bóng đen thực sự quá nhiều, nhiều đến đã đếm không hết, yếu nhất đều là chiến thánh cảnh hậu kỳ, cái khác đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong.
Làm cho Tiêu Phàm kinh ngạc nhất là những bóng đen này đều là bởi vì hồn văn kích hoạt mà sinh ra, mặt ngoài cùng U Linh chiến hồn khá giống nhau. Bất quá so với bóng đen lần trước cường đại hơn quá nhiều, bằng vào thực lực những bóng đen này liền có thể nghiền ép tất cả phía dưới chiến thần cảnh. Làm sao ta cảm giác không giống chứ? Trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ buồn bực, xuyên thấu qua lít nha lít nhít khe hở, Tiêu Phàm muốn thấy rõ hồn văn kia rốt cuộc là cái gì, nhưng căn bản không thể làm được. Sau một lát, Tiêu Phàm phát hiện bản thân mất đi cảm ứng với U Linh chiến hồn, muốn triệu hồi U Linh chiến hồn đều không thể. Tiêu Phàm lúc này mới biết rõ một vấn đề hắn lo lắng trước mắt trở thành sự thật, những hồn văn này chính là dùng để ứng phó người có chiến hồn. May mắn là Tiêu Phàm cũng không chỉ có U Linh chiến hồn, hắn còn có vô tận chiến hồn. Chỉ là trước mặt nhiều bóng đen như vậy hắn cũng không có bất kỳ tự tin nào, nhiều bóng đen như vậy cơ hồ là giết không bao giờ mới hết, diệt không xong a. Giết, một tiếng quát nhẹ, Tiêu Phàm tay cầm Tu La kiếm liền xông lên, một chút kiếm liên tại hư không nở rộ, bóng đen đầy trời toàn bộ nổ tung, sau đó lần nữa hóa thành vô số hắc vụ dung nhập bên trong bóng đen khác. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, những bóng đen này thực lực có như vậy một chút biến hóa, mặc dù biến hóa không phải rất lớn, nhưng nó thực mạnh lên. Lại là một chiêu này, trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng không thôi, trước kia gặp gỡ Khô Lâu hai lần, sau khi giết Khô Lâu sẽ dung nhập bên trong Khô Lâu khác, thực lực Khô Lâu khác liền sẽ mạnh lên. Mà hiện tại, những bóng đen này khiến Tiêu Phàm thập phần im lặng, chẳng lẽ thực lực những bóng đen này cũng không ngừng tăng cường? Cuối cùng thuế biến thành chiến thần cảnh. Tiêu Phàm đã không lo được nhiều như vậy, Tu La kiếm một kiếm một kiếm chém ra, bóng đen nhao nhao bạo tán mà ra, hắn không ngừng hướng về U Linh chiến hồn cùng huyết sắc trái tim. Đúng rồi, ta còn có phệ hồn huyết tầm có thể thôn phệ hồn lực. Đột nhiên ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo huyết sắc lưu quang xuyên động, nhào về phía một đạo hắc ảnh. Những bóng đen này đều là hồn lực biến thành. Đối với phệ hồn huyết tầm mà nói là vật đại bổ, ở chỗ này, lực sát thương phệ hồn huyết tầm so với Chọc Thiên Hồng mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Phàm cũng muốn đem Chọc Thiên Hồng cùng Kim Giáp Thiên Long ra, đối kháng những bóng đen này sẽ ung dung hơn rất nhiều, nhưng hắn luôn cảm giác có một đôi con mắt âm thầm theo dõi hắn, Tiêu Phàm không dám khinh địch. Hiện tại hắn còn có đủ thực lực để đối kháng, không cần thiết bại lộ nhiều át chủ bài bản thân. Bất quá, theo thời gian trôi qua, số lượng bóng đen đáng sợ làm thể lực Tiêu Phàm có chút chống đỡ hết nổi, trong đầu hắn suy nghĩ một vấn đề. Nếu như diệt sát một tên liền có thể hấp thu hồn lực một đạo hắc ảnh, thực lực những bóng đen này liền sẽ không biến hóa, hắn cũng liền không sợ hãi. Tiêu Phàm thử nghiệm mấy loại phương pháp, từng cái đều thất bại, phệ hồn huyết tầm tất nhiên có thể, nhưng nó cũng chỉ trợ giúp giết địch, huống hồ nó cũng nuốt không được nhiều hồn lực như vậy. Đúng, còn có bạch thạch. Trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, tâm thần dẫn bạch thạch ra. Sau đó một chiêu chém giết hai đạo bóng đen kia phát ra hồn lực đều bị Tiêu Phàm nuốt vào thể nội, cuối cùng bị bạch thạch hấp thu, hắn có thể cảm nhận được bạch thạch ai đến nó cũng không có cự tuyệt. Đã như vậy, Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ kiêng kỵ gì, muốn những bóng đen này không trở nên mạnh mẽ, Tiêu Phàm chỉ có thể làm vậy, nếu như bóng đen biến thành chiến thần cảnh vậy hắn không mà chống lại được. Đương nhiên, như thế diệt sát cũng không phải biện pháp, nhất là lại còn ỷ vào U Linh chiến hồn, chỉ cần U Linh chiến hồn có thể nuốt trái tim thí thần thú, những bóng đen này liền sẽ tự động tán đi. Bởi vì khởi nguồn lực lượng của những bóng đen này là trái tim thí thần thú, một trái tim liền ẩn chứa hồn lực bàng bạc như thế, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng thời kỳ tột cùng thí thần thú đáng sợ đến cỡ nào. Mặt khác, thi thể thí thần thú toàn thân là bảo vật. Tiêu Phàm không muốn liền lãng phí như thế, trở về để U Linh chiến hồn hấp thu toàn bộ, có lẽ có thể để U Linh chiến hồn càng tiến một bước. Oanh xùy, khi Tiêu Phàm thất thần trong nháy mắt, một đạo kim sắc lưu quang từ trong hư vô gào thét mà xuống, xuyên qua trùng điệp bóng đen ngăn cản, giận đánh về phía Tiêu Phàm. Rốt cục nhịn không được, khóe miệng Tiêu Phàm dương lên, linh giác hắn nhạy cảm biết bao, đã sớm cảm ứng được âm thầm có một đôi con mắt tồn tại. Đối với trực giác bản thân, Tiêu Phàm vẫn luôn cực kỳ tự tin. Cho nên ngay từ đầu hắn liền làm tốt phòng bị, lúc kim sắc lưu quang phóng tới, Tiêu Phàm vội vàng hướng một bên tránh đi, bất quá tốc độ vẫn là chậm một chút, lôi điện sát đầu vai hắn gào thét mà qua. Một vòng máu tươi vẩy ra hư không,
tại đầu vai hắn còn có từng đạo thanh âm mảnh tiểu kim sắc lôi điện đan xen lốp bốp. Tiêu Phàm bỗng nhiên quay người nhìn về phía phương hướng kim sắc lưu quang phóng tới, mười trượng trở lại đột nhiên có thêm một đạo kim sắc thiểm điện. Kim sắc thiểm điện thập phần cuồng bạo, kim sắc cùng huyết sắc không gian dung hợp tại cùng một chỗ, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Bóng đen bốn phía tựa như rất e ngại kim sắc lôi điện, nhao nhao hướng về bốn phía tránh đi, cũng không còn tiếp tục công sát Tiêu Phàm. Điện chủ chiến thần điện, Tiêu Phàm trêu tức nhìn một sợi kim sắc lôi điện, nhếch miệng cười nói, không biết ngươi là phân thân thứ mấy. Tiêu Phàm đã sớm đoán được mỗi một tòa thánh thành đều có lôi thân điện chủ chiến thần điện tọa trấn, chiến hồn thánh thành xem như trừ thành chỉ thiên thần phong to lớn nhất có lôi thân tọa trấn là rất bình thường. Đệ nhị phân thân, bất quá là đủ giết ngươi. Bên trong kim sắc lôi điện truyền đến thanh âm hùng hậu của chiến thần điện điện chủ, sát cơ không thèm mảy may che giấu. Ta ngay cả đệ nhất phân thân đều có thể giết, ngươi cảm thấy đệ nhị phân thân là đối thủ của ta. Tiêu Phàm cổ quái nhìn đệ nhị phân thân, thực không biết dũng khí hắn đến nơi nào. Mặc dù giết chết đệ nhất phân thân có một chút trùng hợp ở trong đó, nhưng Tiêu Phàm toàn lực ứng phó mà nói, coi như chém giết không được đệ nhất phân thân, nhưng đối phó với đệ nhị phân thân có lẽ vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không phải lo lắng chiến thần điện điện chủ đệ nhị phân thân, mà là bóng đen bốn phía vô cùng vô tận. Giết ngươi cần bản điện chủ tự mình động thủ sao? Đệ nhị phân thân truyền đến thanh âm mỉa mai, ngừng lại nói, không thể không nói, ngươi là kẻ yếu nhất bên trong tất cả tu la điện chủ mà bản điện chủ thấy qua, ngươi thật đúng là quá non. Ngươi thật đúng là quá non. Câu nói sau cùng, đệ nhị phân thân cơ hồ là một mực một giống ra, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Giết hắn, không đợi Tiêu Phàm mở miệng, đệ nhị phân thân quát lạnh một tiếng, vô tận bóng đen bốn phía lập tức như từng đạo cuồng phong đập ra. Bóng đen lần nữa đánh tới, Tiêu Phàm cau mày một cái, lần này hắn không do dự, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, năm mười đầu hung thú nhao nhao xuất hiện, tiếng hét lớn đáng sợ vang vọng trong huyết sắc không gian. Những hung thú này đã tận lực thu nhỏ thân hình, nhưng nhìn qua vẫn cực kỳ khủng bố, chiếm cứ nửa mảnh không gian. Ngươi lại đem tất cả hung thú trong thiên lao ra, trong giọng nói chiến thần điện điện chủ mang theo một tia kinh ngạc. Đây là Tiêu Phàm lần thứ nhất nhìn thấy điện chủ chiến thần điện kinh ngạc, những hung thú này thời kỳ tột cùng làm chiến thần điện đều có chút kiêng kỵ. Bằng không mà nói cũng sẽ không đem bọn chúng nhốt lại, đáng tiếc những hung thú là tính cách kiệt ngạo bất thuần, cuối cùng chiến thần điện chỉ có thể tước đoạt thần lực chi tinh bọn chúng, từ từ thôi diệt hung tính, ý đồ về sau lại thu phục bọn hắn. Nhưng mà không nghĩ tới, nhiều hung thú như vậy vậy mà đều bị Tiêu Phàm phóng xuất. Nếu như nói ai hận nhất chiến thần điện, không hề nghi ngờ, cũng không phải là Tiêu Phàm, mà là những hung thú bị chiến thần điện giam giữ hơn vạn năm. Cút tới nhận lấy cái chết, Tiêu Phàm lười để ý tới hắn, cầm kiếm từng bước một hướng về đệ nhị phân thân điện chủ chiến thần điện. Về phần đám hung thú chọc thiên hồng lại không chút do dự nhào về phía những hắc ảnh kia, đối với bọn hắn mà nói, bóng đen ẩn chứa hồn lực hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tác dụng. Trước đó linh hồn phân thân của Tiêu Phàm đã thông báo đặc thù bọn hắn, kỳ thật không cần Tiêu Phàm nói, hung thú cũng không nỡ lãng phí những hồn lực này. Coi như người có bọn chúng cũng vĩnh viễn hoàn toàn không phải đối thủ tàn niệm thí thần thú, những tàn niệm này là vô cùng vô tận, hao tổn cũng mài chết các ngươi. Ngữ khí đệ nhị phân thân vẫn như cũ rất lạnh, tràn ngập tự tin. Tiêu Phàm cau mày, điện chủ chiến thần điện không có nói sai. Chỉ cần u linh chiến hồn không có thôn phệ trái tim thí thần thú, bọn hắn liền không có khả năng giết sạch bóng đen. Hơn nữa, nghe ngữ khí điện chủ chiến thần điện, hắn đã xác định u linh chiến hồn không có khả năng thôn phệ trái tim thí thần thú. Chẳng lẽ trái tim thí thần thú chết giả, thực sớm đã bị đổi đi? Tiêu Phàm lắc đầu, nếu như là giả không có khả năng tạo nhiều bóng đen như vậy, cái này không chỉ có riêng đầy đủ hồn lực liền có thể làm đến. Những bóng đen này vô luận là bề ngoài hay là lực lượng, đều cùng u linh chiến hồn giống nhau như đúc. Hả, đột nhiên, Tiêu Phàm biến sắc, u linh chiến hồn đột nhiên truyền đến một trận cảm giác mãnh liệt sao động, thông qua u linh chiến hồn, Tiêu Phàm cảm ứng được bóng đen bốn phía vô tận, điên cuồng từng bước xâm chiếm nó. Ngươi để những thứ này kiềm chế ta là muốn cho những bóng đen này ma diệt linh hồn thí thần thú. Tiêu Phàm căm tức nhìn đệ nhị phân thân. Hắn rốt cục biết rõ tại sao tự tin như vậy.
Một khi U Linh Chiến Hồn bị những hắc ảnh kia từng bước xâm chiếm, liền không có ai có thể thôn phệ trái tim thí thần thú. Đến thời điểm, những hắc ảnh kia quay đầu đối phó bọn hắn, coi như Tiêu Phàm cùng một đám hung thú cũng phải chôn xương nơi này. Không sai, từ khi ngươi giết đệ nhất phân thân bản điện chủ, cướp đi thi thể thí thần thú, bản điện chủ liền biết ngươi nhất định sẽ đến nơi này cướp đi trái tim thí thần thú, bản điện chủ đã sớm chờ ngươi đến, bằng không mà nói, ngươi cho rằng tin tức thiên thần phong đến bây giờ còn chưa truyền đến chiến hồn thánh thành sao? Đệ nhị phân thân khịt mũi coi thường nói. Nếu như hiện tại còn không minh bạch vậy cũng không phải Tiêu Phàm, rất hiển nhiên đây là một cái bẫy chiến thần điện chủ cố ý bố trí, chỉ chờ bản thân tự chui đầu vào lưới. Lấy nội tình chiến thần đại lục nhiều năm như vậy, truyền lại một tin tức căn bản không cần thời gian dài như vậy, các đại phân thân chiến thần điện chủ liền có thể tùy tiện liên lạc với nhau. Đệ nhị phân thân sở dĩ không có đem tin tức Tiêu Phàm truyền bá ra chính là chờ Tiêu Phàm tiến vào mảnh chiến hồn không gian này. Không thể không nói người rất thông minh, hủy thiên thần phong truyền tống ngọc đài, đoạn cường giả chiến thần cảnh chiến thần điện trợ giúp. Thanh âm đệ nhị phân thân tiếp tục vang lên, nhưng người đừng quên, chiến thần điện nắm giữ nội tình trên vạn năm, người thật sự cho rằng mao đầu tiểu tử ngươi có thể địch lại sao? Nhiều đời tu la điện chủ như vậy cuối cùng đều chết không yên lành, người cũng khó thoát kết cục hủy diệt, đừng nói người hôm nay không cách nào chạy ra khỏi chiến hồn không gian. Coi như ngươi trốn ra ngoài cũng nhảy nhót không được bao lâu. Tử vong cách ngươi chỉ càng ngày sẽ càng gần, ngươi cũng đừng nghĩ đến có thể đào thoát kết cục số mệnh, bởi vì ngươi so với Tu La Điện chủ lịch đại nắm giữ càng nhiều khuyết điểm, liền tựa như gia tộc của ngươi. Thần sắc Tiêu Phàm âm trầm vô cùng, ngừng thân hình, sát ý lạnh như băng từ trên người nở rộ, thân nhân ta nếu có xảy ra không hay, bản điện chủ nhất định lấy vô tận thi cốt chiến thần điện đến bồi táng, bao gồm cả ngươi. Ha ha. Tức giận đi, bản điện chủ liền biết ngươi có một nhược điểm chí mạng này nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Đệ nhị phân thân không những không giận mà còn cười nói, đương nhiên, ngươi có thể sống mà đi ra khỏi chiến hồn không gian hay không còn chưa nhất định. Ta có thể không đi ra ngoài ngươi nhìn không đến, nhưng ngươi là nhìn không thấy. Tiêu Phàm mặt không biểu tình, đưa tay chính là một kiếm thẳng hướng đệ nhị phân thân. Nhất kiếm sinh liên, một tiếng khẽ nói. Sát kiếm tức giận xé rách không gian, một đóa thánh khiết kiếm liên tại hư không nở rộ, nghiền sát đệ nhị phân thân. Thình thịch, tiếng vang kịch liệt quanh quẩn tại hư không, đốm lửa bắn tứ tung, lôi điện cùng kiếm khí xé kéo cùng một chỗ, quang mang sáng chói đem huyết sắc không gian chiếu sáng vô cùng. Lấy thực lực hai người, nguyên bản có thể tùy tiện xé mở hư không, nhưng chiến hồn không gian lại cực kỳ quỷ dị, hư không dị thường kiên cố. Mấy tức về sau, hai người vừa chạm vào tức mở, đệ nhị phân thân tùy tiện cười ha hả, vô dụng, ngươi không giết chết được ta, coi như ngươi có thể nhưng những tàn niệm thí thần thú đó cũng có thể ma diệt các ngươi. Nguyên bản bản điện chủ còn có chút bận tâm, hiện tại nhìn đến, ngươi căn bản không có đạt được Tu La Điện Tỏa Hồn Châu. Tỏa Hồn Châu, Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, đột nhiên ngừng thân hình, lông mày vặn thành chữ xuyên, ngừng tiếng nói, ngươi là nói Tỏa Hồn Châu có thể vây khốn những bóng đen này. Nói cho ngươi biết lại có làm sao, vạn năm trước đó, tam đại chí cao thần điện vốn là quan hệ chế ước lẫn nhau, hồn văn chiến hồn điện có thể thức tỉnh chiến hồn tu sĩ, nếu như mặc cho phát triển, chiến hồn điện chẳng phải là có thể siêu việt hơn chiến thần điện cùng Tu La Điện. Đệ nhị phân thân đạm mạc nói. Dừng lại, hắn tiếp tục nói, vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc, Tu La Điện Tỏa Hồn Châu vừa lúc liền có thể khống chế chiến hồn tu sĩ, ngươi sẽ không nói cho ta biết. Ngươi có Tỏa Hồn Châu đi, ha ha. Đệ nhị phân thân cười thập phần tùy tiện, vẻ mỉa mai lộ rõ trên mặt, hắn chỗ nào tin tưởng Tiêu Phàm có Tỏa Hồn Châu, nếu có, Tiêu Phàm đã sớm cầm đi ra. Ngươi đoán ta có hay không? Tiêu Phàm đột nhiên lộ ra vẻ cổ quái, những năm này hắn thật đúng là quên Tỏa Hồn Châu tồn tại. Bởi vì hắn thấy, Tỏa Hồn Châu cũng liền có thể khóa lại chiến hồn, khống chế chiến hồn, nhưng sau khi đột phá chiến thánh cảnh, chiến hồn tan trong huyết mạch. Bình thường là rất khó ảnh hưởng đến, cho nên trên cơ bản rất ít khi dùng đến Tỏa Hồn Châu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tỏa Hồn Châu còn có dạng diệu dụng này, điều này cũng làm cho hắn một lần nữa coi trọng năng lực Tỏa Hồn Châu, chỉ ít Tỏa Hồn Châu không đơn giản giống hắn suy nghĩ. Còn muốn lừa gạt bản điện chủ sao? Ngươi nếu... Đệ nhị phân thân cực kỳ khinh thường, nhưng mà lời còn chưa dứt, thanh âm két két mà dừng.
tiếng cười kia cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không có khả năng, đệ nhị phân thân đột nhiên hét lớn, bên trong thanh âm tràn ngập không thể tin. Đối diện, hai ngón tay Tiêu Phàm kẹp lấy một mai huyết sắc hạt châu nhỏ, xung quanh huyết châu tản ra một cỗ khí tức huyền diệu, rất hiển nhiên hạt châu này chính là tỏa hồn châu. Cũng khó trách đệ nhị phân thân điện chủ chiến thần điện không tin như thế, Tiêu Phàm làm sao có thể nắm giữ tỏa hồn châu chứ? Nếu như hắn thực nắm giữ tỏa hồn châu thì đã sớm cầm ra, như thế nào lại đợi đến hiện tại? Thật sự là hắn hiểu lầm Tiêu Phàm sở dĩ không có lấy ra tỏa hồn châu chỉ là bởi vì hắn không biết tỏa hồn châu có thể đối phó những bóng đen này mà thôi. Không có cái gì không có khả năng. Tiêu Phàm lắc đầu, trên mặt lại hiện ra một nụ cười, nói, nếu không ngươi đoán một chút nữa, tỏa hồn châu này là thật hay giả? Đoán em gái ngươi a. Đệ nhị phân thân điện chủ chiến thần điện kém chút nói tục, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm là ở cố ý đùa nghịch bản thân. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tỏa hồn châu lập tức tản ra huyết sắc quang mang, hóa thành từng đạo sóng ánh sáng hướng về bốn phía tràn ngập đi. Những nơi đi qua, những hắc ảnh kia thật giống như bị thi triển định thân thuật, hoàn toàn không nhúc nhích, các đại hung thú thấy thế, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó bắt đầu điên cuồng thu hoạch. Tiêu Phàm nhìn thấy, U Linh chiến hồn nơi xa cũng bắt đầu phản kích, hóa thành một đầu hồn thú to lớn, mở ra huyết bồn đại khẩu, đem những bóng đen kia đều nuốt vào. U Linh chiến hồn lần nữa hóa thành một trương thiên mạc bao phủ trái tim cực đại, tựa như rút đi lực lượng trong tim mà không phải hoàn toàn thôn phệ nó. Lần trước U Linh chiến hồn chuẩn bị thôn phệ trái tim, chỉ là bởi vì thực lực hoàn toàn không đủ mà thôi. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Sau đó tâm thần hắn lần nữa rơi vào phía trên đệ nhị phân thân điện chủ chiến thần điện, cười cười nói, xem ra, viên tỏa hồn châu này là thật. Đáng tiếc, đệ nhị phân thân căn bản không có khuôn mặt, bằng không Tiêu Phàm nhất định sẽ nhìn thấy một khuôn mặt vặn vẹo, kim sắc lôi điện không ngừng lấp lóe, hiển nhiên là phẫn nộ. Coi như người nắm giữ tỏa hồn châu thì như thế nào, mảnh không gian này bị phong tỏa, người chiến thần điện chẳng mấy chốc sẽ chạy tới nơi này. Người cũng khó thoát khỏi cái chết. Đệ nhị phân thân miễn cưỡng khôi phục một tia bình tĩnh. Nói đến cùng, hắn vẫn là chiến thần điện điện chủ lôi thân, tâm tính cũng khá, bất quá Tiêu Phàm càng thêm hiếu kỳ điện chủ chiến thần điện là một người như thế nào. Xé hắn, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, để lại một câu nói liền đi đến U Linh chiến hồn. Giống, một đám hung thú gầm thét vang lên, tựa như triệt để phát cuồng, nhao nhao nhào về phía đệ nhị phân thân. Cỗ lôi thân này đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là vật đại bổ. Hơn nữa, bọn chúng cũng muốn tự tay báo thù, dù là chỉ là một bộ lôi thân thì bọn chúng cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Không bao lâu, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đệ nhị phân thân bị mấy đầu hung thú xé nát, trên móng vuốt mấy đầu hung thú đều nắm lấy một đạo mảnh tiểu lôi điện chi lực. Sau đó bọn hắn mở cái miệng rộng, đem đạo lôi điện nuốt vào. Chỉ có trong hư không truyền đến một đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ. Tiêu Phàm, người sẽ chết rất thảm, bản tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta nói, vô luận như thế nào ngươi đều nhìn không thấy. Tiêu Phàm khẽ nói, sau đó nhìn về phía một đám hung thú. Một đám hung thú lại là ánh mắt sáng quắc nhìn trái tim to lớn, từng cái đều là thèm nhỏ dãi, hận không thể lập tức xông đi lên nuốt một ngụm. Bất quá Tiêu Phàm không có mở miệng. Bọn chúng quả thực là không dám vọng động một bước. Đồ vật này đối với các ngươi có chỗ tốt, Tiêu Phàm nhìn về phía một đám hung thú nói, Chọc Thiên Hồng bọn chúng dù sao cũng là thần thú, tâm tính sẽ không kém, trừ phi cám dỗ này làm bọn hắn không cách nào tự chế. Không ít hung thú nghe vậy còn tưởng rằng Tiêu Phàm chuẩn bị để chúng nó thôn phệ trái tim thí thần thú, lập tức kích động gầm lên. Ngang lúc này, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Lại nhìn thấy kim giáp thiên long nổi giận gầm lên một tiếng, con người băng lãnh liếc nhìn lấy tất cả hung thú, trong không gian lập tức bình tĩnh xuống. Kim giáp thiên long một mặt nịnh nọt nhìn Tiêu Phàm, gia hỏa này hiển nhiên là đang cố ý nịnh nọt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười, không nghĩ tới kim giáp thiên long đối với những hung thú này lại có lực chấn nhiếp lớn như vậy, có lẽ có thể cân nhắc một cái, để nó quản lý những hung thú này. Chủ nhân, đây là trái tim thí thần thú ư. Trước tiên mở miệng lại là Chọc Thiên Hồng, mặc dù kim giáp thiên long rất khó chịu, nhưng nó đối với Chọc Thiên Hồng vẫn còn có chút kiêng kỵ,
hung danh Chọc Mệnh Thiên Vĩ không thể thấp hơn nó. Tiêu Phàm gật gật đầu, Chọc Thiên Hồng tiếp tục nói, cái kia chính là trong tim ẩn chứa tinh huyết, có thể bổ sung huyết khí cùng thọ nguyên sinh linh, còn có thể cải tạo huyết mạch vạn linh. Cải tạo huyết mạch, Tiêu Phàm thực kinh ngạc, hắn còn chưa nghe nói qua tinh huyết hồn thú có thể thay đổi huyết mạch. Thiếu chủ, Chọc Thiên Hồng nói không sai, bên trong tinh huyết thí thần đại nhân ẩn chứa cường đại thần tính có thể tăng lên huyết mạch phẩm giai chúng ta, dù là thiếu chủ thần long huyết mạch có lẽ cũng có thể tăng lên một cái phẩm cấp. Kim Giáp Thiên Long mở miệng nói. A, à, Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía huyết sắc trái tim, trong mắt cũng có một vòng cực nóng, bất quá cuối cùng vẫn lắc đầu, U Linh chiến hồn được chỗ cực tốt, cùng hắn là một dạng. Bởi vì thí thần đại nhân danh xưng thiên hạ đệ nhất thần thú. Hắn là thần thú thủ hộ chiến hồn đại lục, Kim Giáp Thiên Long lại mở miệng nói, trong giọng nói đều là vẻ kính ngưỡng. Thiên hạ đệ nhất thần thú, Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, thiên hạ đệ nhất cũng không chỉ gọi ra, nhất định là giết ra, khó trách Kim Giáp Thiên Long bọn hắn nhìn thấy thí thần thú sẽ sợ hãi như vậy. Từ trong giọng nói Kim Giáp Thiên Long, Tiêu Phàm cũng có thể nghe ra nó đối với thí thần thú kính sợ. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng năm đó thí thần thú uy phong hạng gì. Con người Chọc Thiên Hồng lại lấp lóe một cái, tựa như muốn nói gì, cuối cùng vẫn không nói ra. Không sai, chính là thiên hạ đệ nhất, vạn năm trước ta từng xa xa gặp qua thí thần đại nhân, cho dù năm đó Tu La Điện Chủ cũng không dám cùng giao phong, chỉ là về sau thí thần đại nhân vì đối kháng kẻ ngoại lai, vẫn là hy sinh. Thanh âm Kim Giáp Thiên Long có chút ảm đạm. Nó là chết như thế nào? Tiêu Phàm cau mày, ngưng tiếng nói. Một đám hồn thú nhao nhao lắc đầu, hiển nhiên bọn chúng cũng không rõ ràng, chỉ biết rõ việc này cùng kẻ ngoại lai có quan hệ. Giống, cũng đúng lúc này, gầm lên giận dữ từ nơi không xa truyền đến, vang vọng thật lâu trong không gian huyết sắc. Sau một khắc, ánh mắt Tiêu Phàm cùng tất cả hồn thú không hẹn mà cùng nhìn lại nhìn thấy một đầu hồn thú đạt đến trên trăm trượng. Toàn thân hiện lên hắc sắc ngồi xổm ở hư không, ngửa mặt lên trời gào thét. Cặp con ngươi đen kịt lộ ra vô tận hung lệ chi ý, vẻn vẹn liếc mắt một cái, một đám hung thú liền tựa như hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Tỉnh lại, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, trừ hắn ra, các hung thú khác đều cảm giác ý thức mơ mơ màng màng. Nghe được Tiêu Phàm quát như sấm, một đám hung thú đều tỉnh táo lại, kiêng kỵ nhìn quái vật khổng lồ phía xa. Tất cả mọi người kinh ngạc, quái vật khổng lồ đột nhiên hướng về bọn chúng gào thét mà tới làm bọn chúng dọa cho phát sợ, có mấy đầu hồn thú càng bị dọa đến ngồi sập xuống đất. Thật sự là hung danh thí thần thú quá lớn, cho dù là trong lòng Chọc Thiên Hồng cùng huyết ma cũng có loại cảm giác sợ hãi. Đột phá thần phẩm, Tiêu Phàm lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, kinh ngạc nhìn quái vật khổng lồ tới gần, quái vật khổng lồ này không đặc biệt, chính là U Linh chiến hồn. Khi tới gần Tiêu Phàm, U Linh chiến hồn gào thét một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh tiến vào Tiêu Phàm thể nội, cùng lúc đó khí thế Tiêu Phàm tăng vọt. Một đám hung thú nhìn về phía Tiêu Phàm rốt cục khác biệt, liền thí thần thú đều tin phục, bọn chúng thần phục Tiêu Phàm lại tính được gì đây? Tâm thần Tiêu Phàm đắm chìm trong tiểu thiên địa, cảm nhận được U Linh chiến hồn biến hóa, trong lòng Tiêu Phàm cũng cực kỳ không bình tĩnh, U Linh chiến hồn hiện tại phát ra khí tức, liền hắn đều có chút không bằng. Loại cảm giác thâm bất khả trắc này Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến hai chữ thần phẩm. Chỉ có thần phẩm chiến hồn mới có thể tản ra loại khí thế không thể địch nổi, trong lòng Tiêu Phàm thập phần chờ mong, U Linh chiến hồn ổn định về sau, có thể cường đại đến cấp độ gì. Bất quá, chẳng biết tại sao U Linh chiến hồn một mực cho hắn một loại cảm giác không hợp nhau, như có hơi một chút ý thức bài ngoại. Chẳng lẽ U Linh chiến hồn thôn phệ trái tim tinh huyết? Sinh ra linh trí, thức tỉnh ý thức bản thân. Hô, đột nhiên, đang lúc Tiêu Phàm trầm tư, U Linh chiến hồn đột nhiên xông ra khỏi tiểu thiên địa, dọc theo kinh mạch Tiêu Phàm hướng về trong đầu hắn kích xạ đi. Tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng, liền Tiêu Phàm đều không phản ứng kịp. Oanh một tiếng, đầu Tiêu Phàm một trận mê muội, ý thức bản thân thật giống như bị một ngọn núi mãnh liệt va chạm, tựa như tùy thời có thể sụp đổ. Tiếng vang cực lớn giống như lôi quanh quẩn trong đầu hắn, thật lâu không dứt. May mà ý chí Tiêu Phàm đi qua thiên truy bách luyện, không phải cứng cỏi bình thường, mặt khác, linh hồn cường độ Tiêu Phàm cũng không phải người bình thường có thể so sánh, đã cơ hồ đạt tới chiến thánh cảnh đại viên mãn, cơ hồ có thể xưng vô địch dưới chiến thần cảnh.
bất quá dù vậy cũng thiếu chút không ngăn cản được U Linh Chiến Hồn trùng kích. Chẳng lẽ U Linh Chiến Hồn muốn đoạt bản thân? Trong lòng Tiêu Phàm trước tiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu, khả năng này rất lớn. Nhưng mà Tiêu Phàm lại không cảm nhận được ác ý U Linh Chiến Hồn, nếu như U Linh Chiến Hồn muốn châm đối bản thân nhất định sẽ không ngừng trùng kích ý thức không gian bản thân, ma diệt linh hồn bản thân mới đúng. Oanh két, một thanh âm thanh thúy vang lên trong đầu Tiêu Phàm, tựa như xương đầu vỡ vụn. Làm Tiêu Phàm kinh hãi là ý thức không gian hắn vậy mà vỡ ra, ý thức không gian không phải hư vô tồn tại à, chỉ có thể dùng linh hồn đi cảm ứng, nó lại làm sao có thể vỡ ra. Kỳ thật không chỉ Tiêu Phàm chấn kinh, ngay cả ngoại giới Trọc Thiên Hồng bọn hắn cũng kinh hãi tới cực điểm, bọn hắn không hiểu nhìn Tiêu Phàm xếp bằng tại chỗ, toàn thân phóng linh hồn ba động đáng sợ. Dù là Trọc Thiên Hồng cùng Cửu Mệnh Ma Thiền Ma Viêm những thần hồn chi lực bọn chúng có thể so với chiến thần cảnh hung thú, cũng cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Đột nhiên, bọn chúng nghe được thể nội Tiêu Phàm truyền đến một tiếng vang giòn, sau đó mi tâm đột nhiên tách ra một đạo quang mang u sâm hắc sắc, quang mang bốn phía dường như đều bị hắc sắc thôn vệ không còn một mảnh. Bất quá xuyên thấu qua hồn lực, Trọc Thiên Hồng bọn chúng vẫn có thể cảm ứng được biến hóa trên người Tiêu Phàm, cũng chính là bởi vì như thế nên trong lòng bọn chúng kinh ngạc vô cùng. Cái này chẳng lẽ là mở ra thần cung trong truyền thuyết? Trọc Thiên Hồng hít một hơi lạnh, trong giọng nói khàn khàn đều là vẻ kinh hãi. Người có thể mở ra thần cung là vạn người không được một, thiên tài thần tu a, dù là phóng nhãn chư thiên vạn giới cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Huyết ma cũng khó che đậy vẻ kích động. Kim giáp thiên long bọn chúng cũng chẳng tốt đẹp gì, nguyên bản đối với Tiêu Phàm còn ôm một chút khúc mắc, nhưng hiện tại, tia khúc mắc trong lòng bọn chúng trong nháy mắt tan thành mây khói. Thần tu, vốn là chỉ có 8-9 phần 10 người có thể tu luyện, về phần người mở ra thần cung vậy thì tương đương với người thể tu mở ra tiểu thiên địa. Người như vậy, vạn người không được một, nếu như bọn hắn biết rõ, Tiêu Phàm không chỉ mở ra thần cung còn mở ra tiểu thiên địa, không biết sẽ nghĩ thế nào. Người như vậy, dù là tại chư thiên vạn giới cũng thập phần thưa thớt. Tất cả mọi người lẳng lặng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sợ bỏ lỡ cái gì, cảm xúc bọn hắn bành trướng, tựa như mở ra thần cung là bản thân bọn hắn. Cũng khó trách bọn hắn kích động như thế, người mở ra thần cung đều là một tuyệt thế thiên tài vạn người không có được, vài vạn năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một người. Mà hiện tại, bọn hắn có thể tận mắt nhìn đến một tu sĩ mở ra thần cung. Cái này khiến bọn hắn bình tĩnh như thế nào? Chỉ có Tiêu Phàm còn có chút không biết vì sao, hắn coi là bản thân ý thức không gian xảy ra vấn đề lớn, trong lòng khá là lo lắng. Hắn muốn ngăn cản ý thức không gian phá toái, nhưng căn bản là ngăn cản không được, cũng may Tiêu Phàm đã sớm trải qua không ít sự tình cổ quái, rất nhanh liền bình tĩnh xuống. Hắn trước tiên cảm thụ được tình huống biến hóa, phát hiện cũng không có cái gì khác biệt. Oanh, đột nhiên trong đầu truyền đến một tiếng vang giòn, dường như gông cùm xiềng xích bị phá vỡ, vô số tin tức giống như thủy triều tràn vào bên trong não hải hắn. Lớp phong ấn thứ 10 tu la truyền thừa giải khai. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, từ khi U Linh Chiến Hồn hòa vào huyết mạch giải khai phong ấn tu la truyền thừa thứ 9, cho đến bây giờ hắn đều không cách nào giải khai lớp phong ấn thứ 10. Không nghĩ tới bây giờ lại nước chảy thành sông, số lớn công pháp, chiến kỹ, đan phương, kỳ văn dị sự đánh thẳng vào đầu óc hắn. Tiêu Phàm không dám khinh thường, linh hồn chi lực trong nháy mắt một phân thành hai, bắt đầu nhất tâm nhị dụng. Hắn một bên chú ý ý thức không gian phát triển, một bên tiếp nhận tin tức tu la truyền thừa, hắn rốt cục minh bạch vì sao phải chờ thực lực đạt tới cấp độ nhất định mới có thể giải khai phong ấn truyền thừa. Bởi vì cái này là vì tốt cho hắn, nếu như thực lực hắn không đủ, tin tức bàng bạc liền có thể đòi mạng hắn. Cho dù không chết cũng có thể bức điên. Tin tức tu la truyền thừa đệ thập trọng ký ức so sánh với cửu trọng ký ức cộng lại còn nhiều hơn rất nhiều, nếu là người bình thường thật đúng là khó mà tiếp nhận. Cho dù là linh hồn cường độ cường đại như Tiêu Phàm, hắn cũng không chịu nổi, cảm giác đầu muốn nổ tung. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh hồn lần thứ hai phân liệt, hai phân thành bốn, tin tức trùng kích mang đến thống khổ rốt cục hòa hoãn không ít. Bất quá! Tiêu Phàm vẫn còn có áp lực rất lớn, tâm thần thử nghiệm tiếp tục phân liệt. Áp lực càng lớn, động lực càng lớn, hắn biết rõ, dù là linh hồn tứ phân cũng chưa chắc có thể tiếp nhận tin tức trên vạn năm. Bốn phần linh hồn bình quân đều tiếp nhận tin tức 2.500 năm,
Phải biết, tuổi thọ chiến thánh cảnh cũng tối đa chỉ có ngàn năm mà thôi. Lớp phong ấn thứ 10 nguyên bản chỉ có Tiêu Phàm đột phá chiến thần cảnh mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Đáng tiếc, đột phá đệ thập trọng là biết bao gian nan, hắn nhất định phải lĩnh ngộ đệ thập trọng vô tận chiến quyết mới được. Loại ký ức trùng kích cảm giác này, cảm giác vô số con kiến cắn xé thần kinh bản thân, Tiêu Phàm ra sức kiên trì nhưng thân thể vẫn như cũ có chút hư thoát. Hắn không chút do dự thi triển bất hủ chi lực cùng lực lượng bạch thạch, lúc này mới hỏa hoãn không ít. Cũng không biết qua bao lâu, bên trong ý thức không gian Tiêu Phàm lại thêm bốn đạo thân ảnh, bốn đạo thân ảnh này so với bốn đạo thân ảnh kia còn không quá vững chắc, nhưng cuối cùng cũng thành công phân liệt. Đang lúc Tiêu Phàm nghĩ đến như thế nào ổn định bốn đạo linh hồn phân thân, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy U Linh chiến hồn đột nhiên tràn ngập từng tia sương mù màu đen bao phủ bọn hắn. Sau một lát, bốn đạo linh hồn phân thân liền triệt để vững chắc. Cái này, nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm cũng triệt để mắt trợn tròn, U Linh chiến hồn đây là đang trợ giúp bản thân. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng triệt để yên lòng, U Linh chiến hồn cho tới bây giờ liền chưa từng muốn đoạt bản thân. Là bản thân hiểu lầm mà thôi. Tâm thần khẽ động, Tiêu Phàm một bên tiếp nhận ký ức tu la truyền thừa, một bên ở trong đó tìm kiếm, hắn hiện tại chỉ muốn làm rõ ràng tình huống bản thân. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm đột nhiên tìm tới một cái tin tức, trong lòng kinh ngạc phun ra mấy chữ thần tu. Thần cung. Tiêu Phàm nhanh chóng tiêu hóa ký ức truyền thừa trong đầu, trong lòng cũng càng ngày càng khiếp sợ, hắn cũng rốt cục minh bạch ý thức không gian hắn dị biến là cái gì. Cái này lại là mở ra thần cung trong truyền thuyết, thần cung chính là độc quyền tuyệt thế thần tu, bản thân vậy mà thành công. Chấn kinh, kinh ngạc, tất cả những thứ này đều không đủ để hình dung tâm tình Tiêu Phàm giờ phút này, đây quả thực là vui mừng ngoài ý muốn, nguyên bản Tiêu Phàm còn lo lắng thần thể song tu sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Nhưng hiện tại nhìn đến, Tiêu Phàm biết rõ bản thân thực chọn đúng, U Linh chiến hồn vậy mà chủ động mở thần cung cho hắn. Về sau linh hồn có thể giấu ở bên trong thần cung tu luyện, tốc độ tu luyện ý thức không gian so với người khác nhanh hơn rất nhiều lần. Đây chính là ưu thế thần cung. Hơn nữa, thần cung có thể nhanh chóng hấp thu linh khí giữa thiên địa cùng thần linh chi khí, cường hóa cường độ linh hồn. Hồi lâu, Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh xuống, tâm thần đắm chìm trong ý thức không gian phá toái, hắn kinh ngạc phát hiện một cỗ lực lượng huyền diệu nối liền bản thân với tiểu thiên địa. Tựa như rút ra từ nơi đó một loại năng lượng nào đó. Tâm thần khẽ động, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện thi thể thí thần thú phát ra từng đạo u quang như là sương mù tuôn hướng thân thể Tiêu Phàm, cuối cùng dung nhập thần cung, bị U Linh chiến hồn hấp thu. Đây là, Tiêu Phàm cau mày, mặc dù hắn dự định lợi dụng thi thể thí thần thú, nhưng vẫn chỉ là đang nổi lên ý nghĩ này mà thôi. Thật để cho hắn hủy thi thể thí thần thú. Tiêu Phàm cũng không cần sẽ làm như thế, nhưng hiện tại U Linh chiến hồn lại tự động thôn phệ luyện hóa thi thể nó, giúp mình mở ra thần cung, trong lòng Tiêu Phàm có loại đau nhức không hiểu. Hắn cảm giác bản thân tựa như mất đi một loại đồ vật trọng yếu nhất nào đó, bất quá Tiêu Phàm vẫn không có ngăn cản, trong lòng cắn răng nói, ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ để ngươi trọng sinh giữa thiên địa, để thế nhân đều biết tên thí thần ngươi, đây là Tiêu Phàm ta cam đoan với ngươi. Ô nhà U Linh chiến hồn lay động, tựa như đang đáp lại Tiêu Phàm cùng nó tâm ý tương thông, đại khái minh bạch U Linh chiến hồn thầm nghĩ cái gì. Luyện hóa thi thể thí thần thú hoàn toàn mở ra thần cung là một quá trình dài dằng dặc, Tiêu Phàm cũng không có đem toàn bộ tinh thần thể xác đặt ở sâu bên trong thần cung. Lúc này, tâm thần hắn rơi vào mấy đạo linh hồn phân thân, trong lòng trầm ngâm, trong trí nhớ tu la truyền thừa đệ thập trọng ghi chép năng lực linh hồn phân liệt cùng ta có vẻ như có chút khác biệt. Năng lực linh hồn phân liệt mặc dù cũng là một phân thành hai, hơn nữa phân liệt một cái vẫn tồn tại như cũ, tương đương với ba cái. Mà năng lực phân liệt của ta lại là một phân thành hai, cái bị phân liệt một cái lại biến mất, chỉ có hai cái, nói cách khác tám cỗ phân thân, chứ ý thức cũng không cùng chủ phân chia, thực lực cũng không có phân chia cao thấp. Về số lượng, linh hồn phân thân có vẻ như bị thiệt thòi, nhưng chất lượng lại tương đối muốn mạnh một chút, đã như vậy, phải chăng ta có thể ngưng tụ một đạo linh hồn bản thể, quản lý những linh hồn phân thân này? Vấn đề này, nói trọng yếu cũng không phải rất trọng yếu, bởi vì những cái linh hồn phân thân này đều do Tiêu Phàm khống chế, bọn hắn tuyệt đối sẽ không phản kháng. Nhưng khi lực lượng hoàn toàn phân tán, thực lực liền sẽ yếu bớt,
nếu như những linh hồn phân thân này có thể hoàn toàn dung hợp thành một cái, uy lực khẳng định mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Phàm cũng nghĩ đến một cái phương pháp tu luyện linh hồn chi lực, chính là linh hồn phân thân tách ra tu luyện, cuối cùng lại dung hợp cùng một chỗ, nhất định có thể đưa đến hiệu quả to lớn. Chỉ là, cái quá trình này cần Tiêu Phàm chậm rãi tìm tòi nghiên cứu, cũng không phải là thời gian ngắn liền có thể thành công. Nơi này liền giao cho U Linh Chiến Hồn đi, thời gian cho ta sẽ không quá nhiều, nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp rời nơi này. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, sau đó bỗng nhiên mở ra hai mắt, khí thế toàn thân cũng trong nháy mắt thu liễm. Chủ nhân thiếu chủ, nhìn thấy Tiêu Phàm tỉnh lại, Chọc Thiên Hồng bọn hắn một mặt sùng bái nhìn Tiêu Phàm. Có thể tại chiến thánh cảnh liền mở ra thần cung, tiềm lực Tiêu Phàm không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Đã qua bao lâu, Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, đệ nhị phân thân điện chủ chiến thần điện nói người chiến thần điện sẽ tới rất nhanh, tiểu kim bọn hắn còn ở chiến hồn thánh thành chứ. Mới một ngày mà thôi, Chọc Thiên Hồng nói ra. Một ngày, Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn cảm giác chỉ là trong nháy mắt mà thôi, vậy mà qua một ngày. Chủ nhân, trái tim kia, đang lúc Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì, Chọc Thiên Hồng nhìn trái tim phía xa khô héo, trong mắt lóe lên tinh quang, các hung thú khác cũng chẳng tốt đẹp gì. Mặc dù tất cả tinh huyết đều bị U Linh Chiến Hồn thôn phệ, nhưng chúng nó vẫn như cũ không muốn bỏ qua. Cho dù là trái tim khô héo đối với bọn nó mà nói cũng là vật đại bổ. Tiêu Phàm cau mày một cái, cuối cùng không nói gì, chỉ hờ hững gật gật đầu, sau đó tất cả ánh mắt hung thú sáng lên, điên cuồng xông lên. Thử ngâm, một đạo tiếng kiếm reo vang lên, sau một khắc, từng đạo lăng lệ kiếm khí gào thét mà ra, một đám hung thú bị dọa đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhao nhao hướng hai bên tránh đi. Phốc phốc. Kiếm khí đầy trời chạm trên trái tim khô héo, trong nháy mắt đem nó chia hơn mấy chục phần. Tiêu Phàm sợ bọn hắn tranh đoạt lẫn nhau, tạo thành tử thương không tất yếu, cho nên cố ý chia trước, miễn cho bọn hắn tranh đến đầu rơi máu chảy. Một chút hung thú yếu kém thập phần cảm kích nhìn Tiêu Phàm, nếu như không có Tiêu Phàm, bọn chúng có thể được trái tim thí thần thú hay không còn chưa nhất định. Về phần những hung thú khá mạnh cũng không dám có ý kiến đối với Tiêu Phàm. Bởi vì bọn chúng được trái tim so với hung thú muốn nhiều hơn không ít. Trở về lại luyện hóa, hiện tại trước ngẫm lại như thế nào mới có thể rời đi nơi này. Tiêu Phàm nhìn một đám hung thú một cái, ngữ khí không cho phép phủ định. Hung thú bất đắc dĩ đành phải tạm thời đem trái tim nuốt vào trong bụng, chờ rời đi nơi này lại luyện hóa, bọn chúng cũng biết rõ nếu như Tiêu Phàm khốn ở chỗ này, cuối cùng khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Đồng dạng, kết cục bọn chúng cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Chủ nhân, ta trước đó nhìn qua không gian phong ấn nơi này không yếu hơn so với phong ấn chúng ta lúc trước. Chọc Thiên Hồng trước tiên mở miệng nói. So với cửu khúc ma thần trận còn mạnh hơn, Tiêu Phàm kinh ngạc nói, cửu khúc ma thần trận là dùng để đối phó người từ bên ngoài đến, nếu như còn có mạnh hơn cửu khúc ma thần trận phong ấn, năm đó Tu La Điện Chủ cũng sẽ không cần. Cũng không phải là phong ấn này mạnh hơn so với cửu khúc ma thần trận, trên tổng thể mà nói, phong ấn này là không bằng cửu khúc ma thần trận, bởi vì cửu khúc ma thần trận có thể kiên trì vài vạn năm. Mà phong ấn này tối đa cũng liền có thể kiên trì 7 ngày, trong vòng 7 ngày lực lượng phong ấn mạnh hơn cửu khúc ma thần trận, nhưng sau 7 ngày trận pháp liền sẽ suy yếu đi rất nhiều, thậm chí biến mất. Chọc Thiên Hồng giải thích nói. Tiêu Phàm gật gật đầu. Điểm này ngược lại là rất dễ hiểu, khảo nghiệm một cái trận pháp mạnh yếu cũng không phải như hắn suy nghĩ, cửu khúc ma thần trận phong ấn chi lực có thể kiên trì vạn năm, như thế nào phong ấn bình thường có thể so sánh. Các ngươi có biết đây là trận pháp gì không bảy? Tiêu Phàm ngẫm lại, liếc nhìn lấy một đám hung thú nói, đạo lý nhiều người lực lượng lớn hắn vẫn là minh bạch. Huống chi, những hung thú này đều là cự phách vạn năm trước, tầm mắt bọn chúng cùng người so ra phi thường hơn. Đồng thời, tâm thần Tiêu Phàm cũng trong trí nhớ Tu La truyền thừa tìm kiếm, giải phong lớp phong ấn thứ 10, toàn bộ Tu La truyền thừa đã in vào trong đầu Tiêu Phàm, chỉ là còn cần đầy đủ thời gian tiêu hóa mà thôi. Chủ nhân, ta có lẽ biết đây là trận pháp gì? Đột nhiên, Kim Giáp Thiên Long một mực đánh giá bốn phía mở miệng nói. Trận pháp gì? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Tinh đấu luyện không trận. Ngữ khí Kim Giáp Thiên Long hơi có chút ngưng trọng nói ra. Tinh đấu luyện không trận, Tiêu Phàm nghe được cái tên này,
trong đầu trong nháy mắt lóe qua một đoạn tin tức, bên trong Tu La truyền thừa có một chút ghi chép giản yếu quan hệ về trận pháp này. Tinh đấu luyện không trận, thần giai trận pháp, lấy tinh thần chi lực vây nhốt hư không, sau 3 ngày sẽ thu hút thiên hỏa đốt luyện hư không, thập phần bá đạo. Thiên hỏa sẽ đốt luyện 4 ngày, thẳng đến sau 7 ngày mới có thể tan thành mây khói, trong trận hết thảy đều sẽ hóa thành kiếp cho, hy vọng có thể trốn ra ngoài cực kỳ xa vời. Cho dù không chết, người chiến thần điện cũng nhất định sẽ chạy tới ngoại giới, đến thời điểm đó bọn hắn coi như muốn chạy đều không thể. Huống chi, muốn từ thiên hỏa sống sót cũng không dễ dàng, đương nhiên, Tiêu Phàm nắm giữ vô tận chi hỏa có lẽ có cơ hội chống thiên hỏa đốt luyện, hắn sợ vẫn là cường giả chiến thần cảnh chiến thần điện. Hiện tại đã qua gần 2 ngày, trước khi thiên hỏa tới chúng ta còn có 1 ngày, mọi người nghĩ phương pháp phá trận. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền bắt đầu hướng về biên giới không gian. Nếu như chỉ là rời đi, Tiêu Phàm ngược lại là có một chút biện pháp, rời đi thần cấp hư không trận văn cơ hội rất lớn, nhưng hắn không thể cam đoan có thể trở lại chiến hồn thánh thành. Đương nhiên, còn có một loại phương pháp rời đi, chỉ là không tới thời điểm mà thôi. Bởi vì cái này cùng ngoại giới bố trí có quan hệ, đáng tiếc nơi này vây nhốt hư không, hắn đã không cảm ứng được ngoại giới bố trí. Mặt khác, hắn đối với chiến hồn không gian cũng thập phần tò mò, trong lòng hắn đã ẩn ẩn có một chút suy đoán, những chiến hồn không gian này hẳn là nắm giữ hồn văn riêng biệt, sau đó dùng những hồn văn này kích phát hồn lực thể nội mới có thể ngưng tụ thành chiến hồn riêng biệt. Hồn lực có phẩm giai cao thấp, ngưng tụ phẩm giai chiến hồn tự nhiên có mạnh có yếu. Đương nhiên đây chỉ là Tiêu Phàm suy đoán mà thôi, cụ thể như thế nào còn cần phải đi nghiệm chứng. Đang lúc Tiêu Phàm bọn hắn tìm tòi cách phá trận, ngoại giới là đã bắt đầu không bình tĩnh. Cửa ra vào chiến hồn điện, Diệp Phong vẫn xếp bằng chờ đợi Tiêu Phàm xuất hiện, nhưng mà đi qua vài ngày vẫn như cũ không thấy Tiêu Phàm đi ra, trong lòng Diệp Phong cũng có chút khẩn trương. Dù sao, thức tỉnh chiến hồn không phải thức tỉnh trong vài ngày. Diệp Phong tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm tiến vào chiến hồn điện không phải vì thức tỉnh chiến hồn, mà là vì đồ vật khác. Nhưng là người khác không nghĩ như vậy à, những thủ vệ tướng sĩ đã sớm hoài nghi, chỉ là bọn hắn lại không dám nói gì mà thôi. 3 ngày, chủ nhân vậy mà còn không có đi ra, thời gian ước định cũng sớm đã đến. Diệp Phong hít sâu một cái, ngẩng đầu nhìn cửa ra vào chiến hồn điện một cái. Theo thời gian đưa đẩy. Mỗi một tức hắn đều cảm giác một ngày bằng một năm, sợ xuất hiện cái gì đặc thù ngoài ý muốn. Nguyên bản Tiêu Phàm nói cho hắn biết, nếu như 2 ngày thời gian còn không có đi ra, liền để hắn tự động rời đi, gia tộc của hắn Tiêu Phàm đã an bài tốt tất cả. Nhưng Diệp Phong cố không có rời đi, ở chỗ này ròng rã thêm một ngày chỉ vì chờ đợi Tiêu Phàm xuất hiện, đáng tiếc, làm hắn thất vọng là cũng không thấy bóng dáng Tiêu Phàm. 3 ngày là kỳ hạn chót, ta phải rời đi. Trong lòng Diệp Phong có loại bất an mãnh liệt, nếu như bản thân tiếp tục chờ đợi, gia tộc mình khả năng sẽ không may. Diệp Phong khẽ cắn môi, đứng dậy, chào hỏi không đánh liền hướng về ngoại giới, những thủ vệ tướng sĩ nhìn thấy Diệp Phong rời đi, không biết làm sao. Cũng ngay khi Diệp Phong rời đi không đến 20 cái hô hấp, lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa đại điện, nhìn về phía một đám thủ vệ tướng sĩ chất vấn, Diệp Phong đâu? Hồi bẩm cửu trưởng lão. Bát trưởng lão đã đi, trong đó một người thủ vệ thập phần cung kính nói, người tới không phải ai khác, chính là đối thủ một mất một còn Diệp Lâm. Cái gì bát trưởng lão, từ hiện tại, hắn liền không phải bát trưởng lão, muốn chạy trốn, ta xem ngươi lần trốn chỗ nào, dám phản bội chiến hồn điện, thật đúng là chán sống. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng nói, vừa dứt lời, lách mình liền tại chỗ biến mất, lưu lại chúng thủ vệ tướng sĩ một mặt mờ mịt. Đang lúc Diệp Phong chạy tới Diệp gia phủ đệ, người trên diễn võ trường đã đông nghìn nghịt, lít nha lít nhít, trong vòng 3 ngày, đại bộ phận người Diệp Phong cũng đã chạy về. Chỉ là bọn hắn lại không biết Diệp Phong triệu hoán bọn hắn trở về có sự tình gì, trừ phi gia tộc xuất hiện tai họa ngập đầu, không thì là có rất ít cử động lớn như vậy. Gia chủ triệu tập chúng ta trở về để làm gì? Không phải thân thể gia chủ xảy ra vấn đề. Các đại trưởng lão gia tộc lo lắng mới lập người thừa kế gia chủ sao? Diệp Hải, gia chủ đâu? Gia chủ triệu tập chúng ta trở về, có phải chúng ta có phải có đại phiền toái hay không? Chúng ta muốn gặp gia chủ. Đám người ngươi một lời ta một câu, đều ở đây ngông cuồng suy đoán, trong phủ đệ Diệp gia đã loạn thành một bầy, triệt để sôi trào lên.
chúng ta muốn gặp gia chủ. Theo thời gian đưa đẩy, trong nháy mắt chỉ còn lại một thanh âm đinh tai nhức óc vang vọng hư không. Bên ngoài, trên đường phố người nghe được thanh âm cuồng bạo nơi này, tất cả đều kinh ngạc quay đầu nhìn lại, bọn hắn không biết phát sinh chuyện gì. Hơn nữa, sự tình này nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán đi, có người suy đoán Diệp gia đang mưu đồ cái gì. Giờ phút này, bên ngoài gian phòng vị trí Tiêu Phàm trước đó, Tiêu Linh Nhi, Tiểu Kim, Sở Phiền cùng Thạch Thánh cũng đang sốt ruột chờ đợi cái gì. Thạch Thánh, Sở Phiền, các ngươi xác định thân phận chúng ta bại lộ. Tiêu Linh Nhi ngưng tiếng nói. Ta xác định, vừa nãy chúng ta từ bảo khố chiến hồn điện đi ra, người chiến hồn điện đã hướng về bên này chạy đến, nói là Diệp Phong cấu kết với Tu La Điện Chủ. Sở Phiền gật đầu nói. Nếu như không phải Sở Phiền trở về thông chi các ngươi, ta còn muốn đem bảo khố kia rời hết. Thạch Thánh hết sức không bỏ nói. Nếu không qua một lúc đi một chuyến nữa, Sở Phiền con mắt tặc lưu chuyển động. Tiêu Linh Nhi tức giận trắng Sở Phiền cùng Thạch Thánh một cái, hai gia hỏa này thật đúng là không sợ trời không sợ đất, lúc này còn muốn chạy đi rời hết bảo khố chiến hồn điện. Linh Nhi tỷ, đừng nhìn ta như thế, ta nói, ta lớn lên muốn cưới ngươi, hiện tại không làm chút vốn, về sau làm sao để. Ôi, Sở Phiền nghĩa chính ngôn từ nhìn Tiêu Linh Nhi nói. Bành, Sở Phiền nói còn chưa dứt lời, đột nhiên hai tay ôm đầu. Tiêu Linh Nhi trực tiếp thưởng hắn một cái cú đầu, hung ác nói, hai tên tiểu tử các ngươi tốt nhất thành thật một chút cho ta. Tiêu Linh Nhi cũng thập phần im lặng, hai cái vật nhỏ như vậy lại mạnh hơn nàng, không cho bọn hắn chút nhan sắc nhìn một cái, về sau thật đúng là vô pháp vô thiên. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong lòng trầm ngâm nói ca, người mau trở lại a. Hiện tại Tiêu Linh Nhi chỉ lo lắng an nguy Tiêu Phàm, nàng cũng không lo được nhiều như vậy. À, bên ngoài làm sao yên tĩnh vậy? Sở Phiền kinh ngạc nhìn về phía diễn võ tràng. Hình như là Diệp Phong trở về. Thạch Thánh nói ra, Tiêu lão đại không phải cùng hắn cùng một chỗ rời đi sao? Làm sao chỉ có hắn một người trở về? Nghe nói như thế, Tiêu Linh Nhi cau mày, cũng đúng lúc này cửa phòng Tiêu Phàm đóng chặt đột nhiên mở ra. Két một tiếng, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý Tiêu Linh Nhi bọn hắn, Tiểu Kim nằm dạp trên mặt đất cũng đứng dậy. Cùng một chỗ nhìn về phía cửa gian phòng. Ca Tiêu đại ca, Tiêu Linh Nhi cùng Sở Phiền bọn hắn kinh ngạc nhìn xem đạo thân ảnh kia, cái kia không phải Tiêu Phàm còn có thể là ai. Gần như đồng thời, trên diễn võ trường khôi phục bình tĩnh, một đạo thân ảnh lơ lửng trên không diễn võ tràng, trừ Diệp Phong còn có thể là ai, còn người hắn lạnh như băng liếc nhìn lấy tứ phương, những đám người xôi trào rốt cuộc không có một người dám mở miệng nói chuyện. Làm sao không nói? Tiếp tục đi. Diệp Phong ngữ khí rất lạnh, làm cho người ta có chút ngạt thở, ai muốn đảm nhiệm vị trí gia chủ, bản thân đứng ra, Diệp Phong ta nhất định nhường cho hắn, tuyệt không nói đùa. Đám người một trận trầm mặc, Diệp Phong cố uy thế cường đại kia làm rất nhiều người không thở nổi. Gia chủ nói thế là thực chứ? Sau một lát, trong đám người có một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một nam tử trung niên chừng 50 tuổi đi ra, một mặt ngạo nghễ nhìn Diệp Phong. Đại trưởng lão, đám người kinh ngạc nhìn nam tử trung niên, hiển nhiên bọn hắn chẳng ai ngờ rằng đại trưởng lão bọn hắn sẽ đứng đi ra. Phải biết, bình thường đại trưởng lão tôn trọng Diệp Phong nhất, làm sao hiện tại còn muốn đoạt vị trí gia chủ Diệp Phong. Diệp Phong cũng nhíu lông mày lại, chỗ sâu đáy mắt lóe qua một vòng sát ý nồng đậm, chỉ là mặt ngoài bảo trì thập phần bình tĩnh. Diệp Du, người muốn vị trí gia chủ, còn người Diệp Phong thập phần đạm nhiên. Hắn chẳng mấy chốc sẽ theo Tiêu Phàm rời chiến hồn thánh thành, đối với vị trí gia chủ còn thật không có bao nhiêu hứng thú. Lần này triệu hồi tất cả mọi người cũng không phải là như Tiêu Phàm suy nghĩ, đem những người này mang đi. Mà hắn nghĩ tới càng nhiều, có lẽ có thể mượn cơ hội này làm một chút sự tình bình thường làm không được. Gia chủ nói như vậy Diệp Du xác thực muốn. Ta tin ta có thể làm cho mạch chúng ta càng thêm cường đại. Đại trưởng lão Diệp Du cười cười nói. Hắn bình thường hết sức nịnh nọt Diệp Phong kỳ thật là vì mưu đoạt vị trí gia chủ mà thôi, bởi vì Diệp Phong cũng sống không còn lâu, vạn nhất ngày nào đó ợ ra rắm, mạch bọn hắn không phải là do hắn làm chủ sao. Không thể không nói thủ đoạn Diệp Du khác biệt, hắn kiên nhẫn cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Hiện tại đứng ra cũng không phải là bởi vì một câu của Diệp Phong,
mà là hắn âm thầm nhận được một chút tin tức đáng tin. Gia chủ, đại trưởng lão những năm này vì gia tộc làm ra cống hiến mọi người đều thấy ở trong mắt, ta tin tưởng đại trưởng lão có thể dẫn gia tộc đi càng xa. Ta cũng tin đại trưởng lão, nếu như gia chủ thực nhượng chức, ta cảm thấy đại trưởng lão là thích hợp nhất. Các vị trưởng lão nói không sai, gia chủ ngài là định hải thần châm mạch chúng ta, không nên đem tất cả tâm tư đều lãng phí ở thế tục mà nên dốc lòng tu luyện. Nhìn thấy Diệp Phong không nói, các đại trưởng lão sau lưng Diệp Du cũng nhao nhao đứng ra, không chút do dự ủng hộ đại trưởng lão. Hỗn trướng, các ngươi làm cái gì vậy? Diệp Phong còn chưa mở miệng Diệp Hải đã gầm hét lên, hắn không nghĩ tới nhiều người như vậy lại đánh chủ ý lên gia chủ. Theo Diệp Hải, gia chủ bọn hắn mạch này trừ hắn ra không thể là ai khác, làm sao cho phép người khác nhúng chàm. Diệp Du, người rất không tồi. Diệp Phong ý vị thâm trường nhìn Diệp Du một cái, rất hiển nhiên, nhiều năm như vậy hắn cũng không biết Diệp Du lại là loại người này. Cũng may hắn lúc này đứng ra, nếu sau này tại thời điểm mấu chốt từ phía sau hắn chọc một đao, đây chính là chuyện hối hận cũng không kịp. Diệp Du cười tủm tỉm nhìn Diệp Phong. Qua những năm này hắn lăn lộn tại Diệp gia, gần như hơn một nửa người đứng ở bên phía hắn. Hắn thấy, lần này trở thành gia chủ là sự tình chắc chắn. Diệp Phong mặc dù giận nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt liếc nhìn lấy đám người Diệp gia trên diễn võ trường, nói, đã như vậy, tất cả mọi người biểu quyết một cái đi, nguyện ý theo bản gia chủ đứng bên trái diễn võ tràng, theo Diệp Du thì đứng bên phải diễn võ tràng. Gia chủ nói, mọi người liền tách ra đi. Diệp Du tràn đầy tự tin nói. Vừa dứt lời, tu sĩ trên diễn võ trường liền bắt đầu hành động, về sau người Diệp gia liền chia thành hai hàng, đứng ở bên trái chỉ có 1/3 tu sĩ Diệp gia, không sai biệt lắm chừng 1.000. Mà đứng ở bên phải lại nhiều đến 2.000 người, nhìn thấy một màn này, trên mặt Diệp Du cũng nổi lên tiếu dung sán lạn, kết quả này hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu. Gia chủ, người nhìn. Diệp Du cười nhìn Diệp Phong, rất có mấy phần trào phúng. Vị trí gia chủ để cho ngươi cũng được. Diệp Phong thật sâu thở dài một hơi, còn ngươi liếc nhìn 2.000 người sau lưng Diệp Du, trong mắt có vẻ đồng tình. Bất quá rất nhanh vẻ đồng tình liền lóe lên một cái rồi biến mất, con ngươi trở nên kiên định lạ thường. Hắn rất rõ ràng, một gia tộc cường đại tự nhiên phải có mâu thuẫn, bởi vì chỉ có mâu thuẫn va chạm nhau mới có thể cho gia tộc càng thêm cường đại. Nhưng lúc mâu thuẫn lên cao đến mức tranh đoạt vị trí gia chủ, gia tộc này đoán chừng cách suy sụp cũng không còn xa. Ha ha, Diệp Phong, ngươi cũng có một ngày này sao? Đột nhiên, một tiếng cuồng tiếu từ đằng xa truyền đến, còn không đợi đám người lấy lại tinh thần, trên diễn võ trường lại có thêm một đạo thân ảnh. Diệp Lâm, ngươi tới làm cái gì? Sắc mặt Diệp Phong trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng, trong lòng bất an càng ngày càng đậm. Bản thân chân trước vừa mới rời cửa ra vào chiến hồn điện, Diệp Lâm vậy mà chân sau đi đến, hơn nữa còn không kiêng nể gì như thế, sự tình khác thường tất có yêu, Diệp Phong rất rõ ràng đạo lý này. Ta tới làm cái gì? Diệp Phong, người thật đúng là lớn mật, cũng dám phản bội chiến hồn điện. Sắc mặt Diệp Lâm đột nhiên băng lạnh. Cái gì, phản bội chiến hồn điện? Đám người kinh hô, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Diệp Phong. Bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được Diệp Phong là bát trưởng lão chiến hồn điện vì sao lại phản bội chiến hồn điện, phần lớn người lộ ra vẻ không tin. Chỉ có Diệp Du cùng số ít người lại cười lạnh không thôi, tựa như đã sớm đoán được. Phải chăng tin phản bội chiến hồn điện là từ Diệp Du ngươi nói xác thực không? Thần sắc Diệp Phong băng lãnh, trong lòng hắn cực kỳ không bình tĩnh, chẳng lẽ sự tình đã bại lộ? Diệp Du nói không xác thực, vậy ta nói có xác thực không? Đột nhiên, một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, ngay sau đó, một cỗ khí tức đáng sợ từ đằng xa gào thét mà tới, đem diễn võ tràng vây chật như nêm cối. Trên diễn võ trường, tất cả người Diệp gia đều lộ ra vẻ sợ hãi, cho dù sắc mặt Diệp Du cũng chẳng tốt đẹp gì, bởi vì hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh trên không trung. Đó là một nam tử mặc chiến bào màu vàng óng, khuôn mặt đao tước lộ ra một loại uy nghiêm bá đạo. Người này không phải ai khác mà chính là điện chủ chiến hồn điện Diệp Trấn Thiên. Nghe đồn, Diệp Trấn Thiên đã sớm đột phá đến chiến thánh cảnh đỉnh phong, không phải bọn hắn có thể so sánh. Diệp Du cau mày, thầm nghĩ trong lòng, điện chủ đại nhân làm sao tới đây,
tước đoạt chức Diệp Phong trưởng lão cũng không cần điện chủ đại nhân tự mình xuất mã mà. Cũng đúng lúc này, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Chấn Thiên, không kiêu ngạo không tự ti nói, điện chủ đại nhân quang lâm Hàn Xá, không biết có gì chỉ giáo. Chỉ giáo, Diệp Chấn Thiên hừ lạnh một tiếng, Diệp Phong, người phản bội chiến hồn điện, có biết tội không? Không biết, Diệp Phong trầm giọng nói, hiện tại đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận bản thân phản bội chiến hồn điện, bằng không mà nói, bọn hắn mạch này nhất định sẽ bị diệt tộc. Hừ, con rảo biện, Diệp Chấn Thiên lạnh rên một tiếng, sau đó phất phất tay, quát lạnh nói, cầm xuống. Vâng, mấy đạo lưu quang từ trên cao gào thét mà xuống, uy thế đáng sợ ép tất cả mọi người không thở nổi, bọn hắn đều là cường giả chiến thánh cảnh sơ kỳ, tại chiến hồn thánh thành cũng coi là cao thủ. Diệp Phong thấy thế đành phải đạp không mà lên, lưu trên diễn võ trường chỉ sẽ tạo thành thương vong không tất yếu, huống chi những người này cũng đều đứng ở bên hắn. Phóng lên tận trời, Diệp Phong một kiếm chạm lên, đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ thực lực hắn cũng cường đại không ít, mấy người đối diện chỉ là chiến thánh cảnh sơ kỳ mà thôi, trong lúc nhất thời sao có thể là đối thủ của hắn. Ầm ầm ầm, mấy người đều bị Diệp Phong một kiếm đỡ âng bay. Đám người không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà còn dám phản kháng, chẳng lẽ hắn thực đã phản bội chiến hồn điện? Chỉ thấy Diệp Phong một người đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn Diệp Chấn Thiên đối diện nói, Diệp Chấn Thiên, việc này chỉ có mình ta liên quan, không liên quan tới bọn hắn. Diệp Phong đứng lơ lửng trên không đối mặt với Diệp Chấn Thiên, áp lực vô cùng lớn, nếu là bình thường hắn khẳng định kẹp chặt cái đuôi làm người, nhưng hiện tại, hắn lại dứt khoát đứng ra. Hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, hy vọng Tiêu Phàm có thể mau chóng chạy tới, chỉ cần Tiêu Phàm đến, gia tộc của hắn có thể được cứu. Hừ, không sợ nói cho ngươi biết, tất cả bọn hắn đều phải chôn cùng. Diệp Chấn Thiên quát lạnh nói. Nói đùa cái gì, nếu như ngươi chỉ là phản bội chiến hồn điện, ta cũng có thể mặc kệ gia tộc của ngươi. Nhưng ngươi tìm nơi nương tựa là điện chủ Tu La Điện, ta nếu không có chỗ biểu thị. Không cần điện chủ chiến thần điện lên tiếng, gia chủ Diệp gia cổ tộc liền sẽ nghĩ biện pháp giết chết ta. Cổ ngữ có nói, chết đạo hữu không chết bần đạo, Diệp Phong ngươi nếu không chết, không may sẽ là ta làm sao có thể bỏ qua cho ngươi. Bất quá lời này Diệp Chấn Thiên là tuyệt đối không có khả năng nói ra, hắn hiện tại làm ra tất cả đều là cho cổ tộc Diệp gia cùng chiến thần điện nhìn. Nghe thấy Diệp Chấn Thiên nói, tất cả người Diệp gia đều sợ hãi lên, nhất là Diệp Du. Trên mặt càng lộ ra vẻ phẫn nộ. Nguyên bản hắn coi là bản thân sắp trở thành gia chủ mà đắc chí, nào sẽ nghĩ đến điện chủ chiến hồn điện một câu đem hắn phán tử hình. Chính mình cũng còn không có ngồi lên vị trí gia chủ mà sẽ chết. Diệp Phong, xúc sinh, lại đem gia tộc ta đẩy hướng hủy diệt, chúng ta mạch này làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Du phẫn nộ hướng về phía Diệp Phong gầm thét. Diệp Phong, khó trách nhìn nữ người đều chết sớm. Loại người như ngươi đã sớm nên thiên đao vạn quả. Diệp Phong, uổng ngươi làm gia chủ, ngươi đến cùng làm sự tình gì khiến người oán trách, muốn cả gia tộc cùng ngươi chôn cùng một chỗ. Ta kiếp sau làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có kẻ thứ nhất thì có kẻ thứ hai, người Diệp Du nhất mạch bắt đầu điên cuồng giận mắng, Diệp Chấn Thiên một câu đã phán bọn hắn tử hình, bọn hắn đã không kiêng nể gì cả. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn giận mắng một trận. Phát tiết lửa giận trong lòng. Thần sắc Diệp Phong đạm mạc, nếu là lúc trước hắn có lẽ sẽ nổi trận lôi đình, nhưng hiện tại hắn lại bình tĩnh lạ thường, tựa như Diệp Du bọn hắn mắng cũng không phải là Diệp Phong hắn. Diệp Phong, ngươi và ta đấu hơn nửa đời người, không nghĩ tới cuối cùng thực trở thành địch nhân, hôm nay, ta thuận tiện tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Lâm càn rỡ cười ha hả. Sau đó dẫn theo một chuôi đại đao thẳng hướng Diệp Phong. Phong chi thiên địa chi thế cuồn cuộn giữa thiên địa, vô cùng hung mãnh. Con người Diệp Phong băng lãnh, cầm trường kiếm trong tay nghênh lên, chỉ cần không phải Diệp Chấn Thiên xuất thủ, hắn còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, đặc biệt là Diệp Lâm, Diệp Phong đối với hắn hiểu rất rõ, có thể kéo dài thời gian nhất chính là hắn. Hai người đại chiến tại một chỗ, va chạm kịch liệt, thời gian từng phút từng giây trôi qua, hai người tựa như ai cũng không làm gì được ai. Sau nửa ngày, Diệp Phong cùng Diệp Lâm hai người mới tách ra, Diệp Lâm còn chuẩn bị mở miệng lại bị Diệp Chấn Thiên ngăn lại, ngươi giết không chết hắn. Diệp Lâm mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật đúng là như thế, hắn rất muốn giết chết Diệp Phong,
nhưng thực lực hai người đúng là tám lạng nửa cân, vừa nãy ai cũng không chiếm được tiện nghi. Diệp Phong hít sâu một cái, sắc mặt lạnh lùng nhìn Diệp Trấn Thiên, chẳng lẽ hắn muốn tự mình động thủ? Còn dám phản kháng, chẳng lẽ muốn bản điện chủ tự mình tiễn ngươi một đoạn đường sao? Diệp Trấn Thiên cười lạnh một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ linh hồn uy áp cường đại thẳng đến Diệp Phong. Phốc, Diệp Phong bị chấn động đến phun ra mấy ngụm máu tươi, thân hình lui ra phía sau mấy bước, có chút đứng không vững, đây chính là chênh lệch chiến thánh cảnh trung kỳ cùng chiến thánh cảnh đỉnh phong, đối với người bình thường mà nói hoàn toàn là lạch trời không thể vượt qua. Vậy mà không chết, Diệp Trấn Thiên hơi ngoài ý muốn nhìn Diệp Phong, cường độ linh hồn cùng ý chí Diệp Phong hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu. Bất quá sau một khắc, Diệp Trấn Thiên rốt cục động, đưa tay đánh một chưởng hướng về phía Diệp Phong. Tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng, Diệp Phong giờ phút này đã bị trọng thương, hai người chênh lệch bày ra ở đó, chỗ nào còn là đối thủ của Diệp Trấn Thiên. Trên mặt Diệp Phong đều là vẻ tuyệt vọng tựa như chờ đợi tử vong, trừ cái đó ra, hắn đã không có cách nào khác. Ra ra, trên diễn võ trường, Diệp Hải điên cuồng kêu to, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Đáng tiếc trước mặt cỗ khí thế kia hắn căn bản không tới gần được. Cũng ngay khi Diệp Trấn Thiên một trường sắp chém giết Diệp Hải, một đạo thanh âm bình thản đột nhiên vang lên tại hư không. Người của ta đến phiên ngươi tới giết sao? Thanh âm rất bình thản lại lộ ra một cỗ băng lãnh chi ý cùng cường thế không cách nào diễn tả, trong hư không có một tầng băng xương chi khí nhanh chóng lan tràn, tất cả người ở đây đều lạnh run. Thân hình Diệp Trấn Thiên ngưng một cái, cũng ngay lúc đó. Một vệt sáng trong đôi mắt hắn nhanh chóng phóng đại, tốc độ so với hắn không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Vội vàng, trưởng cương Diệp Trấn Thiên hướng về đạo lưu quang kia đánh tới, sau một khắc, hắn chỉ cảm giác cánh tay mình run lên, ngay sau đó truyền đến một trận thanh âm nứt xương, cánh tay trực tiếp từ đầu vai bắn ra, xương vỡ bay tứ tung. Hittt Diệp Trấn Thiên hít một hơi lạnh, thực lực đối phương hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, hắn đã quên thống khổ cánh tay bị gãy. Nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Điện chủ, chiến hồn điện trưởng lão sau lưng Diệp Trấn Thiên nhìn cánh tay phải Diệp Trấn Thiên vỡ vụn liền trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bọn hắn ai cũng biết Diệp Trấn Thiên là chiến thánh cảnh đỉnh phong, muốn hắn không có sức hoàn thủ, trừ phi thực lực đối phương phải vô cùng khủng bố. Lúc ánh mắt bọn hắn hướng phía trước nhìn lại, lại nhìn thấy một tiểu thạch đầu lơ lửng giữa không trung, trừ cái đó ra lại cũng không có những người khác. Chẳng lẽ chính là thạch đầu tiểu nhân tổn thương Diệp Trấn Thiên? Nghĩ vậy, đám người không ít người lộ ra vẻ cổ quái, tựa như đều không tin Diệp Trấn Thiên bị một tiểu thạch đầu đánh bại. Bất quá sau một khắc, tất cả ánh mắt mọi người đều bị một đạo thanh âm hấp dẫn, chỉ thấy Diệp Phong đột nhiên hướng trên diễn võ trường đi đến, rơi vào trước mặt một hắc bào thanh niên, cung bái nói, thiếu chủ. Thiếu chủ, tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, Diệp Phong phản bội chiến hồn điện. Vậy mà là vì một người trẻ tuổi. Phần lớn người không thể nào hiểu được Diệp Phong, chỉ có Diệp Trấn Thiên minh bạch người trẻ tuổi kia bất phàm, bởi vì hắn đều nhìn không thấu đối phương. Rất hiển nhiên, hắc bào thanh niên không phải người khác, chính là Tiêu Phàm, không, nói cho đúng là linh hồn phân thân Tiêu Phàm. Ha ha, Diệp Phong, ngươi là lão hồ đồ sao? Vậy mà kêu tiểu tử này là thiếu chủ. Diệp Lâm càng cười càng rỡ hơn. Tựa như nghe được trò cười to lớn nhất. Lâm huynh, đa tạ ngươi sớm báo tin cho ta, hơn nữa vừa rồi còn bồi ta kéo dài thời gian, bằng không ta cũng đợi không được thiếu chủ đến. Diệp Phong lại không những không giận mà còn cười nói. Lời này vừa nói ra, tất cả ánh mắt mọi người chiến hồn điện nhao nhao rơi vào trên người Diệp Lâm. Diệp Lâm là kẻ thứ nhất đi tới diễn võ tràng, hơn nữa còn cố ý cùng Diệp Phong chiến đấu một trận, chẳng lẽ... Diệp Lâm cũng cảm giác có chút không thích hợp, thậm chí ngay cả hắn cũng kém chút tin Diệp Phong nói, sau đó bỗng nhiên giật mình lấy lại tinh thần, vội vàng giải thích nói, điện chủ, ta. Chết, không đợi hắn mở miệng, Diệp Trấn Thiên hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, một chưởng đánh vào trên đầu Diệp Lâm. Đầu Diệp Lâm bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đám mưa máu tràn ngập trên không trung, cỗ thi thể không đầu đột nhiên hướng về mặt đất rơi xuống. Thấy cảnh này, toàn bộ đám người đều câm như hến, chỉ có Diệp Phong lại khẽ mỉm cười nói, điện chủ đại nhân, ta chỉ là cùng Diệp Lâm nói đùa mà thôi, ngươi làm gì nghiêm túc như vậy. Lời nói Diệp Phong quanh quẩn tại hư không, nghe vào trong tai Diệp Trấn Thiên chói tai như vậy,
hắn như thế nào không biết mình bị Diệp Phong đùa nghịch. Diệp Lâm cũng không phải là đến báo tin cho Diệp Phong, chẳng qua là cùng Diệp Phong có thù, sớm tới đây là vì tránh Diệp Phong chạy trốn mà thôi. Về phần vừa mới chiến đấu, Diệp Trấn Thiên cũng nhìn ở trong mắt, đây chính là chiêu chiêu chí mạng, căn bản không phải vì kéo dài thời gian. Diệp Trấn Thiên nào sẽ nghĩ đến, mình cũng có một ngày bị Diệp Phong đùa nghịch, thế nhưng hắn giờ phút này lại không thể làm gì, tiểu thạch đầu làm hắn cực kỳ kiêng kỵ. Vừa mới giết chết Diệp Lâm, hắn cũng chỉ là phát tiết lửa giận trong lòng một cái mà thôi. Diệp Phong, người rất không tệ. Lúc này, thanh âm Tiêu Phàm đột nhiên vang lên, hắn đứng chắp tay, cực kỳ nghiêm túc nói. Tất cả vừa nãy hắn đều thấy ở trong mắt, thực lực Diệp Phong có lẽ không ra sao, nhưng hắn đối với bản thân chân thành là đáng quý, hơn nữa thủ đoạn cũng rất tốt. Hắn nháo trò như thế, trong nháy mắt liền đem kẻ phản loạn trong gia tộc cho nắm chặt ra, những người này Tiêu Phàm cũng không dự định cứu bọn hắn. Nếu như Diệp Trấn Thiên thực muốn giết bọn hắn, Tiêu Phàm cũng sẽ không xuất thủ ngăn cản, nhất là Diệp Du, người như vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ từ phía sau chọc một đao. Đây là việc thuộc hạ nên làm. Diệp Phong liền vội vàng lắc đầu, sau một khắc, hắn cảm giác đầu mình trong nháy mắt nhẹ nhõm hơn rất nhiều, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói, đa tạ thiếu chủ. Diệp Phong hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà giải trừ khống chế tư tưởng đối với bản thân, cái này khiến hắn như được đại xá, bởi vì chỉ có Tiêu Phàm thực sự tin tưởng hắn mới có thể làm như vậy. Diệp Phong đột nhiên phát hiện, bản thân trải qua thống khổ cũng không tính là gì, hắn thậm chí có chút may mắn bản thân lúc trước bị Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật. Bảo bọn hắn đều không nên phản kháng, ta mang bọn hắn rời đi. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, ba ngày, bản thể còn không có xuất hiện, hắn hiện tại cũng có chút bận tâm. Vâng, Diệp Phong rất nhanh liền an bài xuống dưới, trước đó lựa chọn đội hình đứng ở bên Diệp Phong, những người đó lại vô cùng kích động, đều rất giống tại quỷ môn quan đi một vòng. Mà người Diệp Du một phương, tất cả đều mặt xám như cho, bởi vì Diệp Phong đây là chuẩn bị từ bỏ bọn hắn. Gia chủ, chúng ta đều là tộc nhân ngươi, ngươi không thể vứt bỏ chúng ta. Diệp Du là kẻ thứ nhất nhức đầu kêu lên, hắn không muốn chết ở chỗ này. Đúng vậy a gia chủ, vừa nãy chúng ta bị mỡ heo che tâm, chúng ta sai, ngài đừng trơ mắt nhìn chúng ta chịu chết. Gia chủ, van cầu ngươi mau cứu chúng ta, về sau chúng ta nhất định trung thành tuyệt đối với gia chủ. Tất cả người Diệp Du một phương đều kinh hoàng, rất nhiều người trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, trước mặt tử vong, cái gì tôn nghiêm, uy tín đều bị ném lên 9 tầng mây, bọn hắn hiện tại chỉ muốn sống tiếp. Thần sắc Diệp Phong lại bất động, trước đó những người này đều hận không thể đem Diệp Phong hắn đuổi đi, bây giờ lại còn có mặt mũi cầu hắn. Có thể từ một gia chủ tiểu gia tộc lăn lộn đến chiến hồn điện bát trưởng lão chứng tỏ Diệp Phong cũng là người ngoan tuyệt, hắn tin tưởng, cho dù còn lại 1.000 người này, bọn hắn mạch này cũng có thể so với 3.000 người phát triển càng nhanh hơn. Chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Phàm nhìn Diệp Phong, cũng không có nói thêm cái gì, tất cả trước đó hắn đều thấy ở trong mắt, hắn chỉ là một người đứng xem, cũng lười đi đánh giá. Huống chi, Diệp Du muốn giết bọn hắn. Cũng là Diệp gia thì tối đa cũng chính là đấu tranh nội bộ mà thôi, không thể để sự tình nội bộ cho Tiêu Phàm hắn đi quản, Tiêu Phàm hắn không phải là kẻ ba phải. Chuẩn bị sẵn sàng, những người này, Diệp Phong khẽ cắn môi, ngữ khí thập phần chắc chắn nói. Tiêu Phàm gật đầu, hồn lực đảo qua người bên trái trên diễn võ trường, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ những người này biến mất, hiển nhiên là bị hắn đưa vào bên trong không gian bí cảnh vạn thánh dược các. Đa tạ thiếu chủ. Diệp Phong cung kính một xá nói, 1.000 người này bị đưa đi cũng đại biểu bọn hắn mạch này không sẽ không bị diệt tộc. Người đi vào trấn an bọn hắn, không được chạy loạn, cũng không được lộn xộn một ngọn cây cọng cỏ bên trong. Thần sắc Tiêu Phàm bình tĩnh, đưa tay vung lên, Diệp Phong cũng tại chỗ biến mất. Tất cả đám người Diệp Du đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, rất nhiều người chuẩn bị vụng trộm rời đi, nhưng mà lại bị một cỗ lực lượng cường đại ép không thể động đậy. Bên người Tiêu Phàm cũng chỉ còn lại Tiêu Linh Nhi, Sở Phiền cùng Tiểu Kim, Thạch Thánh vẫn như cũ đứng sừng sững trên không trung, thần sắc đạm mạc nhìn Diệp Trấn Thiên, tựa như chỉ cần hắn có hành động, Thạch Thánh liền chuẩn bị diệt hắn. Người rốt cuộc là ai? Hồi lâu, Diệp Trấn Thiên rốt cuộc nhìn không được mở miệng hỏi. Ta không thích ngẩng đầu nói chuyện.
Tiêu Phàm nhạt nhưng mà rắn, quét Diệp Trấn Thiên một cái, đồng thời, Thạch Thánh lần nữa đập ra, điều này dọa Diệp Trấn Thiên kêu to một tiếng. Đám người lần này rốt cục nhìn thấy là ai xuất thủ, chính là Tiểu Thạch Đầu, tốc độ kia giống như thiểm điện, hoàn toàn vượt qua mọi người nhận biết. Không ít người nghe vậy không chút do dự hướng về mặt đất, nơi nào còn dám đứng ở trên không nhìn xuống Tiêu Phàm hắn. Xui xẻo nhất chính là Diệp Trấn Thiên, nhìn thấy Thạch Thánh đánh tới, hắn lại giận, bản thân dù sao cũng đường đường là chiến thánh cảnh cường giả, lại bị người không nhìn như thế. Coi như người có mạnh hơn thì như thế nào, ta cũng là cường giả chiến thánh cảnh tối đỉnh, chẳng lẽ còn thực sợ ngươi hay sao? Phẫn nộ, hắn lại một chưởng oanh ra, lần này cơ hồ điều động toàn bộ lực lượng, thiên địa chi uy bộc phát, hư không vỡ nát. Cùng Thạch Thánh liều mạng. Sở Phiền kinh ngạc nhìn Diệp Trấn Thiên, trong mắt đều là vẻ khó tin. Khóe miệng Tiêu Phàm cũng giật một cái, cho dù là hắn nắm giữ tu la thần thể cũng không dám khinh thị sức mạnh thân thể Thạch Thánh A, hắn thực không biết Diệp Trấn Thiên lấy dũng khí từ nơi nào. Một tiếng nổ vang, Diệp Trấn Thiên lại cùng Thạch Thánh đâm vào cùng một chỗ, bất quá lần này cánh tay Diệp Trấn Thiên không có bẻ gãy, mà là trực tiếp bị Thạch Thánh một quyền oanh tạc. A à, trong miệng Diệp Trấn Thiên phát ra tiếng kêu thảm như giết heo, hai mắt đỏ bừng, kinh khủng nhìn Thạch Thánh đối diện, sắc mặt Thạch Thánh như thường, bất quá bên trong ánh mắt lại là vẻ khinh miệt. Dám theo hắn so nhục thân, đây không phải muốn chết sao? Những người khác nhìn về phía Thạch Thánh cũng biến thành vô cùng sợ hãi, đây là quái vật gì, làm sao đáng sợ như thế, thậm chí ngay cả Diệp Trấn Thiên đều không phải là đối thủ. Hai quyền liền phế hai cánh tay Diệp Trấn Thiên. Đây quả thực quá biến thái. Thạch Thánh đã như thế, thanh niên mặc áo đen mệnh lệnh hắn xuất thủ lại biết bao cường đại đây. Chiến hồn điện điện chủ, còn thích đứng ở trên không sao. Thanh âm Tiêu Phàm lại vang lên, khóe môi nhếch lên cười tủm tỉm. Nhìn thấy tiếu dung này, Diệp Trấn Thiên không khỏi lạnh run, hắn thấy, đó nhất định chính là nụ cười ma quỷ. Nếu như không có đan dược đỉnh cấp, cánh tay hắn xem như triệt để phế. Muốn khôi phục phải cực kỳ gian nan. Diệp Trấn Thiên rất muốn quay người rời khỏi, nhưng Tiêu Phàm cũng không có ý để cho hắn rời đi, hắn cũng không dám tự tiện rời đi, giờ phút này trong lòng Diệp Trấn Thiên biệt khuất đến cực điểm. Hít sâu một cái, Diệp Trấn Thiên vẫn là chậm rãi rơi trên mặt đất, hắn biết rõ Tiêu Phàm cũng không có ý tứ giết hắn, bằng không mà nói, cái mạng hắn cũng sớm đã không còn. Cái này còn tạm được. Trên mặt Tiêu Phàm rốt cục lộ ra vẻ hài lòng, bất quá chỗ sâu đáy mắt lại đột nhiên lóe qua vẻ ngưng trọng. Trong không gian chiến hồn đen kịt vô cùng, bầu không khí cực kỳ kiềm chế, vẻn vẹn đã qua một ngày, một đám hung thú trở nên có chút nóng nảy, dù là kim giáp thiên long áp chế bọn chúng cũng thỉnh thoảng gầm thét. Tiêu Phàm ngược lại là thập phần bình tĩnh, hắn đứng sừng sững ở bên trong một vùng tăm tối, cảm thụ được hồn lực không gian tối tăm ba động, trong lòng đã có thu hoạch. Thậm chí, hắn đã có thể hoàn toàn xác định, chiến hồn sinh ra hẳn là có quan hệ cùng hồn văn. Tiêu Phàm luôn cảm giác mảnh không gian này tương lai vô cùng có khả năng uy hiếp được hắn, trong lòng hắn âm thầm quyết định, vô luận như thế nào đều phải hủy diệt mảnh không gian này. Đến, đột nhiên, Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, vô tận chi hỏa quanh thân quét sạch ra, cả vùng không gian bỗng nhiên chiếu sáng vô cùng. Các hồn thú khác thấy thế, tất cả đều hướng về Tiêu Phàm trông lại. Có ánh lửa chiếu xạ, bầu không khí kiềm chế cũng xua tan không ít. Ta hiện tại đưa các ngươi rời đi, Tiêu Phàm mở miệng nói, hồn lực bao phủ một đám hung thú. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tất cả hung thú bị Tiêu Phàm đưa vào bên trong không gian bí cảnh vạn thánh dược các, đồng thời, Tiêu Phàm cũng chuẩn bị thông qua bí cảnh vạn thánh dược các rời đi. Đây chính là Tiêu Phàm chuẩn bị, nơi này phong tỏa không gian, nếu như chỉ là hắn một người mà nói. Tự nhiên là không cách nào thông qua vạn thánh dược các rời đi. Nhưng ngoại giới có linh hồn phân thân cảm ứng, Tiêu Phàm có thể thông qua linh hồn phân thân để tới chiến hồn thánh thành. Nếu như không có linh hồn phân thân cảm ứng mà nói, vô luận bọn hắn xé rách hư không như thế nào đều chỉ sẽ tiến vào trong không gian mảnh chiến hồn này. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm cũng biến mất ở bên trong không gian chiến hồn, cũng ngay tại giây phút này. Trong không gian hắc ám chiến hồn đột nhiên đốt cháy loại bạch sắc hỏa diễm. Bạch sắc hỏa diễm cực kỳ bá đạo, thiêu đốt lên hư không, phát ra rung động xì xì, tựa như không có gì không đốt, đây chính là chỗ bá đạo của thiên hỏa. Trải qua 3 ngày,
tinh đấu luyện không trận đã bắt đầu đốt luyện hư không, nếu như bọn Tiêu Phàm còn tiếp tục đợi ở chỗ này, đoán chừng sớm muộn cũng sẽ bị thiên hỏa đốt cháy đến chết, dù là bọn hắn trốn ở trong không gian bí cảnh cũng khó trốn một kiếp. Nhưng mà, coi như Tiêu Phàm chuẩn bị cảm ứng linh hồn phân thân tiến về chiến hồn thánh thành, Tiêu Phàm đột nhiên ngừng bước chân, bên trong hư không đột nhiên thêm ra 5 đạo thân ảnh, chính là linh hồn phân thân, Tiêu Linh Nhi, Tiểu Kim, Thạch Thánh cùng Sở Phiền. Linh hồn phân thân lách mình biến mất ở thể nội Tiêu Phàm, số lớn tin tức trong nháy mắt tràn vào não hải Tiêu Phàm, còn người Tiêu Phàm trong nháy mắt biến băng lạnh. Thời gian trở lại mấy tức trước đó, chiến hồn thánh thành Diệp Phong bọn hắn mạch này trên sân diễn luyện. Linh hồn phân thân Tiêu Phàm lẳng lặng nhìn người chiến hồn điện đối diện cũng không có ý tứ rời đi, bầu không khí thập phần khẩn trương, Diệp Chấn Thiên bọn hắn vào cũng không phải, đi cũng không phải. Ca, chúng ta còn ở chỗ này làm cái gì? Tiêu Linh Nhi không biết ý nghĩ Tiêu Phàm, rốt cục nhịn không được hỏi. Chờ, linh hồn phân thân Tiêu Phàm vẻn vẹn nói ra một chữ, hắn không phải đợi gì, mà là chờ Tiêu Phàm bản thể lấy bí cảnh không gian làm ván nhảy, rời đi không gian chiến hồn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhìn thấy các đại hung thú xuất hiện ở bên trong không gian bí cảnh, trên mặt linh hồn phân thân cũng rốt cục hiển hiện một ý cười. Không sai biệt lắm. Linh hồn phân thân hít sâu một cái, thời điểm con người hắn liếc nhìn lấy tứ phương, trong lòng cũng khẩn trương lên. Diệp Chấn Thiên hắn mặc dù không để trong mắt, nhưng nếu như là chiến thần điện đến, kế hoạch hắn có khả năng sẽ thất bại. Hậu quả thất bại chính là Tiêu Phàm vô cùng có khả năng bị vây ở trong không gian chiến hồn không cách nào thoát ly, đến thời điểm đó rất có thể sẽ bị tinh đấu luyện không trận đốt cháy mà chết. Sự thật luôn luôn ngoài dự liệu, đang lúc linh hồn phân thân coi là kế hoạch sắp thành công. Oanh, một tiếng sét vang lên, một cỗ khí thế cuồng mãnh từ trên trời giáng xuống, ngẩng đầu nhìn lại, hư không đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay to lớn hướng về bọn Tiêu Phàm bao phủ xuống. Khí thế kia ép tu sĩ toàn trường không ra hơi, hư không nhao nhao phá toái, loạn lưu bay vụt, cực kỳ khủng bố. Tất cả tu sĩ đều cảm nhận được một cỗ khí tức hủy diệt, rất nhiều chiến hoàng cảnh cùng tu sĩ chiến đế cảnh tiếp nhận không được cỗ uy áp này, nhao nhao bạo tán, hóa thành huyết vụ nồng đậm tràn ngập trên không trung. Lui, Diệp Chấn Thiên lấy lại tinh thần, mang theo người chiến hồn điện cực tốc hướng về phía sau thối lui, nhưng có thể đứng vững cỗ này cũng không có nhiều người, dù là chiến thánh cảnh sơ kỳ bình thường đều chưa chắc có thể làm được. Diệp Phong bọn hắn mạch này hơn 2.000 người cơ hồ không có một ai có thể đứng vững, dù là Diệp Du cũng còng lưng, hướng về mặt đất quỳ sát xuống dưới. Đi, lúc này, linh hồn phân thân Tiêu Phàm cũng động, hồn lực hắn bao phủ đám Tiêu Linh Nhi, bỗng nhiên biến mất trên diễn võ trường. Trường cương bá đạo trên không trung rốt cục rơi xuống, bao phủ ngàn trượng xung quanh, phía dưới bàn tay lấy ngàn tu sĩ mà tính tất cả đều bị đánh thành thịt nát. Diệp Chấn Thiên mang theo số ít người chiến hồn điện chạy trốn, nhưng vẫn bị cỗ dự uy chấn động đến khí huyết sôi trào, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, đám người có loại cảm giác chết đi sống lại. Dạng lực độ công kích này, trong đầu của bọn họ trong nháy mắt nghĩ đến một từ, chiến thần. Chỉ có chiến thần mới có thể khủng bố như thế, làm bọn hắn không có bất kỳ sức phản kháng, liền chiến thánh cảnh ở trước mặt cũng như sâu kiến. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng trong lòng Diệp Chấn Thiên minh bạch, đó là người chiến thần điện giết đến. Lúc bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy không trung đột nhiên xuất hiện 6 bóng người, hư không quanh thân bọn hắn biến vặn vẹo vô cùng, cả người cùng hư không hòa làm một thể. Dù là bọn hắn cố ý thu liếm khí thế trên người cũng ép xương cốt bọn hắn vang lên kèn kẹt, đám người quỳ rạp dưới đất, không dám động đậy mảy may. Rất hiển nhiên, đây là lục đại chiến thần. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc nội tình chiến thần điện, hắn giết một chiến thánh cảnh hậu kỳ, rốt cuộc lại tìm đến lục đại chiến thần. Cái này cũng từ một phương diện khác nhìn ra cửu thị chiến thần điện đối với Tu La Điện, cơ hồ đã đến cục diện không chết không thôi. Chạy, phía trên không trung, ó một nam tử mặc kim sắc chiến giáp trong đờ mở miệng, hai mắt thâm thúy, phảng phất xem thấu tất cả. Yên tâm, chạy không được, nghe nói hắn có một bộ phân thân. Hẳn là tiến vào một cái không gian bí cảnh, bất quá may mắn chúng ta tới coi như kịp thời, bằng không mà nói, bản thể hắn cảm ứng được vị trí phân thân, thật có khả năng để chúng nó chạy. Một hắc bào lão giả khác hơi có vẻ còng xuống mở miệng nói, con người vô cùng băng lãnh.
ngừng lại, hắc bào lão giả lại nói ra, chiến lão cửu lần trước là ăn thiệt thòi trên tay hắn, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, đội trưởng, phương thức để bắt đội chúng ta làm việc không phải liền là sư tử vồ thỏ đều dùng toàn lực à, bằng không mà nói, điện chủ cũng sẽ không để cho chúng ta tới. Kim sắc chiến giáp nam tử nhếch miệng cười nói, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Mọi người biết rõ liền tốt, ta không hy vọng nhiệm vụ lần này bị hủy ở trong tay chúng ta. Âm thanh hắc bào lão giả lạnh lùng nói, đám người gật đầu, không dám có bất kỳ ý tứ ngỗ nghịch. Sau đó, ánh mắt hắc bào lão giả bỗng nhiên rơi vào mấy người Diệp Trấn Thiên cách đó không xa, ngữ khí không cho phép phủ định nói, ai là điện chủ chiến hồn điện, mang chúng ta đi chiến hồn điện. Bên trong vị trí không gian bí cảnh vạn thánh dược các, Tiêu Phàm dung hợp ký ức linh hồn phân thân cũng biết chuyện gì vừa phát sinh, thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng. Đến thật đúng lúc, Tiêu Phàm cười lạnh, vốn cho là người chiến thần điện mất mấy ngày mới có thể đến, cho nên để linh hồn phân thân sau 3 ngày mở ra vạn thánh dược các. Hắn không nghĩ tới là chiến thần điện vậy mà đến nhanh như vậy, đây là muốn đem bọn hắn vây chết trong không gian chiến hồn sao. Ca, ngươi nhìn cái kia. Đột nhiên, Tiêu Linh Nhi kinh ngạc nhìn không trung kêu lên. Nghe vậy, Tiêu Phàm đám người đều ngẩng đầu hướng về chân trời nhìn lại, lại nhìn thấy trên không toàn bộ không gian bí cảnh cũng giao đan xen bạch sắc hỏa diễm cực kỳ bá đạo, gần trong nháy mắt liền làm nhiệt độ hư không tăng lên tới một cái cấp độ đáng sợ. Như thế không cần bao lâu, mảnh không gian bí cảnh này đều sẽ bị đốt luyện không còn, đây chính là chỗ bá đạo cùng đáng sợ của tinh đấu luyện không trận. Trong lòng Tiêu Phàm có chút hối hận, sớm biết rõ như thế liền nên để linh hồn phân thân sớm một chút mở không gian bí cảnh ra, kể từ đó bọn hắn cũng có đủ thời gian rời khỏi chiến hồn thánh thành. Hối hận đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, việc cấp bách là như thế nào vượt qua khốn cảnh này. Các ngươi đều ở chỗ này, nhìn phía xa không ít cỏ cây cũng bắt đầu khô héo, Tiêu Phàm tâm thần khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Muốn rời đi nơi này. Mấu chốt vẫn là ở không gian chiến hồn, Tiêu Phàm nhất định phải lập tức từ không gian chiến hồn nghĩ biện pháp rời đi. Lúc Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện đã là trong không gian chiến hồn, toàn thân hắn thiêu đốt lên kim sắc vô tận chi hỏa cũng thập phần bá đạo, tùy tiện, lại đem bạch sắc thiên hỏa ngăn cản ở ngoài. Chẳng lẽ vô tận chi hỏa cũng là một loại thiên hỏa? Tiêu Phàm thầm nghĩ đến. Bất quá bây giờ lại không phải thời điểm tìm tòi nghiên cứu vô tận chi hỏa. Con người hắn đánh giá mảnh không gian này, trong con mắt lạc ấn lấy biển lửa đầy trời, trong đầu lóe nguyên một đám suy nghĩ, tìm kiếm phương pháp rời đi nơi này. Sau một khắc, trong con người Tiêu Phàm đột nhiên lóe qua một vòng huyết sắc, Tu La Thần nhãn hiển hóa, đồng thời Tiêu Phàm vận chuyển toàn thân Tu La Thần lực, hai đạo trùng sáng màu đỏ ngòm từ trong con người bắn ra. Hai đám huyết quang giống như cực quang cắt hư không mãnh liệt rung rung, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. So với lần thứ nhất mở mắt, uy lực Tu La Thần nhãn kém hơn rất nhiều, bất quá Tu La Thần nhãn cũng không phải dùng như thế. Tiêu Phàm thở dài một hơi. Tu La Thần nhãn chỉ có lần thứ nhất mở mắt mới đáng sợ như thế, nhưng đây chỉ là lần duy nhất, hoặc giả nói là bởi vì lực lượng tụ tập mấy tháng đạt tới một cái đỉnh điểm sau đó mới bộc phát, uy lực có thể thấy. Năng lực bản thân hắn kỳ thật cũng không có khủng bố như vậy. Cũng không đạt được cấp độ miểu sát chiến thần cảnh. Theo thời gian trôi qua, vô tận chi hỏa quanh thân Tiêu Phàm bị áp chế càng ngày càng lợi hại, uy lực bạch sắc thiên hỏa càng ngày càng mạnh, như thế tất nhiên kiên trì không được bao lâu, vô tận chi hỏa đều có thể bị nuốt diệt. Thiên hỏa đáng sợ vượt qua Tiêu Phàm dự kiến, tinh đấu luyện không trận cũng cực kỳ bá đạo, chỉ cần là tất cả bên trong mảnh không gian này đều đào thoát không được thiên hỏa đốt luyện. 20 cái hô hấp sau, Tiêu Phàm rốt cục có chút tiếp nhận không được, trong nháy mắt triệt hồi vô tận chi hỏa, ngay lúc đó, trong tay thêm ra một tôn tiểu đỉnh tinh xảo đặc sắc. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiểu đỉnh nhanh chóng biến lớn, Tiêu Phàm lách mình nhảy vào trong đó, thiên hỏa mãnh liệt mà tới, bắt đầu nhanh chóng đốt luyện. Tiêu Phàm hiện tại chỉ hy vọng càn khôn định thiên đỉnh có thể kiên trì lâu một chút, bên ngoài là chiến thần nhưng Tiêu Phàm ngược lại là không sợ hãi, bởi vì chỉ cần có thể xé mở hư không. Hắn liền có thể tùy tiện rời đi. Làm hắn vui mừng là càn khôn định thiên đỉnh vậy mà thực ngăn trở bạch sắc thiên hỏa đốt luyện, mặc dù nhiệt độ có chút cao nhưng còn trong giới hạn Tiêu Phàm chịu đựng. Hơn nữa,
có càn khôn định thiên đỉnh ngăn cản, tiểu thiên địa cùng hai không gian bí cảnh bên trong thiên hỏa, tiểu linh nhi bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không có nguy hiểm gì. Lúc này, con người Tiêu Phàm đột nhiên rơi vào phía trên một xích hồng sắc hỏa diễm lớn cỡ bàn tay, ánh sáng lóe qua, đoàn xích hồng sắc hỏa diễm không đặc biệt, chính là hồn thiên tinh hỏa toa. Tinh hỏa, không phải cũng là một loại thiên hỏa sao? Thần sắc Tiêu Phàm khẽ động, hồn lực bọc lấy xích hồng sắc tinh hỏa liền bắt đầu luyện hóa. Đoàn tinh hỏa này có thể so sánh với thiên hỏa bên ngoài ôn thuần hơn rất nhiều, thiên hỏa bên ngoài táo bạo tới cực điểm, dưới chiến thần cảnh đã hiếm có địch thủ. Thậm chí, cho dù chiến thần cảnh ngộ đến thiên hỏa này đoán chừng cũng có khả năng bị đốt cháy đến chết. À, tốc độ luyện hóa làm sao nhanh hơn rất nhiều. Tiêu Phàm đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, hồn thiên tinh hỏa toa dù sao cũng là cấp bậc thần binh, muốn triệt để luyện hóa là cực kỳ gian nan. Những ngày qua Tiêu Phàm cũng thử qua nhiều lần, đáng tiếc cuối cùng đều không thành công, cho nên liền dứt khoát bỏ vào bên trong càn khôn định thiên đỉnh. Nhưng mà hiện tại hắn phát hiện tốc độ bản thân luyện hóa hồn thiên tinh hỏa toa rất nhanh, chỉ một lát sau liền đã luyện hóa một nửa. Hẳn là linh hồn chi lực tăng cường, còn có chính là thiên hỏa đốt luyện càn khôn định thiên đỉnh cũng tăng tốc độ ta luyện hóa. Tiêu Phàm rất nhanh liền có được một đáp án. Trong lòng hắn không khỏi âm thầm cười khổ, không nghĩ tới thiên hỏa vậy mà cũng trợ giúp bản thân luyện hóa hồn thiên tinh hỏa toa, cái này mặc dù coi là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng Tiêu Phàm lại cao hứng không nổi. Coi như luyện hóa hồn thiên tinh hỏa toa liền có thể ngăn cản thiên hỏa sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến có thể ngăn cản thiên hỏa, hắn chỉ muốn biết rời khỏi nơi này phải làm như thế nào. Dù sao, thiên hỏa sẽ đốt luyện 4 ngày, người bình thường căn bản chịu không nổi. Tiêu Phàm thử nghiệm bố trí hư không trận văn. Nhưng vượt quá hắn dự liệu là hư không trận văn vừa mới hiển hóa lại biến mất không còn một mảnh, rất hiển nhiên, muốn thông qua hư không trận văn rời đi là không có khả năng. Thu liễm tâm thần, Tiêu Phàm tiếp tục đắm chìm trong hồn thiên tinh hỏa toa luyện hóa, Tiêu Phàm đã quên thời gian, cũng căn bản không muốn đi cố ý nhớ thời gian, hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đối với hắn mà nói đều là dày vò. Hô, đột nhiên, quanh thân Tiêu Phàm bị xích hồng sắc hỏa diễm bao vây lấy. Xích hồng sắc hỏa diễm tựa như một cái tua bin nhanh chóng xoay tròn, làm Tiêu Phàm có loại cảm giác phá không ra. Chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồn thiên tinh hỏa toa tuyệt đối sẽ đạt tới một cái tốc độ đáng sợ, nếu như không phải mảnh không gian này bị phong tỏa, Tiêu Phàm tự tin có thể lập tức xé rách hư không rời đi nơi này. Nhiệt độ trong càn khôn định thiên đỉnh càng ngày càng cao, mồ hôi Tiêu Phàm đã chảy ướt lưng, mồ hôi trên trán như là nước chảy lăn xuống. Hắn không biết đi qua bao lâu, nhưng cái này đã nhanh vượt qua phạm vi hắn chịu đựng, dù là thành công luyện hóa hồn thiên tinh hỏa toa, Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ kinh hỉ gì. Sau đó hắn lại thi triển ra vô tận chi hỏa bao lấy bản thân, đem sóng nhiệt ngăn cản ở ngoài, sắc mặt Tiêu Phàm khó coi, cứ như thế hắn cảm giác bản thân sẽ bị luyện chế thành than đan. Tâm thần hắn đắm chìm trong tu la truyền thừa, đây là hy vọng duy nhất, nếu như không nghĩ ra biện pháp rời đi. Hắn nhất định sẽ bị thiên hỏa đốt chết ở chỗ này, thiên hỏa khủng bố không phải hắn một chiến thánh cảnh có thể ngăn cản. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng, tự nhủ, vô tận chi hỏa vậy mà cũng là một loại thiên hỏa, chỉ là bởi vì đi qua vô số tuế nguyệt đã chậm rãi biến yếu mà thôi, đã như vậy, nó lại có thể thôn vệ thiên hỏa khác để mạnh lên hay không? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hít sâu một cái. Trong con người thâm thúy hiện lên một vòng ánh sáng hy vọng. Trong đầu Tiêu Phàm hồi tưởng lại tràng cảnh lần trước dùng càn khôn định thiên đỉnh thu hồn thiên tinh hỏa toa, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở nắp càn khôn định thiên đỉnh. Chỉ một thoáng, bạch sắc thiên hỏa nóng bỏng mãnh liệt tràn vào, cùng nhau so với trước vậy mà còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Tinh đấu luyện không trận không ngừng rút ra thiên hỏa, trong vòng 4 ngày, mức độ nguy hiểm chắc chắn đạt tới một cái đỉnh điểm. Về sau cũng có thể sẽ thành yếu. Chỉ cần chống nổi lúc đỉnh điểm thì Tiêu Phàm có hy vọng sống sót, bất quá Tiêu Phàm không dám đánh cược, ai biết rõ thời điểm thiên hỏa cường đại nhất, hắn có thể ngăn cản được hay không cũng là ẩn số. Bang một tiếng, càn khôn định thiên đỉnh lần nữa phong bế, Tiêu Phàm thúc giục vô tận chiến hồn nhanh chóng thôn phệ luyện hóa, trước đó Tiêu Phàm cũng thử qua rất nhiều lần. Chỉ bất quá, lúc trước thôn phệ chỉ là vô tận chi hỏa tàn diễm. Những tàn diễm này vốn chính là thuộc về vô tận chiến hồn,
cho nên với hắn mà nói cũng không phải là áp lực quá lớn. Nhưng hiện tại khác biệt, thiên hỏa là vật vô chủ, nó cực kỳ bạo động cùng hung lệ, nhất là thời điểm bị người luyện hóa, nó bắt đầu không ngừng giãy giụa. Thiên hỏa đạt tới cấp độ này hiển nhiên cũng có khả năng đã sinh ra một tia linh trí, đủ để cho nó sinh ra một loại bản năng cừu địch cùng tự vệ. Tiêu Phàm luyện hóa cố hết sức, tốt ở chỗ thiên hỏa cũng không phải là rất nhiều, còn trong giới hạn chịu đựng. Quanh người hắn còn quấn hồn thiên tinh hỏa toa, khiến Tiêu Phàm kinh dị là hồn thiên tinh hỏa toa vậy mà cũng rút ra lực lượng thiên hỏa lớn mạnh tự thân. Hồn thiên tinh hỏa toa lại có thể tự động thôn phệ thiên hỏa. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, trên mặt lộ ra một tia mừng như điên, nhìn tới là trời không quên Tiêu Phàm ta. Vô tận chi hỏa có lẽ còn không làm gì được tinh thần thiên hỏa, nhưng có hồn thiên tinh hỏa toa gia nhập, kết quả hoàn toàn không giống. Tốc độ thôn phệ nhanh không được ít không nói, Tiêu Phàm cũng không còn gian nan như thế, thậm chí nhiệt độ bốn phía đều cảm giác hạ thấp không ít. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm rốt cục luyện hóa xong thiên hỏa bên trong càn khôn định thiên đỉnh, hắn lần nữa dẫn vào không ít thiên hỏa, tiếp tục luyện hóa. Cũng ngay tại lúc này, ngoại giới không gian chiến hồn lại đứng đấy sáu bóng người, lạnh lùng nhìn chằm chằm một cái hỏa cầu to lớn phía trước. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì hỏa cầu đang không ngừng thu nhỏ, bốn phía lần nữa bộc lộ ra không gian chiến hồn hắc ám. Như thế, hỏa cầu sớm muộn sẽ áp súc rất nhỏ, cho dù gắng gượng qua thiên hỏa đốt cháy, Tiêu Phàm cũng vô cùng có khả năng đào thoát không được. Quả nhiên ở bên trong, hắc bào lão giả chiến lão bát mở miệng nói, con người băng lãnh tựa như xem thấu hỏa cầu. Không hổ là tu la điện chủ. Tiêu Phàm vẫn còn có thần binh bậc này, có thể ngăn trở thiên hỏa đốt luyện. Một kim sắc chiến giáp nam tử mở miệng nói, lại nói, các ngươi biết đây là thần binh gì chứ? Không biết. Mấy phần đều lắc đầu, cho dù đội trưởng hắc bào lão giả chiến lão bát bọn hắn cũng không rõ ràng, bất quá trong mắt mấy người đều lóe qua một vẻ tham lam. Thần binh có thể ngăn cản thiên hỏa làm sao có thể đơn giản đây, cho dù tam đại thần binh chiến thần điện cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Vô luận là thần binh gì, hắn đều trốn không thoát, theo tốc độ này, tinh đấu luyện không trận chỉ cần 3 ngày liền sẽ triệt để áp súc thành một cái tiểu cầu, coi như đốt không chết hắn, chúng ta cũng có thể tùy tiện nghiền sát hắn. Kim sắc chiến giáp nam tử thần sắc lạnh lùng nói. Không tới cuối cùng, không cần khoác lác, các ngươi cũng không phải không biết, lịch đại tu la điện chủ đều là chết như thế nào. Chiến lão bát quát khẽ một tiếng. Mọi người nhất thời trầm mặc. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Tu La Điện chủ lịch đại là chết như thế nào, bởi vì không có một ai là chết ở trong tay bọn hắn, đều là chết ở trong tay người kia. Vừa nghĩ tới người kia, trong mắt mọi người đều là vẻ kính sợ, không dám có bất kỳ ý ngỗ nghịch. Vây quanh, đừng để hắn chạy. Chiến lão bát lạnh rên một tiếng, nếu như hắn chết ở trong tay chúng ta, để bát đội chúng ta cũng coi là sáng tạo một cái thần thoại. Vâng, đám người vô cùng kích động. Nếu như có thể giết chết Tu La Điện điện chủ, cái này đối với bọn hắn tới nói là vô cùng hư vinh, địa vị bọn hắn tại chiến thần điện khẳng định cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Thân hình sáu người lóe lên, lặng lặng chờ đợi tinh đấu luyện không trận đem Tiêu Phàm luyện hóa hầu như không còn, bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm hỏa cầu to lớn sợ bỏ lỡ cái gì. Bọn hắn lại không phát hiện, càn khôn định thiên đỉnh bên trong hỏa cầu thỉnh thoảng mở ra, mỗi lần đều có không ít hỏa diễm bị hút vào trong đỉnh. Bên trong càn khôn đỉnh thiên đỉnh, Tiêu Phàm thao túng vô tận chi hỏa cùng hồn thiên tinh hỏa toa điên cuồng không ngừng luyện hóa bạch sắc thiên hỏa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vô tận chi hỏa cùng hồn thiên tinh hỏa toa phát sinh một chút biến hóa, chính là mạnh lên. Bất quá, giờ phút này cũng đã đến cực hạn, toàn thân Tiêu Phàm thiêu đốt lên bạch sắc thiên hỏa rót vào toàn thân kinh mạch và tế bào hắn, đốt luyện nhục thân hắn. Loại cảm giác này quá mức thống khổ. Tiêu Phàm một mực cắn răng kiên trì, hắn bây giờ có thể làm chính là kiên trì. Nếu như không phải luyện hóa không ít thiên hỏa liên tiếp, Tiêu Phàm đoán chừng cũng sớm đã ngã xuống. Hắn xếp bằng tại chỗ, tâm thần chia ra làm ba, một bên thao túng vô tận chi hỏa cùng hồn thiên tinh hỏa toa, một bên vận chuyển vô tận chiến quyết. Đệ tứ trọng bất hủ chi lực nhanh chóng vận chuyển, chữa trị kinh mạch bị thương. Giờ phút này Tiêu Phàm đối với lĩnh ngộ bất hủ thiên địa chi uy đã đạt tới đỉnh phong. Hắn duy nhất còn khiếm khuyết chính là tu la thiên địa chi uy, một khi lĩnh ngộ là hắn có thể đủ đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong.
Đáng tiếc, tu la thiên địa chi uy không phải dễ dàng lĩnh ngộ như vậy, cái này cần một cái quá trình, hắn hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ là chạm tới cái ngưỡng cửa kia mà thôi. Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, bởi vì chỉ có cơ sở vững chắc mới có thể đi càng xa, mặc dù hiện tại chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ, nhưng hắn đã không sợ bất luận kẻ nào dưới chiến thần cảnh, đây chính là cái hắn tự tin. Hắn cảm thấy mình còn có tiềm lực đào móc, hiện tại chính là một cơ hội tốt, dùng thiên hỏa rèn luyện thân thể. Mặc dù trước đó dùng tử lôi rèn luyện qua, nhưng lực lượng tử lôi quá ít, nhục thân Tiêu Phàm vẫn chưa đạt tới mức cực hạn. Năm đó Thái Thượng Lão Quân bát quái lô luyện ra hỏa nhãn kim tinh, tiểu gia coi như không có năng lực lớn như vậy nhưng sống sót thì không có vấn đề. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Nếu như không phải bất hủ chi lực không ngừng chữa trị thân thể Tiêu Phàm đoán chừng đã sớm bị vỡ. Nhưng hiện tại, nhục thân hắn không ngừng bị hủy diệt, trọng sinh, sau đó lại hủy diệt, lại trọng sinh, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, Tiêu Phàm thừa nhận không thể chịu đựng được thống khổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, huyết nhục Tiêu Phàm cơ hồ đều bị thiên hỏa đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại một bộ xương tản ra kim quang vàng rực, cực kỳ lóa mắt. Ba ngày, Tiêu Phàm cảm giác đi qua trăm ngàn năm, từng phút từng giây đều hết sức thống khổ, bất quá cuối cùng hắn vẫn chịu đựng nổi. Nếu như cẩn thận quan sát, khẳng định có thể nhìn thấy trên khung xương ánh vàng rực rỡ đã bắt đầu lưu động huyết sắc, có huyết nhục nhanh chóng sinh trưởng. Đây chính là lực lượng đệ tứ trọng bất hủ chi lực, cho dù không thể khởi tử hồi sinh, nhưng xương khô thịt tươi còn có thể làm được. Xung quanh Tiêu Phàm xuất hiện mấy trăm miếng thần thạch, tâm thần hắn dẫn ra bạch thạch, khôi phục nhanh chóng huyết nhục toàn thân. Ở ngoại giới, hỏa cầu càng ngày càng nhỏ, Tiêu Phàm cũng cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại, hiện tại hắn muốn làm chính là chờ tinh đấu luyện không trận triệt để phá vỡ, làm thế nào mới có thể sống sót. Phải biết, mấy người kia đều là cường giả chiến thần cảnh, mà hắn lại lợi hại như thế nào cũng chỉ là một tu sĩ chiến thánh cảnh. Cảm nhận được hỏa diễm bốn phía nhanh chóng giảm bớt, tốc độ huyết nhục Tiêu Phàm khôi phục cũng bắt đầu tăng tốc, huyết nhục trọng sinh còn thiêu đốt hỏa diễm. Có lẽ ta cũng nên cho bọn hắn nếm thử mùi vị của thiên hỏa. Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt nói, ngữ khí lạnh lẽo vô cùng. Sáu người chiến lão bát nhìn hỏa cầu càng ngày càng nhỏ, thần sắc mấy người cũng trở nên ngưng trọng vô cùng, trước đó hỏa cầu đạt tới mấy trăm trượng, nhưng hiện tại cũng chỉ bằng một gian nhà nhỏ. Bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy càn khôn định thiên đỉnh lơ lửng bên trong thiên hỏa, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nên chết đi. Một người trong đó mở miệng, đến thiên hỏa chiến thần cảnh bọn hắn cũng không dám ngạnh bính, một chiến thánh cảnh làm sao có thể sống sót. Đừng quên, hắn nắm giữ vô tận chi hỏa, bản thân vô tận chi hỏa đã là thiên hỏa. Âm thanh chiến lão bát lạnh lùng nói, hắn không cho rằng tu la điện điện chủ dễ dàng chết như vậy. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trở lên ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm hỏa cầu. Chậm rãi, thiên hỏa bên trong hỏa cầu bắt đầu nhanh chóng giảm bớt, liền tựa như hỏa diễm chậm rãi dập tắt, theo hỏa diễm biến mất, bốn phía không gian cũng biến thành hắc ám. Bất quá đối với chiến thần cảnh mà nói, nơi này vẫn sáng như ban ngày, cũng không có cái gì khác biệt. Phốc phốc, hỏa cầu đột nhiên xuất hiện từng đạo liệt phùng, tinh đấu luyện không trận rốt cục bị phá vỡ. Đồng thời, một sợi thiên hỏa cuối cùng cũng tiêu tán trên không trung, chỉ có tiểu đỉnh óng ánh trong suốt còn lơ lửng giữa không trung. Sáu người chiến lão bát đứng sừng sững trên hư không nhìn chằm chằm càn khôn định thiên đỉnh, nhưng nơi đó căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Lão Lục, người đi xem thử, bảo những người khác khóa hư không lại. Chiến lão bát lạnh lùng nói, mặt khác, cẩn thận đề phòng. Vâng, đội trưởng. Đám người gật đầu. Chiến lão bát nói năm người thi triển thủ đoạn phong cấm không gian bốn phía. Sau đó nam tử mặc kim sắc chiến giáp chậm rãi hướng về càn khôn định thiên đỉnh, tốc độ của hắn rất chậm, cũng không có buông lỏng cảnh giác, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì người hắn muốn ứng phó là điện chủ tu la điện. Những người khác cũng nín thở ngưng thần chờ đợi, lặng lặng thủ hộ tại bốn phía càn khôn định thiên đỉnh, sợ Tiêu Phàm chạy trốn. Kim sắc chiến giáp nam tử đi đến trước mặt càn khôn định thiên đỉnh lấy ra một chuôi bảo kiếm hướng lấy cái nắp, tốc độ của hắn rất nhanh. Hô xùy cái nắp vừa mở ra, đột nhiên một mảnh bạch sắc hỏa diễm từ bên trong càn khôn định thiên đỉnh bốc lên, hướng về bốn phía mãnh liệt tràn ra, tốc độ nhanh vô cùng. Thiên hỏa,
Kim sắc chiến giáp nam tử kinh hô một tiếng, trước tiên muốn chạy trốn, nhưng mà hắn cách càn khôn định thiên đỉnh quá gần, thiên hỏa tới cũng thập phần ngoài dự liệu, trong nháy mắt đã bao phủ trên người hắn. Kim sắc chiến giáp trên người hắn trong nháy mắt bốc cháy lên, ngay sau đó truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, thiên hỏa khủng bố biết bao, đây chính là liền chiến thần đều có thể giết chết. Tốc độ phản ứng năm người khác rất nhanh, trong nháy mắt liền rời khỏi phạm vi thiên hỏa đến nhanh, đi cũng nhanh. Bất quá, kim sắc chiến giáp nam tử lại chẳng tốt đẹp gì, thiên hỏa vẫn đốt cháy hắn, vô luận như thế nào đều không dập tắt được. Cũng đúng lúc này, càn khôn định thiên đỉnh biến mất, một đạo thân ảnh từ bên trong thiên hỏa hiển lộ, trên mặt hiện lên một vòng tà tà, quanh thân càng hiện lên hỏa diễm xích hồng sắc nhàn nhạt. Chiến thần điện thật đúng là để mắt ta, vậy mà để sáu chiến thần cảnh tới đối phó ta, tư vị thiên hỏa dễ chịu chứ. Thanh âm băng lãnh từ bên trong thiên hỏa truyền đến, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Tiếp tục phong kín hư không, đừng để hắn trốn vào không gian bí cảnh. Lão ngũ, người đi làm thịt hắn. Chiến lão bát hét lớn một tiếng, cũng không lo kim sắc chiến giáp nam tử chết sống, nhiệm vụ hàng đầu của bọn hắn là giết chết Tiêu Phàm. Trong đó một thanh bào lão giả lách mình hướng về Tiêu Phàm đánh tới, bốn chiến thần cảnh vây nhốt hư không, xem ra Tiêu Phàm cũng không có khả năng phá vỡ hư không để chạy. Tạm biệt, trên mặt Tiêu Phàm lóe qua vẻ khinh thường, đột nhiên xích hồng sắc hỏa diễm quanh thân bắt đầu nhanh chóng chuyển động, giống như một phong hỏa luân điên cuồng xoay tròn. Phốc một tiếng, hư không bỗng nhiên bị xé rách, Tiêu Phàm hóa thành một vệt sáng hướng về khe không gian phóng đi. Hồn thiên tinh hỏa toa, đám người nhìn một cái liền nhận ra hỏa diễm quanh thân Tiêu Phàm, sắc mặt đều khó coi. Lấy thực lực bọn hắn phong cấm hư không, trong thời gian ngắn tính cả chiến thần cảnh đều chưa chắc có thể tùy tiện đào thoát, nhưng hồn thiên tinh hỏa toa thì khác, đây chính là thần binh liền hư vô phong bạo đều có thể xé nát vượt qua không gian, há lại sẽ sợ bọn hắn phong tỏa. Chết, thanh bào lão giả quát một tiếng như sấm, tốc độ bỗng tăng tốc, hướng về Tiêu Phàm trong hư không đánh ra một trường, chiến lão bát bọn hắn thấy thế cũng không chút do dự cùng đi theo. Mặc dù xé mở hư không nhưng tốc độ Tiêu Phàm hiện tại không nhanh bao nhiêu, bọn hắn còn có cơ hội chém giết Tiêu Phàm, nếu để cho hắn khống chế hồn thiên tinh hỏa toa toàn lực vượt qua, coi như chiến thần cảnh cũng không có khả năng đuổi kịp hắn. Đến rất tốt, Tiêu Phàm quay đầu nhìn hư không liệt phùng, khóe miệng hơi hơi dương lên, tựa như âm mưu đạt được. Chỉ thấy hắn đột nhiên lấy ra càn khôn định thiên đỉnh, xốc cái nắp lên, bạch sắc hỏa diễm từ bên trong càn khôn định thiên đỉnh đổ xuống. Trong nháy mắt ngăn chặn hư không liệt phùng. Lúc này, thanh bào lão giả vừa lúc xông tới, nhìn thấy bạch sắc hỏa diễm đầy trời liền hít một hơi lạnh, nhưng mà tốc độ của hắn quá nhanh, căn bản không thể trong nháy mắt ngừng lại. Mà hậu quả không thể ngừng lại chính là xông vào bên trong bạch sắc hỏa diễm, nếu như chỉ là hỏa diễm phổ thông thì không nói gì, bọn hắn không sợ hãi, nhưng mấu chốt là đây chính là thiên hỏa. Vừa nãy kim sắc chiến giáp nam tử bị thiên hỏa thiêu đến kêu thảm. Đám người chiến lão bát tới sau, lúc thấy thiên hỏa trong nháy mắt liền dừng lại, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh bào lão giả xông vào bên trong thiên hỏa. A lại một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, đám người chiến lão bát hít một hơi lạnh, bọn hắn không cách nào tưởng tượng loại đau khổ bị thiên hỏa đốt luyện này. Hỗn trướng, ta muốn giết ngươi. Chiến lão bát phẫn nộ gầm thét, hai mắt muốn nứt. Bọn hắn đều trải qua vô số sinh tử ma luyện, nhưng bị một chiến thánh cảnh hậu kỳ đùa giỡn như thế còn là lần thứ nhất. Đương nhiên, việc này cũng là do bọn hắn khinh thị thực lực Tiêu Phàm, nếu như bọn hắn cẩn thận một chút cũng sẽ không phát sinh việc này. Tới giết ta đi. Tiêu Phàm lại là không có lập tức rời đi, ngược lại cười tủm tỉm nhìn mấy người chiến lão bát. Lão nhị, người theo ta cứu lão ngũ cùng lão lục, lão tam lão tứ, các ngươi đi giết hắn. Chiến lão bát phẫn nộ quát, dứt lời, hắn liền cùng một lão giả khác đi cứu thanh bào lão giả cùng kim sắc chiến giáp nam tử bị thiên hỏa đốt cháy. Nhưng làm hắn thất vọng là hai người kia lại bất phi sở động, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có một chút kiêng kỵ nhìn Tiêu Phàm. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Chiến lão bát phẫn nộ nói. Đội trưởng, chúng ta. Hai hắc y nhân thần sắc lấp lóe không yên, quả thực là không dám đi qua. Hắn chỉ là chiến thánh cảnh mà thôi, các ngươi có gì phải sợ? Chiến lão bát một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chúng ta cũng không phải sợ hắn, mà là sợ thiên hỏa,
người ngay từ đầu để lão Lục đi qua, hắn bị thiên hỏa đốt, về sau lại để cho lão Ngũ đi qua, lão Ngũ cũng bị thiên hỏa đốt. Hiện tại để cho chúng ta đi qua, ai biết trên người gia hỏa kia còn có thiên hỏa hay không, hắn hiện tại không kiêng nể gì cả đứng ở đó, rõ ràng là có chỗ ỷ vào, chúng ta không muốn bị thiên hỏa đốt đâu. Hai người áo đen trong thầm nghĩ lòng âm, bất quá lời này bọn họ là tuyệt đối không có khả năng nói ra. Các ngươi, nhìn thấy hai người vẫn bất động như cũ, chiến lão bát thật giận, đường đường chiến thần cảnh vậy mà sợ hãi một chiến thánh cảnh, nếu nói ra ngoài, mặt bọn hắn còn để nơi nào. Kỳ thật bọn hắn không phải sợ ta, sợ là miệng quả đen của ngươi, ngươi để ai lên thì đó không may, chậc, không cùng các ngươi chơi nữa, lần tiếp theo nhìn thấy các ngươi cũng đều phải đem cổ rửa sạch sẽ. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng nói. Sau đó xích hồng sắc hỏa diễm quanh thân tăng vọt, hóa thành một quả lưu tinh bắn vào hư vô chỗ sâu, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Đám chiến lão bát trơ mắt nhìn Tiêu Phàm rời đi, mấy người vô cùng phẫn nộ, trong lòng kìm nén một cỗ lệ khí ngập trời, trước đó bọn hắn còn giễu cợt bọn chiến thiên cửu, nhưng mà hiện tại bọn hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Tiêu Phàm không chết cũng liền thôi, còn kém chút bồi tính mạng mình, bọn hắn so với chiến thiên cửu đều xui xẻo hơn rất nhiều. Hồi lâu, bọn chiến lão bát sốt cục dập tắt thiên hỏa trên người hai người kia, nếu như không phải chiến thần cảnh, hai người đoán chừng đã sớm bị thiêu chết. Đội trưởng, lần này là ta chủ quan. Kim sắc chiến giáp nam tử cúi đầu, chiến giáp hắn cũng đã bị cháy sạch, trên người nhiều chỗ cháy đen, tràn ngập mùi thịt khét. Nói những thứ này đều không có giá trị, hiện tại hắn đã trốn, chúng ta muốn giết chết hắn cũng rất khó, chiến hồn đại lục lớn như vậy. Ai cũng không biết hắn sẽ từ nơi nào tiến vào, hiện tại chúng ta phải báo cáo cho điện chủ, tận lực giảm bớt trách nhiệm. Chiến lão bát hít sâu một cái nói. Kim sắc chiến giáp nam tử khinh thường Tiêu Phàm, hắn làm sao không phải khinh thường Tiêu Phàm đây? Đội trưởng, việc này kỳ thật cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Thanh bào lão giả đột nhiên nói ra, hắn cũng bị đốt thành than cốc. Hả, ánh mắt mấy người đều rơi vào trên người thanh bào lão giả. Thứ nhất, tình đấu luyện không trận là phân thân điện chủ tự mình bố trí, người bình thường cho dù là chiến thần cảnh đều tiếp nhận không được thiên hỏa đốt cháy, nhưng tu la điện chủ lại đào tẩu, điều này nói rõ điện chủ phân thân bố trí trận pháp vốn chính là sai lầm. Thanh bào lão giả nói ra, ngừng lại, hắn lại nói, thứ hai, tình đấu luyện không trận không đốt chết hắn cũng thôi, trên người hắn vẫn còn có hồn thiên tinh hỏa toa, các ngươi cũng đừng quên, hồn thiên tinh hỏa toa là của đội 9. Điểm thứ nhất đám người ngược lại không quan tâm, dù sao bọn hắn không có khả năng đi trách cứ điện chủ chiến thần điện, nhưng nghe được điểm thứ hai, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên ý cười. Hồn thiên tinh hỏa toa là thần binh điện chủ ban cho đội 9, tu la điện chủ mượn nhờ nó chạy trốn, chúng ta truy không kịp cũng rất bình thường. Không sai, phương pháp này có thể, chỉ ít đội 9 gánh chịu trách nhiệm nhiều hơn so với chúng ta. Vẫn là lão Ngũ đầu linh hoạt. Lần này chúng ta cũng có thể bàn giao. Đám người ngươi một lời ta một câu, bọn hắn rất rõ ràng trách nhiệm để Tiêu Phàm thoát đi lớn bao nhiêu, cho nên nhất định phải trốn tránh trách nhiệm trên người, mà đội 9 lại trở thành hình nhân thế mạng cho đội 8 bọn họ. Đi, về chiến thần điện. Chiến lão bát cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, hắn biết rõ sự tình cũng không có dễ dàng kết thúc như vậy. Lại nói Tiêu Phàm khống chế hồn thiên tinh hỏa toa bắn vào hư không liệt phùng. Tốc độ đáng sợ làm Tiêu Phàm đều hãi hùng khiếp vía, tốc độ này quá nhanh. Dừng, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình bỗng từ trong hư không hiển lộ ra, hắn rất sợ khống chế hồn thiên tinh hỏa toa tiến vào hư vô, kể từ đó, muốn trở lại chiến hồn đại lục liền phiền phức. Dù sao, hắn không biết chiến hồn đại lục ở phương nào, bên trong hư không dễ dàng làm cho người ta mất phương hướng nhất. Hồn thiên tinh hỏa toa mặc dù tốc độ nhanh, nhưng đối với tu la thần lực tiêu hao quá lớn. Tiêu Phàm bình tĩnh suy nghĩ một cái, lúc này mới đánh giá không gian tối tăm. Một mảnh phía trước Tiêu Phàm có chút không biết làm sao, khi hắn quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, lại nhìn thấy một quả lam sắc tinh thần to lớn hiện lên ở sâu trong bóng tối băng lãnh. Bên cạnh lam sắc tinh thần còn có một quả thổ hoàng sắc tinh thần, so với lam sắc tinh thần nhỏ hơn rất nhiều, Tiêu Phàm biết rõ cả hai nhìn qua rất gần. Nhưng trên thực tế cách nhau có chút xa xôi. Mặt khác, bên cạnh hai quả tinh thần còn có một chút điểm sáng nhỏ bé,
cơ hồ có thể không cần tính. Lam sắc tinh thần hẳn là chiến hồn đại lục, mà thổ hoàng sắc tinh thần khả năng chính là thần chi kiếp địa, về phần những cái điểm sáng nhỏ bé vô cùng có khả năng chính là những cổ địa đó. Tiêu Phàm nghĩ thầm, sau đó ở bên trong tu la truyền thừa lấy xác minh. Hắn cũng rốt cục minh bạch tại sao từ chiến hồn đại lục hoặc là cổ tộc cổ địa rời đi có thể tìm tới thần chi kiếp địa, cho dù là trong hư vô hắc ám, chiến hồn đại lục cùng thần chi kiếp địa cũng vô cùng dễ thấy. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm khôi phục tu la thần lực, sau đó lần nữa thôi động hồn thiên tinh hỏa toa hướng về lam sắc tinh thần. Mười mấy cái hô hấp sau, lúc Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện đã là trên một tòa đỉnh núi, ngửi được cỗ khí tức quen thuộc, Tiêu Phàm rốt cục buông lỏng một hơi. Chiến hồn đại lục, cuối cùng đã trở về. Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng, trong bàn tay lần lượt từng bóng người xuất hiện, chính là Tiêu Linh Nhi, Sở Phiền, Thạch Thánh cùng Tiểu Kim, còn có Dịch Bằng và Sở Nguyệt. Ca, chúng ta trốn đi rồi. Nơi này là chỗ nào? Tiêu Linh Nhi hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Ta cũng không biết, tìm người hỏi một chút. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, trong lòng lại bổ sung một câu, mặc dù trốn khỏi chiến thần điện truy sát, nhưng cũng không có được tin tức lưu ly thánh đảo, đã qua hơn 3 tháng, nhiều thêm một ngày tiểu ma nữ sẽ thêm một phần nguy hiểm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự đạp không mà lên, hướng về nơi xa bay đi, vị trí bọn hắn là một chỗ sơn mạch to lớn, thời gian nửa chén trà nhỏ, bọn hắn không có gặp một người. Hồn thú ngược lại là thấy không ít, thậm chí còn có cửu giai hồn thú, bất quá Tiêu Phàm căn bản lười phản ứng, hiện tại với hắn mà nói, thời gian là cấp bách nhất. Thời gian một nén nhang sau, Tiêu Phàm rốt cục ngừng thân hình, Tiêu Linh Nhi bọn hắn không biết vì sao nhìn Tiêu Phàm. Lúc này, bọn hắn rốt cục minh bạch phát sinh chuyện gì, phía dưới truyền đến một trận tiếng đánh nhau, dị thường kịch liệt, năng lượng ba động đáng sợ quét sạch tứ phương. Hô, một đạo xung thiên kiếm mang sông thẳng cửu tiêu, sáng chói đến cực điểm, đâm vào người không mở ra được hai mắt. Tiêu Phàm bọn hắn đứng sừng sững trong mây, quan sát phía dưới. Tất cả nơi đó đều in vào bên trong đôi mắt đám Tiêu Phàm. Một chỗ bên trong sơn cốc, mấy chục đạo thân ảnh đang cùng một đầu long hình hồn thú giao chiến, nhìn long hình hồn thú một cái Tiêu Phàm liền nhận ra danh tự nó, Huyền Tinh Hàn Giao. Huyền Tinh Hàn Giao ẩn chứa cửu giai huyết mạch, trên thực tế thực lực đầu Huyền Tinh Hàn Giao này cũng đạt tới cửu giai trung kỳ, trong phạm vi xung quanh ngàn trượng tất cả đều băng phong, hàn khí bức người. Trong sơn cốc mặc dù có 3.040 người, nhưng chân chính dám tới gần Huyền Tinh Hàn Giao chiến đấu chỉ có 4 người, trong đó có 3 chiến thánh trung kỳ, 1 chiến thánh sơ kỳ. Mặc dù thực lực tu sĩ nhân loại chiếm thượng phong, nhưng lực phòng ngự Huyền Tinh Hàn Giao cực kỳ kinh người, dù là tu sĩ cùng giai chiến thánh cảnh trung kỳ cũng rất khó phá vỡ hàn băng lân giáp. Ta đại khái biết nơi này là nơi nào rồi, cũng chỉ có Tây Vực mới có hồn thú cường đại như thế. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Ca, Huyền Tinh Hàn Giao thực lực không tệ, xem như tòa kỵ cũng không tệ, nếu không ta đoạt nó tới. Tiêu Linh Nhi đột nhiên mở miệng nói, nàng đang tìm chút niềm vui chơi đùa. Chờ một lát, Tiêu Phàm đưa tay ngăn lại Tiêu Linh Nhi, ánh mắt hắn căn bản không nhìn Huyền Tinh Hàn Giao, mà là rơi vào trên người tu sĩ chiến thánh cảnh sơ kỳ duy nhất trong 4 người cùng Huyền Tinh Hàn Giao chiến đấu. Đó là một bạch y thanh niên. Mái tóc đen dài trong gió bay lên, trường kiếm trong tay múa nhẹ, động tác thập phần phiêu giật, mỗi một kiếm mặc dù nói không lên kỳ diệu tới đỉnh cao, nhưng lại trực chỉ chỗ chí mạng Huyền Tinh Hàn Giao. Giống, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, con mắt màu vàng óng cũng rơi vào trên người bạch y thanh niên. Tiểu Kim, người biết người kia, Tiêu Linh Nhi khôn khéo, liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim cổ quái, theo ánh mắt hai người nhìn lại. Ánh mắt cũng rơi vào trên người bạch y thanh niên. Biết, Tiêu Phàm gật đầu nói. Chúng ta đi giúp bọn hắn giết Huyền Tinh Hàn Giao. Tiêu Linh Nhi lách mình chuẩn bị xông lên, bất quá vẫn bị Tiêu Phàm giữ lại. Chờ một chút, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn ngược lại là rất muốn nhìn bạch y thanh niên bây giờ đến cùng trưởng thành đến cấp độ gì. Bên trong sơn cốc, 4 đạo thân ảnh từ 4 phương 8 hướng kiểm chế Huyền Tinh Hàn Giao. Huyền Tinh Hàn Giao phẫn nộ gào thét, thân thể giao long to lớn nhanh chóng giãy giụa. 4 phía cổ thụ sụp đổ, toái thạch bay tứ tung, nó phiền muộn tới cực điểm, 3 chiến thánh cảnh trung kỳ đã đủ làm nó chịu thiệt, nhưng nó cảm giác chiến thánh cảnh sơ kỳ bạch y thanh niên càng khó chơi hơn.
Kiếm pháp hắn thập phần xảo trá, mỗi một kiếm đều có thể chém trúng chỗ yếu, cứ như thế nó sẽ phải lưu ở chỗ này. Vân Khê, ba người chúng ta kiềm chế nó, ngươi tranh thủ thời gian năm hơi lên lấy tính mệnh nó. Một người thanh niên mặc bạch sắc chiến giáp trong đó hét lớn. Không sai, bạch y thanh niên chính là Vân Khê, lúc trước Tiêu Phàm để hắn đi theo đám phong lang rời đi, nhưng mà Vân Khê tìm kiếm muội muội Vân Phán Nhi của hắn nên tự động rời đi, không nghĩ tới lại đi tới Tây Vực. Thời gian 2, 3 năm, từ Nam Vực đến Tây Vực, đoán chừng Vân Khê cũng ăn không ít đau khổ, thực lực hắn cũng từ chiến đế cảnh đột phá đến chiến thánh cảnh. Nghe thanh niên bạch sắc chiến giáp nói, Vân Khê nhăn nhăn, cuối cùng vẫn gật đầu. Thanh niên bạch sắc chiến giáp thấy thế, trên mặt hiện lên một ý cười, sau đó cười lớn một tiếng, chúng ta ba người cùng một chỗ áp chế nó. Phong Vân Trảm, Phi Tuyết, Long Khiếu Sơn Hà, trừ Vân Khê, ba người khác hét lớn một tiếng, thi triển ra chiến kỹ bá đạo, từ ba phương hướng ép về phía Huyền Tinh Hàn Giao, thiên địa chi thế đáng sợ gào rít giận dữ, hình thành một lực lượng tràng vực bá đạo vây khốn Huyền Tinh Hàn Giao. Vân Khê thấy thế, chân đạp bộ pháp, xông thẳng đến hàm dưới Huyền Tinh Hàn Giao, đây là điểm yếu Huyền Tinh Hàn Giao, chỉ cần một kích chém chúng là đủ để diệt sát nó. Tốc độ của hắn rất nhanh, kiếm tùy thân động, thân theo gió động, một cái hô hấp liền xuất hiện ở trước mặt Huyền Tinh Hàn Giao. Ngang Huyền Tinh Hàn Giao nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra một cỗ hàn băng chi khí, hư không trong nháy mắt đông kết, hóa thành tường hàn băng lấp kín ở trước mặt Vân Khê. Phá, Vân Khê quát nhẹ một tiếng, mũi kiếm tách ra một đạo bạch sắc lợi mang, kiếm khí ngưng tụ phá không mà ra, tường hàn băng nhao nhao nổ tung, kiếm khí không giảm mảy may, thẳng đến hàm dưới Huyền Tinh Hàn Giao. Lúc này, Huyền Tinh Hàn Giao đột nhiên cúi đầu, ngăn trở kiếm trong tay Vân Khê. Hồn Trảm, Vân Khê phản ứng rất nhanh, thân thể tại hư không lật nghiêng một cái, thiên kiếm trong tay nhẹ nhàng vẩy một cái. Thân thể Huyền Tinh Hàn Giao to lớn hướng phía sau đẩy lui hơn mấy trượng, đầu càng là hướng về không trung vung đi. Phá thiên, Vân Khê thấy thế, thân thể như yến xẹt qua hư không cướp thiên kiếm, kéo kiếm hoa xông thẳng đến hàm dưới Huyền Tinh Hàn Giao. Hai kiếm này giống như nước chảy mây trôi, không có bất kỳ cái gì ngập ngừng, không thể không nói Vân Khê tại kiếm đạo lĩnh ngộ xác thực không phải là người tầm thường có thể so sánh. Phốc phốc, một đạo sắc bén kiên chỉ đâm vào hàm dưới Huyền Tinh Hàn Giao, sau đó xuyên qua đầu. Huyền Tinh Hàn Giao ra sức gào thét, giãy giụa trước tử vong, làm lực lượng nó trong nháy mắt tăng lên tới mức cực hạn. Lui, thanh niên bạch sắc chiến giáp thấy thế, cùng hai người không khác chút do dự hướng về phía sau thối lui, mất đi khống chế, Huyền Tinh Hàn Giao lập tức cơ hồ phát cuồng, giao vĩ to lớn hung hăng quất hướng Vân Khê. Vân Khê chém giết Huyền Tinh Hàn Giao. Nếu như bạch sắc chiến giáp thanh niên ba người lại áp chế hai cái hô hấp, hắn tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay thối lui. Nhưng mà bởi vì bạch sắc chiến giáp thanh niên dẫn đầu rút đi, lưu cho hắn thời gian đào vong căn bản không nhiều, Huyền Tinh Hàn Giao vùng vẫy giấy chết, giờ phút này lực lượng tuyệt đối không kém gì chiến thánh cảnh hậu kỳ. Một kích này nếu như đánh trúng Vân Khê đoán chừng không chết cũng tàn phế. Cẩn thận, phía trên không trung, Tiêu Linh Nhi, Dịch Bằng, Sở Nguyệt bọn hắn thiếu chút nữa thì kêu ra, tim bọn hắn cũng nhảy lên đến cuống họng. Tiêu Phàm lại cực kỳ bình tĩnh, chỉ là đáy mắt chỗ sâu lại hiện ra một đạo lãnh quang, hắn như thế nào không nhìn ra, bạch sắc chiến giáp thanh niên rõ ràng là cố ý rút lui. Lấy thực lực bọn hắn tuyệt đối có thể tiếp tục áp chế Huyền Tinh Hàn Giao hai cái hô hấp thời gian, cho dù một hơi cũng đủ để Vân Khê rút lui. Nhưng bọn hắn không làm. Tựa như đoán chừng muốn mượn Huyền Tinh Hàn Giao giết chết Vân Khê. Nghĩ vậy, linh hồn chi lực Tiêu Phàm cường đại trong nháy mắt xông vào đầu Huyền Tinh Hàn Giao, thân thể Huyền Tinh Hàn Giao rõ ràng run một trận. Cũng chính là một trận này, Vân Khê rất nhanh phản ứng kịp, hắn một cước đạp hư không, lần nữa nhào về phía đầu Huyền Tinh Hàn Giao, liên tục đâm ra mấy kiếm. Hư không máu văng tung tóe, đầu Huyền Tinh Hàn Giao bị xuyên thủng mấy cái lỗ thủng. Máu tươi như là thác nước chiếu nghiêng xuống. Giao Long Vĩ cứng cáp hữu lực giãy giụa mấy lần liền rơi xuống hư không, Huyền Tinh Hàn Giao dài chừng 10 trượng không cam lòng ngã xuống đất không dậy nổi. Con người băng lãnh đều là không cam lòng, nó không nghĩ tới bản thân sẽ chết ở chỗ này. Vân Khê đạp mạnh mũi chân, từ trên đầu Huyền Tinh Hàn Giao phi thân lên, trong lòng hắn có chút hồ nghi,
rõ ràng vừa nãy huyền tinh hàn giao giao Long Vĩ có thể giết hắn. Nhưng sau cái run kia, huyền tinh hàn giao lại triệt hồi lực lượng, nhìn bốn phía xung quanh, hắn lại không phát hiện bất luận bóng người nào, chỉ có thể buồn bực nói có lẽ là ta cảm ứng sai. Chúc mừng đoàn trưởng lại chém huyền tinh hàn giao. Ta liền biết huyền tinh hàn giao không phải đối thủ đoàn trưởng, mang theo thi thể huyền tinh hàn giao trở về, tử vân liệp hồn đoàn chúng ta khẳng định có thể tấn cấp thánh cấp liệp hồn đoàn. Phó đoàn trưởng cũng không thể bỏ qua công lao, vừa nãy hai kiếm kia giống như thiên mã hành không, không phải người bình thường có thể làm ra. Đám người xung quanh nhao nhao tới, một mặt lấy lòng nhìn Vân Khê bọn hắn, bất quá đại bộ phận đều là vuốt mông ngựa bạch sắc chiến giáp thanh niên. Đối với tất cả, Vân Khê cũng không phải rất quan tâm, hắn không có để ý tới đám người phản ứng, chậm rãi hướng về vị trí đầu huyền tinh hàn giao đi đến. Phốc phốc, Vân Khê vung ra mấy kiếm, phá vỡ đầu huyền tinh hàn giao, lấy ra một khỏa tinh thể màu đen to bằng đầu người, chính là huyền tinh hàn giao hồn tinh. Cửu giai trung kỳ hồn tinh ẩn chứa hồn lực vô cùng bằng bạc, đầy đủ cho tu sĩ chiến đế cảnh bình thường đột phá chiến thánh cảnh. Vân Khê, đột nhiên, bạch sắc chiến giáp thanh niên đi tới, ngưng tiếng nói, ngươi thật muốn rời khỏi tử vân liệp hồn đoàn chúng ta. Cái gì, phó đoàn trưởng muốn rời tử vân liệp hồn đoàn? Những người khác kinh ngạc nhìn Vân Khê, trong mắt đều là vẻ không nỡ, rất nhiều người đã bắt đầu khuyên lưu lại. Các vị, xin lỗi, Vân Mỗ còn có việc cần hoàn thành, thiên hạ không có yến hội nào không tàn. Vân Khê lắc đầu, ngữ khí thập phần kiên định, hắn đến nơi này chỉ là tìm kiếm muội muội mình mà thôi, làm sao có thể quyết định ở lại. Sau đó lại nhìn về phía bạch sắc chiến giáp thanh niên nói, Tô Lệ huynh, thi thể huyền tinh hàn giao các ngươi tự mình xử lý đi, cáo từ. Dứt lời, Vân Khê quay người liền chuẩn bị rời đi. Tô Lệ nhìn thấy Vân Khê đã quyết định đi, vội vàng nháy mắt cho hai người bên cạnh, trong đó một người thanh niên lách mình ngăn lại Vân Khê, âm dương quái khí mà nói, phó đoàn trưởng giữ lại ngươi như thế một chút mặt mũi đều không cho. Ngươi muốn ly khai cũng được, đem hồn tinh mấy ngày nay chúng ta có được cầm đi ra à? Tô Lệ, cái này là ý tứ ngươi, hay là ý tứ bọn hắn? Vân Khê cau mày một cái, nói trước đó chúng ta là nói xong, ta giúp liệp hồn đoàn các ngươi tấn cấp thánh cấp, hồn tinh thuộc về ta. Bạch sắc chiến giáp thanh niên Tô Lệ mỉm cười, nói, Vân Khê, ta khi nào nói qua như vậy? Ngươi khẩu vị cũng quá lớn đi, ta đem hồn tinh giao cho ngươi bảo quản mà thôi, ngươi liền chuẩn bị độc chiếm, ngươi xứng đáng với các huynh đệ sao? Huống chi, ngươi là một chiến thánh cảnh sơ kỳ cũng có khả năng giúp đỡ liệp hồn đoàn chúng ta tiến giai thánh cấp sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Lông mày Vân Khê nhíu lại, hắn biết nói nhiều đều không giá trị, Tô Lệ ngay từ đầu chính là lợi dụng hắn mà thôi. Tràng diện trong lúc nhất thời lâm vào thế giằng co, người tử vân liệp hồn đoàn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời không biết làm sao. Mặc dù rất nhiều người đã bị khí độ Vân Khê tin phục, nhưng Vân Khê chỉ là nửa đường gia nhập, mà Tô Lệ mới là đoàn trưởng bọn hắn. Tô Lệ cùng Vân Khê hai người tranh phong tương đối, ai cũng không nhường ai. Đem hồn giới trên người giao ra, sau đó xéo đi. Lúc này, Tô Lệ rốt cục mở miệng, hắn cũng không che giấu, trực tiếp vạch mặt. Những ngày qua dựa vào tử vân liệp hồn đoàn, trên người Vân Khê được mấy mai cửu giai hồn tinh, một mai cửu giai hồn tinh là giá trị hơn 100 vạn cực phẩm hồn thạch, đây chính là một bút tài phú rất lớn. Đương nhiên, Tô Lệ kỳ thật coi trọng nhất vẫn là đoạt thiên kiếm trong tay Vân Khê, đây chính là cửu giai hồn binh có giá trị không nhỏ. Tô Lệ, ngươi thật đúng là vô liêm sỉ, ta nếu không giao thì sao? Vân Khê lửa giận cũng tới, hắn từ xưa không được ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng cho tới bây giờ không phải kẻ yếu sợ mạnh. Ban đầu ở vô song thánh thành hắn nhất giới tán tu, không phải cũng dám theo các thiên tài đại gia tộc chống lại à, huống chi ở chỗ này đây. Vân Khê nếu muốn đi, nơi này không có người nào có thể ngăn được hắn. Không giao, vậy chúng ta tự mình tới cầm. Ngữ khí Tô Lệ thập phần bá đạo, con người hắn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm đoạt thiên kiếm trong tay Vân Khê. Vừa dứt lời, thân hình hai chiến thánh cảnh trung kỳ khác lóe lên, trong nháy mắt ngăn lại đường đi Vân Khê, cầm đao kiếm trong tay lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Khê. La Phong, La Vân, các ngươi cũng muốn động thủ. Con người Vân Khê rơi vào trên người hai người khác, cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi.
chỉ là hắn biết rõ trong lòng hai người cũng có chút tính toán, cũng không phải là hoàn toàn trung thành với Tô Lệ. Vân huynh, xin lỗi, mệnh lệnh đoàn trưởng, chúng ta nhất định phải nghe. Trong đó một người lắc lắc đầu nói. Cũng không có cái gì để nói, đánh đi. Vân Khê nắm lấy cướp thiên kiếm, kiếm khí đầy trời từ trên người hắn quét sạch mà ra, hình thành một cái kiếm khí phong bạo. Trong mây phía trên, đám Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn phía dưới, Tiêu Linh Nhi càng là nhìn không được bầu không khí nói, những người này không cần thể diện, không tuân thủ hứa hẹn cũng liền thôi, vậy mà còn muốn dùng sức mạnh, ca, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn hắn chết sao? Bọn hắn không phải đối thủ Vân Khê. Tiêu Phàm lắc đầu, thực lực Vân Khê hắn nhưng có chỗ biết, trước đó triển lộ ra tuyệt đối không phải toàn bộ thực lực hắn. Huống chi, Vân Khê nếu muốn rời đi, những người này là không có khả năng ngăn được hắn. Vân Khê, cái này là ngươi tự tìm chết, cũng đừng trách ta. Phía dưới, Tô Lệ một tiếng quát chói tai, lách mình hướng về Vân Khê đánh tới, sau lưng hắn càng hiện lên một đầu hỏa diễm điểu to lớn. Đã sớm nghe nói người nắm giữ cửu phẩm chiến hồn Phượng Vĩ Hỏa Ô. Vân Khê mị mị hai mắt, không lùi mà tiến tới, trường kiếm nhấc lên, xông thẳng tới Vân Khê. Sau lưng hắn cũng hiện lên một chuôi đoạn trường kiếm màu trắng, quang mang chớp nhấp nháy tản ra một cỗ vô cùng lăng lệ. Tiệt hồn, một tiếng quát nhẹ, tốc độ Vân Khê đạt tới cực hạn, hồn lực hắn khóa chặt Tô Lệ, hắn rất rõ ràng, chỉ cần trọng thương Tô Lệ. Hai người khác tuyệt đối sẽ không liều mạng với hắn. Phượng khiếu trường không, Tô Lệ hét lớn một tiếng, Phượng Vĩ Hỏa Ô đốt cháy hư không, xích hồng sắc hỏa diễm ẩn chứa một cỗ uy năng bá đạo, cửu phẩm chiến hồn Phượng Vĩ Hỏa Ô so sánh với bát phẩm chiến hồn Phượng Vĩ Hỏa Điểu cường đại hơn quá nhiều. Trong miệng Phượng Vĩ Hỏa Ô dường như ngậm lấy một mặt trời nhỏ hồng sắc, cả mảnh trời tế đều bị nhuộm thành hồng sắc. Phốc phốc, một tiếng vang giòn. Kiếm khí Vân Khê trong nháy mắt xuyên thủng hỏa diễm Phượng Vĩ Hỏa Ô, lợi mang sắc bén chớp mắt liền đi tới trước người Tô Lệ. Làm sao có thể, trong mắt Tô Lệ đều là vẻ khó tin, bản thân thi triển là thiên địa chi thế hỏa thuộc tính, lại bị Vân Khê một kiếm phá vỡ. Ngươi ngay cả tác dụng tiệt hồn kiếm đều không biết, uổng cho ngươi còn đột phá đến chiến thánh cảnh trung kỳ, một cái bài trí mà thôi. Vân Khê lạnh lùng cười một tiếng, dưới kiếm không có bất kỳ cái gì lưu tình. Tiệt hồn kiếm cắt đứt dĩ nhiên chính là hồn lực, không hồn lực, Phượng Vĩ Hỏa Điểu cường đại thì có ích lợi gì? Mắt thấy một kiếm Vân Khê sắp tới gần Tô Lệ, đột nhiên hai đạo đao mang kiếm ảnh ngăn cản trước người Vân Khê, hiển nhiên là huynh đệ La Phong, La Vân xuất thủ. Sắc mặt Vân Khê trầm xuống, một chọi một, hắn không sợ, nhưng là ba người hợp lực mà nói, hắn cũng phải cẩn thận đối đãi, chỉ ít muốn giết bọn hắn vẫn là rất khó. Trường kiếm nhẹ nhàng rung động, đẩy lui đao kiếm hai người, thân ảnh Vân Khê xoay người giữa không trung, trong nháy mắt lui lại hơn 10 trượng, thân thể giống như yến, động tác phiêu giật thoải mái. Cáo từ, Vân Khê chắp tay một cái, trên mặt hiện lên một ý cười, quay người hướng về nơi xa bỏ chạy. Chạy đi đâu, Tô Lệ một tiếng quát mắng, khí thế Phượng Vĩ Hỏa Ô tăng vọt, sau lưng hắn hiện lên một đôi cánh hỏa diễm to lớn, tốc độ của hắn nhanh hơn Vân Khê rất nhiều. Vân Khê quay đầu nhìn một cái, thân sắc trầm xuống, Tô Lệ thực lực không mạnh, nhưng chiến hồn thật đúng là rất khó chơi. Chiến hồn này cho ngươi thực sự là lãng phí. Trong mắt Vân Khê lóe lên vẻ khinh thường, lần nữa thi triển một kiếm tiệt hồn, kiếm quang diệu trong nháy mắt chém xuống cánh Tô Lệ. Bất quá Tô Lệ tựa như cùng Vân Khê không chết không thôi, hai mắt hắn đỏ bừng, hiện ra quang mang màu đỏ tươi, tràn ngập giết chóc, lần nữa giết ra. Huynh đệ La Phong, La Vân theo đuổi không bỏ, mấy tức thời gian liền đem người Tử Vân Liệp Hồn Đoàn bỏ xa nơi chân trời. Sau một lát, Vân Khê đột nhiên đứng sừng sững trên một tòa đỉnh núi, quay đầu lạnh lùng nhìn qua Tô Lệ nói, Tô Lệ, ta không muốn giết ngươi, ngươi đừng bức ta. Ta bức ngươi thì sao? Tô Lệ lạnh lùng cười một tiếng, một kiếm giết ra, lần này hắn hết sức cẩn thận, trong tay áo tay trái hắn lại mở ra một cái bình nhỏ, khóe miệng hiện lên vẻ lạnh như băng. Bang, hai người tại hư không kịch liệt đâm vào cùng một chỗ, kiếm quang lấp lóe, kiếm khí bay tứ tung, dù là thấp một cảnh giới, Vân Khê cũng vẫn như cũ ở vào thế thượng phong, Tô Lệ cơ hồ chỉ có sức phòng ngự. Đột nhiên, trong miệng Vân Khê chảy ra hàng máu, hắn biến sắc, một kiếm đẩy lui Tô Lệ đối diện, sát khí nặng nề nói, ngươi hạ độc.
hiện tại mới phát hiện, có phải đã trễ hay không? Tô Lệ tà tà cười một tiếng, tựa như âm mưu đạt được, cửu phẩm đoạn hồn tán chân quý dùng trên người ngươi thật đúng là lãng phí. Cửu phẩm đoạn hồn tán, phía sau huynh đệ La Phong, La Vân chạy tới nghe vậy, không khỏi lạnh run, vội vàng hướng phía sau thối lui. Cửu phẩm đoạn hồn tán, trong vòng một canh giờ liền sẽ trải rộng toàn thân, phá hủy linh hồn người, quả thực là vô cùng bá đạo, loại độc này cực kỳ cương liệt, chiến thánh cảnh hậu kỳ trở xuống cơ hồ không ai có thể gánh vác được. Yên tâm, các ngươi là huynh đệ của ta làm sao sẽ đối phó các ngươi? Tô Lệ cười nhạt một tiếng, đưa tay một hồi, một cái bình ngọc ném cho huynh đệ La Phong cùng La Vân. Sau đó, ánh mắt Tô Lệ lạnh lẽo lần nữa rơi vào trên người Vân Khê, ta nói, ngươi không cho ta liền tự mình tới lấy. Ngươi chạy đi, à đúng rồi, ta quên, ngươi hiện tại có vẻ như đã không thể thi triển được hồn lực. Vừa dứt lời, Tô Lệ càn rỡ cười to, lách mình thẳng hướng Vân Khê, hiện tại Vân Khê làm sao có thể là đối thủ của hắn đây? Một khi tiếp tục động thủ, chỉ có thể tăng tốc độc dược khuếch tán, gia tốc tử vong. Vân Khê che mũi, nhưng mà máu tươi vô luận như thế nào đều không ngăn được, hắn muốn chạy trốn nhưng hiện tại ngay cả đứng đều đứng không vững, lại thế nào trốn được đây, lại càng không cần phải nói là đối thủ Tô Lệ. Nhìn thấy Tô Lệ đánh tới, trong mắt Vân Khê đều là vẻ phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Rõ ràng nắm giữ cửu phẩm chiến hồn lại chỉ biết dùng thủ đoạn, Vân Khê nói rất đúng, chiến hồn cho ngươi thực sự là lãng phí. Mắt thấy Tô Lệ một kiếm sắp chạm trên người Vân Khê, hư không đột nhiên vang lên một đạo thanh âm băng lãnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 70.